Chương 1924, tư lệnh tiền xuất kích. Ồ, Diệp Phàm đầu tiên là giả bộ ngạc nhiên, về sau, liếc nhìn Tiền Đào Quốc, nói. Phân quân khu tuy nói là thuộc hệ thống quân đội, nhưng, cũng là lực lượng vũ trang nhân dân. Có quan hệ to lớn với chính quyền địa phương chúng ta. Hơn nữa, trong các phương diện như cứu trợ thiên tai, chống lũ, làm đường mấy năm qua, phân quân khu thành phố đều có những biểu hiện tích cực. Quân dân một nhà, cho nên, có yêu cầu gì tư lệnh Tiền cứ nói thẳng là được, nói cái gì có thể nói không thể nói thì bỏ qua. Cửu Vân lĩnh mọi người đều biết rõ, gần đây, lãnh đạo cấp trên đã quyết định. Tiền Đào Quốc bắt đầu đưa kế hoạch ra. Cái sạp này quá lớn, quy hoạch ban đầu của chúng ta từ tòa nhà thành ủy đến quốc lộ Ngũ Long Sơn độ rộng chỉ có 8 mét. Hơn nữa chiều dài chỉ có 20 đến km. Nếu như theo yêu cầu của tư lệnh Tiền, đường của chúng ta lập tức phải mở rộng đến 16 mét, hơn nữa, tổng chiều dài không dưới 38 km. Chiều dài dường như thay đổi không lớn, tuy nhiên, yêu cầu trong đó lại rất lớn. Một là độ rộng thay đổi quá lớn, tương đương xây dựng thêm một quốc lộ Ngũ Long Sơn. Thứ hai, đường cho quân đội yêu cầu chất lượng rất cao, thiết kế ban đầu góc cua còn khá nhiều, nếu như theo yêu cầu của tư lệnh Tiền, thiết kế của chúng ta phải làm lại từ đầu. Hơn nữa, có vài chỗ không cần thêm cầu nay phải thêm cầu. Chỗ không cần phá núi cũng phải phá núi sơn đào đất. Như vậy tính tổng lại, Ủy ban khai thác phát triển khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn mở rộng chí ít cũng phải chi số vốn lớn hơn 20 triệu mới có thể lấp đầy lỗ thủng này. Tuy nói quân dân một nhà, chính quyền địa phương nên giúp đỡ công tác của quân đội. Nhưng, việc này, giúp đỡ cũng phải xem năng lực có phải vậy không. Lực không phải không có nhưng cũng không thể cố mà làm tới. Như vậy, chẳng những sẽ làm bị tổn hại nghiêm trọng đến chính quyền thành phố, hơn nữa. Nếu làm thành một công trình dở dang quách tức quân tôi một là có lỗi với Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống, hai là cũng trở thành tội nhân với người dân Đông Cống. Quách tức quân lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Bởi vì, đồng chí lão Quách tất nhiên lo lắng cho túi tiền của mình. Tổng số tiền chính quyền thành phố phân bổ không có biểu hiện tăng lên còn bị quân đội lấy đi một bát canh, đồng chí Tiểu Quách tất nhiên là kiên quyết phản đối rồi. Bởi vì, đồng chí Tiểu Quách là chủ nhiệm Ủy ban khai thác phát triển, khoản tiền này chẳng khác nào nằm dưới ngòi bút của y. Đúng vậy, nếu là ủng hộ 1-2 triệu đó là điều nên làm. Hơn 20 triệu, tài lực của chính quyền thành phố khó có thể đảm đương. Thị trưởng Quách lo lắng là có căn cứ. Việc này, còn phải thận trọng rồi mới nói được. Thái Phi lập tức tỏ thái độ ủng hộ cách nghĩ của Quách Tắc Quân. Ha ha, các anh vừa rồi chẳng phải nói ủng hộ công tác của quân đội sao? Sao vậy, quay một vòng động đến thời điểm thực tế lại bỏ gánh à? Nếu trong khi chống lũ quân đội cũng như thế mặc kệ không hỏi, thực sự đến lúc đó, các anh mới còn em nhân dân sao? Hơn nữa, đoàn biên phòng cũng là vì an toàn vùng biên thành phố Đông Cống chúng ta. Không có một thành phố Đông Cống ổn định, sao có thể có một thành phố Đông Cống phồn vinh phát triển? Nói từ phương diện chung, xuất phát điểm của chúng ta đều giống nhau, đều là vì quốc gia, vì nhân dân thành phố Đông Cống. Đến lúc đó, nhân dân Đông Cống mắng chửi chính là chính quyền thành phố mà không phải Tiền Đào Quốc tôi đây. Tiền Đào Quốc lập tức lấy lại sắc diện. Hệ thống quân đội là do lãnh đạo nhà nước trực tiếp chỉ đạo quản lý, có nghĩa là một phần tài chính cũng là do bên trên trực tiếp quản lý rót xuống. Chính quyền địa phương chỉ có thể nói là bỏ ra chút sức lực trợ giúp một phần. Lấy ví dụ như con đường từ tòa nhà thành ủy đến Cửu Vân Lĩnh. Phân quân khu thành phố nên chọn Đại Lương mới đúng, quốc lộ cao cấp quân dân cùng làm này dài đến 38 km, tổng đầu tư nhiều nhất khoảng 40 triệu. Phân quân khu chí ít cũng phải đi đầu có phải không? Nếu phải lấy ở chính quyền thành phố 20 triệu, không phải là mỗi bên một nửa sao? Việc này, không được hợp lý, cũng không hợp tình, lại có chút đảo khách thành chủ. Hơn nữa, giống như đại sự di chuyển nơi đóng quân, đới Trung Cường tôi không tin cấp trên không rót vốn xuống. Đới Trung Cường nói theo ánh mắt ra hiệu của Nùng Cao Vân, ý tứ này có đôi chút ám chỉ. Ám chỉ Tiền Đào Quốc anh tự ý bớt xén khoản tiền cấp trên rót xuống giữ lại cho bản thân, lại đem gánh nặng đặt lên vai chính quyền thành phố. Bí thư đới, lời này của anh là có ý gì? Tiền Đào Quốc tôi không hề nói cấp trên không rót vốn xuống. Lãnh đạo đã đồng ý cấp 60 triệu. Nhưng, chỉ riêng một con đường đã dùng mất 40 triệu, còn lại 20 triệu liệu có thể làm gì?
chỉ e không cần nói đến khu sinh hoạt của gia quyến binh sĩ, còn cả bệnh viện trường học nơi đóng quân nữa. Ngay cả doanh trại và thao trường bình thường cho chiến sĩ cũng không xây được. Tiền đào quốc tôi cũng là nghĩ dồn chút tiền làm tốt mặt này. Lần này chủ yếu là để ổn định tâm lý binh sĩ cáp trên mới quyết định chuyển đi. Hơn nữa, đội phòng vệ là đội đặc biệt do địa phương và quân đội hợp thành lập, hợp công an biên phòng và quân đội thành đơn vị độc lập. Đảm nhận nhiệm vụ biên phòng cho thành phố Đông Cống chúng ta. Bọn họ vì nhân dân Đông Cống phục vụ, tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống là lấy từ dân, chẳng lẽ lại không nên dùng nó cho dân sao? Ngôn từ của Tiền Đào Quốc bắt đầu sắc bén. Phong thái quân nhân bắt đầu thể hiện. Bộ đội an ninh biên phòng đúng vậy, tôi là muốn làm rõ ý nghĩa chính trị pháp luật, vậy trước tiên nói từ phương diện tính chất của bộ đội an ninh biên phòng. Bộ đội này là một nhánh bộ đội thực hiện nghĩa vụ an ninh do Bộ Công an trực tiếp lãnh đạo, hay là một nhánh lực lượng vũ trang thi hành pháp luật quan trọng mà nhà nước ta bố trí ở khu vực vùng biên duyên hải, khu xuất nhập cảnh bến cảng và lãnh hải. Phân chia theo phương diện cơ cấu lực lượng vũ trang. Bộ đội an ninh biên phòng thuộc một bộ phận quân đội cảnh sát vũ trang nước ta. Các đội đồng cấp có bộ đội cảnh vệ, bộ đội phòng cháy chữa cháy, bộ đội khai mỏ, bộ đội kiểm lâm, bộ đội giao thông, đều đã phân công rõ ràng. Biên chế độc lập. Bộ đội khai mỏ, bộ đội giao thông, chỉ Trung Quốc mới có. Theo phương diện này mà nói tài chính là do chính quyền địa phương gánh vác một phần, bởi vì, bộ máy công an cũng là biên chế địa phương. Tuy nhiên, đội phòng vệ này của chúng ta rất đặc biệt. Về tên gọi tuy nói là bộ đội an ninh biên phòng, trên thực tế nó trực thuộc cấp trên tức là phân quân khu thành phố mà không phải là sở công an dưới quyền đảng ủy thành phố Đông Cống. Mấy năm trở lại đây, sở công an thành phố chưa từng có một chút quyền quản hạt nào với đội phòng vệ. Địa phương khác đều do phó giám đốc công an thành phố kiêm nhiệm chức chính ủy bộ đội biên phòng. Chỉ có đội phòng vệ này của chúng ta là đội độc lập, không chịu bất cứ sự quản lý nào của cơ quan công an địa phương. Ta muốn nói ở đây là, bất cứ, cũng chính là không có một chút quản lý nào. Thành phố khác đối với vấn đề này đều là địa phương với quân đội cùng nhau quản lý. Cho nên, ha ha, cái này, dễ có nghi ngờ, treo đầu dê. Vậy nên sở công an thành phố việc gì cũng không thể can thiệp được, mà quân phí chi bao năm nãy cũng chẳng liên quan đến chính quyền thành phố. Vậy dựa vào cái gì mà khi chuyển rời lại yêu cầu chính quyền thành phố xuất một khoản tiền lớn như vậy? Bí thư đảng ủy Lan Lập Quyền hừ giọng nói. Tay này thấy mình đường đường là bí thư đảng ủy thành phố Đông Cống đây mà. Đã không có chút quyền quản hạt nào với đội phòng vệ rồi mà còn ý kiến này nọ. Lần trước một người thân của Lan Lập Quyền phạm tội bị người của đội biên phòng bắt được. Gã thân thích này đã tìm đến Lan Lập Quyền. Lúc ấy Lan Lập Quyền không hề nghĩ ngợi lập tức nhấc điện thoại gọi cho đội trưởng đội phòng vệ Long Nhất Phong. Không thể ngờ được rằng người ta căn bản là không thèm để ý mình là bí thư thường trực đảng ủy thành phố. Lúc ấy Lan Lập Quyền bốc hỏa, nói một câu đòi phải xử lý anh ta. Long Nhất Phong thế nào, nói ông ta chưa có bản lĩnh ấy, nếu là tư lệnh tiền cũng chẳng khác là mấy. Lúc ấy thiếu chút nữa làm nghẹn chết đồng chí Lan Lập Quyền. Cho nên... Hôm nay đòi chính quyền thành phố xuất tiền thanh toán cho đội phòng vệ, Lan Lập Quyền tự nhiên kiên quyết tỏ thái độ không ủng hộ. Hơn nữa, trong đó cũng kéo theo một chút rắc rối quyền lực. Nếu đội phòng vệ do Sở Công an thành phố Đông Cống với phân quân khu thành phố hai bên cùng quản lý, thì Lan Lập Quyền cũng có thể được chia một bát canh ở đội phòng vệ. Bởi vậy, lão đồng chí Lan thật ra là mắc bệnh đau mắt đỏ mà thôi. Phải biết rằng, đội phòng vệ ở khu vực thành phố Đông Cống rất có quyền lực. Ở khu vực gần biên giới không đặt đồn công an, mà là đồn biên phòng của đội phòng vệ thay thế. Do đó cũng quản lý dân cư địa phương, đương nhiên là một sở an ninh siêu thoát khỏi sở công an thành phố. Khối quyền lực to như vậy mà mình không được phân một chút lợi ích nào, Lan Lập Quyền tất nhiên nuốt cục tức rồi. Bí thư Lan, nguyên nhân lịch sử việc này tương đối phức tạp. Chỉ là, đội phòng vệ, cái danh xưng này có chút đặc biệt. Các nơi khác đều gọi là bộ đội an ninh biên phòng, thành phố trực thuộc tỉnh gọi là chi đội công an biên phòng. Còn thành phố Đông Cống chúng ta vì sao gọi đội quân này là, đội phòng vệ, cái này, chính là có sự khác biệt. Tôi nghĩ, có phải lãnh đạo cấp trên suy xét đến hiện trạng đặc thù của Đông Cống mới đặt cái tên này. Mà đội phòng vệ chính là đội biên phòng trực thuộc quân đội, chỉ là danh xưng có chút giống với công an biên phòng thôi. Tuy nhiên, hôm nay bất luận thế nào, việc này là việc cấp trên quyết định.
Chúng ta xét nhiều đó cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là trở lại chuyện chính, thành phố Đông Cống chúng ta chỗ nào cũng đi đầu kéo theo những chân sau trong toàn tỉnh. Vì sao không thể ủng hộ quân đội, một phần làm chút xây dựng chỉnh trang? Vừa rồi Tư lệnh Tiền cũng nói, xây dựng tốt đội phòng vệ cũng là vì nhân dân thành phố Đông Cống. Theo như lời Tiền Tư lệnh giới thiệu chúng ta hiểu được, công tác bảo vệ trị an thành phố Đông Cống có gần 3 phần là do đội phòng vệ làm. Nếu không phải thành phố Đông Cống chúng ta có tuyến biên giới, chỉ sợ, 3 phần này đều do sở công an hoàn thành. Nếu đội phòng vệ giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, càng chẳng cần nói đến chống lũ cứu trợ gì gì nữa. Chúng ta xây dựng để ủng hộ bọn họ, xuất ra một khoản tiền cũng là nên làm có phải không? Lúc này, trưởng ban tổ chức cán bộ Cam Thủy Hưng mở lời. Việc này, tối qua đã thống nhất tư tưởng với Lão Diệp. Trưởng ban Cam nói rất hay, đội phòng vệ đã đóng góp rất nhiều cho trị an, chính quyền thành phố chúng ta cũng không thể mắt thấy bọn họ gặp khó khăn mà không giúp đỡ. Thực sự làm như vậy, làm lạnh cả ngàn trái tim anh em binh sĩ đội phòng vệ. Chúng ta sau này, còn muốn bình yên nữa hay không, còn muốn ổn định nữa hay không? Chính là nói đến kết quả to lớn thành phố Đông Cống sẽ phát triển hài hòa, cũng phải làm tốt trị an mới được. Lần trước thành ủy không phải cấp cho sở công an thành phố 5 triệu dùng để xây dựng tòa nhà cho gia quyến công an sao? Việc này vẫn chỉ một khoản tiền trong đó, mấy năm qua, chúng ta chẳng hề quan tâm đến đội phòng vệ. Nếu nói đội phòng vệ người ta có cống hiến cho trận tự trị an, chúng ta lần này cũng phải ra sức giúp đỡ mới đúng. Y Thanh Liên lập tức nói phụ họa. Ủng hộ quận đội thì phải ủng hộ, tuy nhiên, xét hiện trạng thành phố chúng ta, suất 20 triệu, không đủ sức. 2-3 triệu thì còn được. Danh nghĩa chúng ta phải tranh thủ, nhưng, cũng phải lượng sức mà làm. Thật ra, Lão Tiền có thể tranh thủ thêm tài chính từ phía cấp trên mà. Nếu lãnh đạo quân đội có quyết tâm di rời đội phòng vệ, chẳng lẽ lại để thiếu 20 triệu này? Mấy năm nay, về mặt quân phí chi tiêu cũng không phải là vô cùng khó khăn. So với thành phố Đông Cống chúng ta, các anh có lẽ nên coi là dư giả. Y Cao Vân tự mình mở miệng tỏ ý phản đối. Chương 1925, mái tóc Lỗ Tiến đã bạc đi nhiều. Thật ra, hai bên tranh luận không khác gì là một cuộc đấu về nhân sự quyền lực cùng với sức mạnh. Diệp Phàm anh muốn thiên vị Tiền Đào Quốc, thì Y Cao Vân tôi sẽ không để anh đắc ý đâu. Cũng không phải nói Y Cao Vân với Thái Phi hai người có nhiều tiếc nuối khi chính quyền thành phố phải chi ra khoản tiền này. Nếu không phải vì Tiền Đào Quốc, thì Diệp Phàm anh có chi ra 100 triệu, hai người cũng chưa chắc mở miệng phản đối. Đương nhiên, đối với chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển Quách Tắc Quân mà nói lại không giống như vậy, anh ta chính là muốn giữ chặt túi tiền của mình không để phân quân khu lấy đi một đồng. Bí thư Diệp, tôi cũng cảm thấy ủng hộ quân đội, toàn thành phố chúng ta nếu có thể đi trước toàn tỉnh cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt. Cũng như trưởng ban Cam đã nói, thành phố chúng ta trong các phương diện khác đều đi trước kéo theo những chân sau trong toàn tỉnh. Chẳng lẽ sẽ không thể đi trước là một thành phố ủng hộ quân đội sao? Đến cuối năm rước về cái vinh dự thành phố kiểu mẫu ủng hộ quân đội, coi như là giành lấy cái tiếng cho thành phố Đông Cống. Nói chung không thể để mọi chuyện chạy sau người khác, làm cho người ta khinh thường. Người sống chính là vì cái tiếng, đương nhiên, cũng không phải nói thành phố Đông Cống chúng ta không có hy vọng. Tôi tin tưởng, dưới sự chỉ đạo toàn diện của Bí thư Diệp, trong vòng thời gian 2 năm, thành phố Đông Cống sẽ có thay đổi to lớn. Có điều, hiện nay chúng ta nên nói việc trước mắt, trước tiên phải nắm bắt được sự việc trước mắt mới phải. Lúc này, trưởng ban thư ký thành ủy Lý Tinh Tinh dõng dạc bày tỏ thái độ ủng hộ Tiền Đào Quốc. Bởi vì, chuyện của em trai đã rõ ràng, Lý Tinh Tinh càng kiên định quyết tâm gia nhập cái đường dây nhỏ ở Đông Cống của Diệp Phàm. Vừa nghe Lý Tinh Tinh nói, sắc mặt Y Cao Vân lập tức có chút u ám, hừ nói. Cần mấy cái hư danh ấy làm gì chứ? Nếu để kinh tế thành phố Đông Cống thụt lùi, kinh tế không phát triển lên, chúng ta ngồi ở đây đều sẽ trở thành tội nhân với nhân dân Đông Cống. Loại sai lầm hạ cấp này chúng ta tuyệt đối không có thể phạm phải. Đồng chí Cao Vân, ủng hộ quân đội chính là phạm sai lầm hạ cấp sao? Đây là cách nói gì vậy? Thế giống thành phố Yên Kinh người ta là thủ đô, cũng là thành phố ủng hộ gấp đôi. Vậy theo cách nói của anh thị trưởng thành phố Yên Kinh, người ta đường đường là ủy viên trung ương cũng là phạm sai lầm sao? Đồng chí Cao Vân, khi nói chuyện phải chú ý ngôn từ và chuẩn mực. Nếu lời này truyền đến tai lãnh đạo quân đội,
người ta sẽ không vui đâu. Và lại người ta bảo vệ quốc gia là bảo vệ sai sao, đổ máu cũng là sai sao. Các đồng chí, chúng ta không thể chỉ nhìn túi tiền của mình. Đáng bỏ ra thì nên bỏ ra. Huống chi, quốc lộ Ngũ Long Sơn có thể xây dựng rộng một chút là tô điểm cho khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn cũng chẳng phải là một phong cảnh mỹ lệ khác đấy ư. Càng huống hồ, đường rộng, cũng bảo đảm an toàn giao thông. Nói thật ra, quân đội có mấy khi sử dụng đến con đường này. Có chăng là thời gian chiến tranh, bình thường người ta cũng chỉ là lái xe thôi. Tôi nghĩ, phần lớn thời gian có lẽ vẫn là dân chúng thành phố Đông Cống chúng ta sử dụng. Kinh phí thành phố lấy từ dân, dùng cho dân, khoản tiền này, chúng ta sẽ chi. Diệp Phàm biểu lộ thái độ kiên quyết. Không được vượt quá 3 triệu, vượt qua con số này Y Cao Vân tôi phản đối. Y Cao Vân không ngờ cứng rắn, trực tiếp đối đầu với Diệp Phàm. Lời Y vừa dứt, Đới Trung Cường và Lan Lập Quyền cũng tỏ ý phản đối. Tôi cũng cho rằng bí thư Y nói có lý, Đông Cống chúng ta cũng không giàu có, càng nên tiết kiệm tiền dùng cho xây dựng các phương diện khác. Tỷ như, xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống chúng ta, xây dựng mạng lưới quản lý nông thôn vân vân. Thái Phi cũng bày tỏ thái độ. Thoáng cái đã có 4 người đứng ra tỏ vẻ phản đối. Lúc này, Cam Thủy Hưng và Y Thanh Liên cùng với Lý Tinh Tinh đều ủng hộ tiền đào quốc, thêm vào lời nói của Diệp Phàm cũng có 5 phiếu. Tuy nhiên, trong 11 ủy viên thường vụ, ít nhất phải có được 6 phiếu mới có thể xem là đã quyết định việc này. Diệp Phàm liếc nhìn Long Vi Quốc phó bí thư quản lý kinh tế mới được điều tới nói. Bí thư Long, anh cũng cho ý kiến đi. Người này xem diễn kịch đã lâu như vậy, không ngờ một câu cũng không nói. Diệp Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua anh ta. Hơn nữa, như vậy cũng thăm dò ý tứ thái độ của Long Vi Quốc. Tôi mới đến thành phố Đông Cống, tình hình thế nào cũng chưa nắm rõ. Về chuyện này tôi không đưa ra nhìn nhận, tôi bỏ phiếu trắng. Long Vi Quốc nói, người này, rõ ràng mẫn tiệp, căn bản là không để cho Diệp Phàm bất cứ cơ hội gì. Chỉ còn lại phó thị trưởng thường trực Quách Tắc Quân vẫn còn do dự, ánh mắt mọi người đều chằm chằm nhìn ông ta. Bí thư Diệp, vốn khởi động khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn trước hết cáp cho 50 triệu. Nếu phương diện này đã dùng mất hơn 20 triệu, vậy còn lại hơn 20 triệu thì có thể làm được gì? Ý tứ Quách Tắc Quân lờ mờ xu thế phản đối. Sau này không phải còn có vốn thêm vào sao? Đây mới chỉ là vốn khởi động, không phải là tổng vốn đầu tư. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Quách Tắc Quân, nói. Cái này, vốn đến sau ai biết khi nào thì sẽ được giải ngân. Đến lúc đó, quy hoạch làm xong rồi, các hạng mục công trình đều thi công cả. Công trình này một khi đã khởi công thì không thu lại được đâu. Đến lúc đó ném vào quốc lộ quá nhiều tiền các phương diện khác phải dừng lại hết. Khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn xây dựng một quốc lộ, liệu còn có thể gọi là khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn nữa sao? Hơn nữa, nguyên tòa nhà thành ủy xây lại thành công trình nhà khách thành ủy cũng không thể không xây dựng. Đến lúc đó khi lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra thị sát đến nơi ở cũng không có, việc này, sao làm như thế được? Quách Tắc Quân vẫn đang chống chế. Trước tiên có bao nhiêu tiền sẽ làm bấy nhiêu, khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn cũng không phải một hai ngày có thể xây dựng xong, chúng ta từ từ mà làm. Sau này vốn truy hồi cũng sẽ giải ngân từng bước, thị trưởng Quách, anh lúc này phải làm tốt chính là việc nên làm trước mắt. Giọng điệu Diệp Phàm bắt đầu trở nên nghiêm khắc. Việc này, rất khó xử lý à, cái chức chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển này của tôi khó mà đảm đương, nếu làm như vậy, không có tiền thì làm không nổi. Nếu chính quyền thành phố có thể rót thêm 50 triệu vào vốn khởi động, hoặc là nói phân quân khu thành phố thêm vào phí mở đường, mặt khác nếu lại rút từ kinh phí thành phố tôi cũng không có ý kiến gì. Quách Tắc Quân ép tới, thằng nhãi này vẫn không nói không đồng ý với phương án của tiền đào quốc, nhưng cứ mù mờ ý tứ lại không khẳng định xuất tiền, vậy là phản đối rồi. Vốn khởi động 50 triệu đã kịch giới hạn tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố rồi, còn muốn 50 triệu, đó là không thể được. Nói về phần phân quân khu lộ phí, rút thêm vốn bổ sung, liệu có thể được không? Con đường này vốn là một bộ phận cấu thành khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn. Phần trách nhiệm này nên do Ủy ban Khai thác Phát triển đảm nhận. Huống hồ, 50 triệu, con đường này nhiều nhất chỉ dùng có 20 triệu. Hơn nữa, một con đường, không thể ngày một ngày hai có thể xây xong. Không có thời gian một năm thì làm không xong, đến lúc đó. Vốn bổ sung có lẽ cũng giải ngân rồi có phải không? Huống hồ,
đã phát động xã hội quyên góp cho khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn mở rộng, đến lúc đó, tiền quyên góp nhất định sẽ có. Lúc ấy, anh còn sợ tiền không tới ư? Nói đến đây, Diệp Phàm liếc nhìn Quách Tức Quân, đặc biệt tạm dừng một chút, mở nắp cốc trà nhấp một ngụm, nói. Đương nhiên, nếu một số đồng chí cho rằng vẫn không thể gánh vác trách nhiệm này, vậy hãy để bạt một đồng chí có thể gánh vác trách nhiệm này đi. Diệp Phàm đây là nói cho Quách Tắc Quân nghe, anh không làm được thì ngồi một bên hưởng mát mẻ đi. Cái này, sắc mặt Quách Tắc Quân lập tức có chút khó coi, hắn có lẽ là có chút luyến tiếc cái bánh to này. Vốn bổ sung thật có thể đến trong vòng một năm sao? Quách Tắc Quân hỏi một câu. Đương nhiên, Diệp Phàm gật gật đầu, thầm nhủ đến lúc ấy cho ngươi 1 triệu coi như là vốn bổ sung. Ngươi đừng hy vọng vào túi tiền của ông đây còn có thể đập cho ngươi được bao nhiêu. Vậy được rồi, tôi đồng ý với phương án của Tư lệnh Tiền. Quách Tắc Quân do dự một hồi, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Bởi vì, nếu không đồng ý, xem tình thế này hôm nay, Diệp Phàm sẽ đổi tướng mất. Quách Tắc Quân dẫu thế nào cũng không từ bỏ được. Mặc dù 50 triệu khởi công này đã được xuất, miếng béo bở cũng không phải ít. Gần đây cổng lớn nhà đồng chí Tiểu Quách thiếu chút nữa bị mấy chủ thầu đạp vỡ rồi. Ngày ngày tiệc rượu không dứt, ban ngày vây quanh cái đĩa, buổi tối thì vây quanh cái váy. Tất nhiên, đĩa và váy này, đều là chủ thầu hai tay dâng lên. Quách Tắc Quân gần đây sống rất dễ chịu. Tất cả những thứ này, tất nhiên có liên quan đến cái danh chủ nhiệm ủy ban khai thác phát triển khu thắng cảnh Ngũ Long Sơn mở rộng của y. Không có cái chức danh này, có lẽ, số người tìm đến y sẽ giảm gần 6 phần. Người mà, một khi đã nếm vị ngon rồi bảo hắn đã từ bỏ, vậy rất nhạt nhẽo lại không có mùi vị gì cả. 6 phiếu đồng ý, Morty phiếu chẳng, 4 phiếu phản đối, phương án đã được thông qua. Vẻ mặt Y Cao Vân với Thái Phi tự nhiên có chút u ám, Diệp Phàm vẻ mặt rất là thản nhiên. Tuy nhiên, từ hội nghị thường vụ hôm nay, mọi người đều có cảm giác. Đừng nên xem thường Diệp Phàm này người chủ trì đại biểu trẻ tuổi. Hắn đã từng bước khống chế toàn cục thành phố Đông Cống. Đương nhiên, khi mà cuộc đọ sức vẫn chưa bắt đầu. Y Cao Vân với Thái Phi đều tin tưởng, bọn họ vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Một nguyên nhân để lật ngược tình thế là biểu hiện lần này của Quách Tắc Quân chỉ nhằm vào việc không nhằm vào người, hắn là bị mê muội bởi lợi ích. Người này, không có khả năng rơi vào bàn tay của Diệp Phàm. Biến số thứ hai chính là Phó Bí Thư Thành ủy mới điều tới Long Vi Quốc. Người này hiện nay chỗ đứng chưa vững, có lẽ, qua một thời gian nữa, hắn cảm thấy khi nào có thể ra tay tuyệt đối sẽ ra tay. Cho đến lúc ấy, Diệp Phàm có thể có được mấy phiếu thì khó mà nói được. Chớp mắt đã tới tháng 11, thời tiết Đông Cống cũng không phải quá lạnh, còn thành phố Yên Kinh ở nơi phương Bắc lại dần thấy tuyết rồi. Trong một buổi tối giá lạnh, trong phòng hội nghị tổng bộ tổ A lại là sương khói mịt mù, có vẻ như cảnh thần tiên. Tuy nhiên, trái lại ngồi ở trong phòng hội nghị này ở giữa sương tiên các tướng quân đang thi triển pháp lực nuốt sương nhả khói, ai nấy đều có sắc mặt ngưng trọng, hoặc nhíu mày, hoặc buồn bực nghiêm mặt. Đồng chí thủ trưởng Lỗ Tiến mái tóc lại bạc thêm không ít. Bị hệ thống sưởi và khói sương hành hạ, Lỗ Tiến dường như cảm thấy quá nóng. Tiện tay mở mấy khuy áo bộ quân trang, lộ ra chiếc áo lót lông dê màu đen bên trong. Xoạt xoạt một tiếng, Lỗ Tiến giận dữ dụi nát nửa điếu thuốc đặc cấp kẹp trên tay vào gạt tàn, đưa tay rút ra một điếu từ trong hộp rồi lại châm. Trái lại bên trong cái gạt tàn cỡ lớn trước mặt y, tất cả đều là những điếu đặc cấp hảo hạng loại cao cấp chỉ hút có một nửa. Nếu để các đồng chí bình thường trông thấy, cũng không biết sẽ chua xót thành ra bộ dạng gì nữa. Cái này, thứ mà bên ngoài không mua được ở trong tay hắn lãng phí chả khác gì dưa muối củ cải, thật sự là phung phí của trời mà. Hằng Phong, tình hình mới nhất của mê cung bên đó cậu báo cáo một chút cho mọi người biết. Lỗ Tiến cảm thấy có chút buồn bực, điếu đặc cấp mới hút được có một hơi đã lại bị dập vào gạt tàn, liếc nhìn Trần Hằng Phong phụ trách liên lạc lần này, nói. Chương 1926, yêu cầu tổng bộ chi viện. Lỗ Tiến đưa tay lại lấy thuốc ở trong hộp, mới nhận thấy chỉ còn lại một cái hộp trống không. Lão Lý, vay mấy điếu hút trước đã. Liếc nhìn Lý Khiếu Phong ngồi bên cạnh, sắc mặt Lỗ Tiến khổ sở, nói. Không cho. Lý Khiếu Phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, liếc nhìn Lỗ Tiến, hừ nói. Anh xem, khi họp, mỗi người một hộp, anh toàn lãng phí thôi. Áng chừng một hộp chỉ hút có 3 phần.
Ngay mấy đầu mẩu thuốc lá này nhặt đem ra ngoài cũng có thể bán được giá tốt. Quy tắc này không thể phá vỡ. Ánh mắt Lỗ Tiến lại di chuyển tới hộp thuốc lá trước mặt của tổ phó tổ đặc nhiệm Nghiêm Thế Kiệt đang ngồi ở bên phải. Không thể ngờ được Nghiêm Thế Kiệt lại giống như phản xạ có điều kiện cất hộp thuốc trên bàn vào túi ngực mình. Miệng còn càu nhàu nói. Tôi nói lão Lỗ, anh đừng nhìn chằm chằm vào hộp thuốc của tôi. Tôi nghiện thuốc lá nặng anh không phải không biết. Tối nay hộp thuốc này tôi còn chuẩn bị đến chỗ lão thôi kiếm tiền. Đừng hy vọng vào tôi, cuộc họp tối nay còn chưa bắt đầu, tôi chỉ còn lại một nửa. Lúc này, Thôi Kim Đồng tổ phó cũng không chút suy nghĩ, lập tức phủ quyết. Tôi nói lão thôi, sẽ không keo kiệt như vậy chứ. Lần trước anh hút hết rồi lại lấy nửa hộp của tôi mang đi. Lỗ Tiến đã nói đến như vậy, Thôi Kim Đồng nhất thời cứng họng. Hết cách, đành phải đưa hộp thuốc qua. Miệng cũng lại càu nhàu nói. Đường đường là đại soái tổ A, hút của anh có mấy điếu mà so đo như vậy. Anh lần trước còn ăn bớt tôi mấy điếu nữa, tôi còn chưa nói, keo kiệt. Thôi vậy, kế tướng quân, lại cho mỗi đồng chí một hộp thế nào. Lý Khiếu Phong nheo mắt, trên mặt cười khan một tiếng, hỏi người thay thế chức vị của Cố Toàn tướng quân Kế Vĩnh Viễn. Trung tướng Kế Vĩnh Viễn nguyên đảm nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ An ninh Quốc gia, hiện tại kiêm chức tổ nhân sự tổ đặc nhiệm số 6, quản lý hành chính tổng hợp tổ A. Cho nên, số tiền cùng với chi khai hóa đơn đều do Kế Vĩnh Viễn quản lý. Mà khi mở cuộc họp này, mỗi người một hộp đặc cấp hảo hạng cũng là quy tắc cũ của tổ A. Này, lão Lý, không phải tôi không muốn phát, năm nay cấp trên chỉ cấp phát cho bấy nhiêu vậy, nếu tối nay đều phát hết. Cuộc họp lần sau một điếu cũng không có. Như vậy, các đồng chí sẽ mắng tôi thu không đủ chi hay không? Loại hảo hạng này anh cũng hiểu mà. Công nghệ sản xuất phức tạp, là chuyên để cung cho 9 vị thường vụ hút đó. Loại thuốc này, tổ đặc nhiệm còn phải cử chuyên gia phụ trách giám sát nữa. Cái này, vẫn là chủ tịch chiếu cố đến các tướng lĩnh tổ A vất vả cho nên mới đặc biệt phê chuẩn đó. Bình thường quan to cấp tỉnh bộ đều không phần đâu. Chúng ta mỗi lần họp mỗi người được một bao đã tốt lắm rồi. Kế Vĩnh Viễn cũng có chút khó xử, tất cả chỉ có bấy nhiêu, lần này phát hết rồi lần sau sẽ không còn. Thôi vậy, để lần sau vẫn là để lại lần sau đi. Đừng làm khó lão Kế, thuốc trên bàn mọi người chia đều ra mà hút là được. Lúc này, Lỗ Tiến khoát tay nói. Vừa nghe lão Lỗ nói, đồng thời trên mặt bàn vang lên thanh âm soạt soạt. Lỗ Tiến vừa thấy. Thiếu chút nữa tắc thở. Vì sao? Bởi vì, trên mặt bàn chớp mắt đã không nhìn thấy một bao thuốc nào. Tất nhiên, thuốc đều bị những cao thủ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhét vào túi áo của mình. Thôi vậy, phát thêm một bao. Kế Vĩnh Viễn vừa thấy, Lỗ Tiến này không có thuốc hút cũng không thể nào nói nổi. Đành phải cắn răng đi đến một đại tá đứng ở góc tường bên cạnh nói. Đại tá giơ tay chào rồi xoay người đi lấy. Đương nhiên, loại trường hợp này cũng không phải nói mọi người keo kiệt. Chủ yếu là trong không khí nặng nề mọi người tìm chút việc vui. Các vị lãnh đạo, tôi là chủ nhiệm phụ trách phòng tổng liên lạc hành động phá thiên lần này. Theo thông tin vừa mới có được, hành động của tiền phương, rất bất lợi cho chúng ta. Ở đây, đầu tiên tôi xin nói một tiếng rất xin lỗi với thủ trưởng Lỗ. Nói đến đây, sắc mặt Trần Hằng Phong ngưng trọng, bất ngờ chào theo nghi thức quân đội với Lỗ Tiến. Ánh mắt Lỗ Tiến cũng chợt lóe lên, sắc mặt cũng ngưng trọng. Có phải là hai đồng chí Lỗ Dũng và Lỗ Tiêu gặp phiền phức? Lý Khiếu Phong trong lòng chợt lạnh, vội vã hỏi. Bởi vì, lúc trước Lỗ Tiến buộc phải chọn huynh đệ tốt của Diệp Phàm đưa đi tiền tuyến, mà Lý Khiếu Phong cũng vội vàng, buộc Lỗ Tiến đưa con trai Lỗ Dũng và đứa cháu Lỗ Tiêu ra tiền tuyến. Nếu hai người này đều hy sinh hoặc bị trọng thương, vậy lương tâm Lý Khiếu Phong cũng sẽ không yên. Ừ. Đồng chí Lỗ Tiêu bị thương ở chân, khi đang lặng lẽ di chuyển trên đường về nước. Theo tin tức tiền tuyến truyền đến là, đồng chí Lỗ Tiêu gặp phải hỏa hồ Ly Nai của tổ chức Lam Sơn Hồ Blue Mountain Fox, nước Anh. Trần Hằng Phong vừa nói đến đây, tổ phó Thôi Kim Đồng không khỏi thất thanh nói. Thật sự là hỏa hồ Ly. Tuyệt đối chính xác, tin tức lần này là tướng quân Đới Thành tổng phụ trách hành động lần này gửi đến. Trần Hằng Phong nói. Hỏa hồ Ly. Cao thủ xếp thất đẳng trong tổ Lam Sơn Hồ nước Anh. Chuyên sử dụng một khẩu súng hợp kim tự chế, loại súng này cũng không phải chế tạo theo nguyên lý súng ống hiện đại, mà là dùng một loại phương pháp đặc biệt để chế tạo.
Nghe nói phương pháp này cũng có mấy trăm năm lịch sử rồi. Khi công kích lợi dụng một loại nguyên liệu đặc biệt kích hoạt trong lòng súng mà bắn ra một loại đạn giống như đốm lửa. Đừng thấy loại đốm lửa này nhỏ như hạt cát, nhưng, một khi đụng tới người anh, lập tức có thể chui vào da thậm chí xương cốt phá hoại tổ chức xương của anh. Xương cốt người bị phá hoại sẽ mất đi khả năng tái chiến. Hơn nữa, sau khi loại đạn chùm này bắn ra nhiệt độ cực cao, giống như một loại lửa sinh học. Mà người bị thương muốn chữa trị vô cùng khó, bởi vì, loại đốm lửa này đã phân tán trong xương cốt của anh, trừ phi là móc hết xương cốt ra. Không có khung xương, ví như bị thương ở đùi, anh không thể không cưa chân. Lúc này, Trần Hằng Phong lại tiếp tục giới thiệu. Rất xin lỗi thủ trưởng Lỗ, lão già tôi đây không nên buộc bọn họ ra tiền tuyến. Lý Khiếu Phong lần đầu tiên tỏ ý xin lỗi với Lỗ Tiến. Không sao, chỉ có thể trách vận khí cẩu Lỗ Tiêu không tốt. Đều là vì quốc gia, có thể giữ lại cái mạng coi như là tốt rồi. Ít nhất, Lỗ Tiêu còn có hy vọng sống. So với các đồng chí đã hy sinh, nó xem như là may mắn rồi. Sau khi vẻ mặt Lỗ Tiến hiện ra một tia bi ai đã khôi phục lại bình tĩnh. Là người đứng đầu tổ A, không có nghị lực lớn thì không thể lãnh đạo được tổ A. 2. Lý Khiếu Phong thở dài, trong lòng vô cùng phiền muộn. Ông ta cũng giận dữ dập nửa điếu thuốc, xoạch xoạch vài cái liên tục dập 5-6 điếu, đến khi giơ tay mới phát hiện đã hết rồi, không khỏi mắng. Lại cho ông đây thêm một hộp. Kế Vĩnh Viễn vừa thấy, lại nhìn Lỗ Tiến. Quay đầu nói với đại tá bên cạnh. Cho thêm riêng lão Lý một hộp, tính vào phần của tôi. Lỗ Dũng với Tề Thiên Trương Cường là tổ một, tuy nhiên, vận khí bọn họ cũng không tốt, không ngờ gặp phải tổ thần đạo của Nhật Bản. Hai bên khi ở Sahara đã chiến đấu tới lui kiểu du kích chiến hơn 10 lần, cả hai đều có nhân lực thương vong. Đội viên tổ A hy sinh 3 đồng chí, mà tổ thần đạo nghe nói cũng đã chết 4. Đến bây giờ, tướng quân đới nói đã mất liên lạc với bọn họ. Nghe nói tin tức cuối cùng Tề Thiên gửi về chính là bọn họ đã thấy được bóng dáng mê cung tử vong. Tuy nhiên, giống như đội viên tổ hành động đặc biệt Hải Lang của Mỹ bọn họ đã tiến vào trước một bước. Hơn nữa, bộ đội chủ lực của họ đều đã đi vào. Từ lúc này, sẽ không nhận được bất cứ tin tức gì. Trần Hằng Phong nói, tổ một bọn họ còn lại mấy đồng chí? Nghiêm Thế Kiệt hỏi, 5 người. Do Trương Cường làm chỉ huy dẫn dắt toàn đội. Trần Hằng Phong nói. Đới Thành không sắp xếp người đi tiếp ứng sao? Thôi Kim Đồng hỏi. Đới tướng quân đã lập tức sắp xếp Trương Hùng và Đỗ Phong dẫn theo mấy đồng chí mới tuyển mộ là Lưu Vĩ và Trần Quân lập tức đuổi theo. Chỉ có điều, sa mạc quá lớn quá rối loạn. Đội đặc nhiệm các nước một khi gặp nhau tất sẽ có thương vong. Bởi vì, đối phương chết một người càng có lợi về mặt an toàn cho bên ta. Đội viên các nước đều xem đội viên nước khác là đối thủ. Ở Sahara, không có đồng minh. Nghe nói Hải Lang của Mỹ đầu tiên là đồng minh với đội viên đặc nhiệm Saudi đã phát hiện ra mê cung tử vong lần này. Tuy nhiên, sau lại cũng tan vỡ, hơn nữa còn xảy ra tranh chấp nội bộ. Đội viên đặc nhiệm Saudi thoáng cái chết 7-8 người, mà đội viên đặc nhiệm Mỹ lại chỉ chết có 2. Trần Hằng Phong nói, khẳng định là người Mỹ làm, cái gì mà đồng minh chứ? Đâm một dao sau lưng anh mà không thèm nói trước. Lúc này, chủ nhiệm phòng liên lạc đội đặc nhiệm A thiếu tướng Tưởng Đại Hải lạnh lùng xen vào một câu. Nói rất hay, Sahara không có đồng minh, chỉ có kẻ thù. Nghiêm Thế Kiệt thản nhiên nói lạnh. Các vị lãnh đạo, còn chưa nhìn thấy mê cung tử vong. Đội viên chính thức tổ A chúng ta đã hy sinh 6 đồng chí, bị thương 7 người, tổng cộng tổn thất 13 thành viên. Mà đội tiền trạm báo săn tinh nhuệ nhất do cao thủ tam đẳng trở lên hợp thành nghe nói cũng đã chiết khấu gần sau phần. Tình hình vô cùng ác liệt, phía sau, cao thủ các nước cử ra thứ bậc càng ngày càng cao, nghe nói trong đội ngũ của Mỹ Nhật Anh đều xuất hiện cao thủ bát đẳng. Tổ A của chúng ta, đã bị bước vào đường cùng rồi. Tổ trưởng Trịnh Phương hạt nhân tổ 8 đã hao hết tâm lực. Đêm qua anh ta uống say, hô to nói là, trời muốn diệt tổ 8 có phải không? Trần Hằng Phong vô cùng trầm tư nói. Đúng là không dễ cho lão Trịnh, vừa mới khôi phục được một chút nguyên khí không ngờ lại gặp phải sự việc này. Lần này trong nhân số 13 người thương vong, tổ 8 chiếm một nửa. Tổ 8 vốn chỉ có mười mấy đội viên, trong tổ A chúng ta là tổ chiến đấu, phân tổ mạnh nhất. Hiện tại, cũng chỉ còn lại tổ trưởng Trịnh Phương và mấy tổ phó, Trịnh Phương,
cũng sắp thành chỉ huy trên danh nghĩa rồi. Nghiêm Thế Kiệt thở dài. Trịnh tướng quân nói như thế nào? Lỗ Tiến bất động, hỏi. Y nói trong 8 đội viên còn lại đã rút ra 4 đội viên cuối cùng, thêm vào 8 đội viên dự bị tổ A, đội tiếp ứng tổng cộng 12 người đã xuất phát. Trịnh Phương rất là đau lòng. Nói đây là con em cuối cùng của tổ 8 rồi. Nếu lại đi nữa, tổ 8 có lẽ sẽ trở thành lịch sử đội quân bí mật nước Cộng Hòa mất thôi. Trần Hằng Phong nói. Các đồng chí, các vị có thể còn chưa hiểu được. Lỗ Tiến đột nhiên mở miệng, nói đến đây tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn mọi người, nói tiếp. Cao thủ cấp bậc cao nhất các nước cử đi đã không còn là bát đẳng nữa, đã lên đến cửu đẳng rồi. Quân bài úp thần bí nhất của tổ A chúng ta, cũng đã tới Sahara rồi. Cuộc đọ sức về thứ bậc của bọn họ đã khai màn cho cuộc đại chiến. Vừa nghe Lỗ Tiến nói, trong phòng hội nghị lập tức là một không khí trầm mặc, chỉ nghe thấy âm thanh loạt soạt hút thuốc và trà sát đầu mẩu thuốc lá. Đúng lúc này, một nhân viên công tác bước vào, lặng lẽ đưa bức điện mã hóa đưa cho Lỗ Tiến. Mở thiết bị thông tin lên, để tất cả mọi người nghe xem. Lỗ Tiến nói, nhân viên công tác xoay người điều chỉnh đúng thiết bị, bên trong truyền đến, giọng nói đầy lo lắng của người phụ trách hành động phá thiên, tướng quân Đới Thành. Tôi là Đới Thành, yêu cầu Tổng bộ chi viện, yêu cầu Tổng bộ chi viện. Chương 1927, thăm hỏi Vương Gia Cốc. Đội thứ 3 đã sắp đến Sahara rồi. Không kịp nữa rồi, tổ thứ 2 mà chúng ta phái đi tìm Trương Cường, Tề Thiên, Lô Dũng đã phát hiện giấy vết của một mê cung chết. Hơn nữa, hội hợp với Trương Cường rồi. Tuy nhiên, trong 5 người bọn họ thì đồng chí Trần Lâm đã hy sinh rồi. Còn Trương Cường, Tề Thiên và Lỗ Dũng đều bị thương. Trong 5 người chỉ còn lại đồng chí Tằng Hồng Mỹ là ở lại chăm sóc mọi người. Một trong những thành viên đi tiếp viện của đội thứ 2 lúc hội hợp với bọn họ đã bị sự liên thủ công kích giữa đội hành động đặc biệt Sói Biển và đội La Hán Ấn Độ. Để bảo vệ đám Tề Thiên, Lô Vĩ và Tề Thiên cũng đều bị thương cả. Hai tổ hợp ở cùng nhau, đội viên tái chiến còn chưa đến 5 người. Còn bị thương thì có đến 8 người. Đồng chí Triệu Thanh Ngọc của tổ tình báo vừa truyền đến một tin tức rằng lúc Lão Ngọc và cao thủ cửu đẳng của nước Mỹ kịch chiến, trong mê cung đột nhiên có đến chục quả giống như lựu đạn bay ra. Kết quả, Vương Lão và Tư Bì Lang đều bị trọng thương. Phỏng chừng, đã mất đi năng lực tái chiến rồi. Hơn nữa, các nước đều đã huy động quân bài, tất cả đều nhìn hai người họ như hổ rình mồi, tình thế vô cùng nguy hiểm, chỉ e là có nguy hiểm đến tính mạng thôi. Đới Thành lo lắng nói. Tìm được Lão Vương chưa? Lý Khiếu Phong hô lớn, người cũng đứng cả lên. Sau khi vụ nổ xảy ra thì không thấy bọn họ đâu cả, tạm thời vẫn chưa có bất cứ tin tức gì. Tuy nhiên, theo phỏng đoán thì có người đánh lén bọn họ. Đám người bao gồm cả Tư Bì Lang đã chuồn hết rồi. Đới Thành nói, toàn lực tìm kiếm, bất kể thế nào đều phải bảo đảm sự an toàn cho Lão Vương. Cho dù tổ chỉ còn lại một người, thì đó nên là Lão Vương. Đới Thành, nếu Lão Vương gặp chuyện không may, thì cậu đừng có trở về nữa. Lỗ Tiến hét lên, ra tử lệnh. Thật sự không tìm thấy Lão Vương, các đồng chí, mọi người hãy chuẩn bị đi lượm xác tôi. Tôi đi đây, đi giết người. Đới Thành giọng nói mang vẻ bi thương, sau khi cúp máy thì không khí trong phòng hội nghị càng trở nên nặng nề hơn. Khoảng 1 phút đồng hồ trôi qua, Lỗ Tiến lên tiếng. Chủ tịch, tổ A đã đến lúc khó khăn nhất rồi. Lỗ Tiến vô dụng, mời lãnh đạo hãy xử lý tôi đi. Nói tình hình trước đã, còn những cái khác thì nói sau. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm khắc của Chủ tịch Đường Hạo Thông. Lão Vương bị thương nặng mất tích, Lỗ Tiến yêu cầu liên hệ với người nhà của Lão Vương. Lỗ Tiến nói, Vương Gia Cốc dưới Thiên Trượng Phong, cậu đi đi. Chủ tịch Đường nói, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhất định phải tìm được Lão Vương, tuyệt đối không được. Lời này của Chủ tịch Đường chỉ nói được một nửa. Nhưng Lỗ Tiến vẫn cảm thấy như bị tê liệt. Lời này nói một nửa khiến người ta phải suy nghĩ vô cùng. Đêm khuya, hai chiếc xe taxi trông vẻ rất bình thường nhằm thẳng Thiên Trượng Phong mà đi. Thiên Trượng Phong tuy nói được xưng là thiên trượng, nhưng thực ra không cao lắm. Bởi vì đỉnh này có thế giống như cắm lên trời cho nên mới có tên như vậy. Cái đó, cũng chỉ là thế cắm trời, chứ không phải nói nó cắm lên trời. Thực ra Thiên Trượng Phong chỉ giống như một hòn đá lớn mà thôi. Đương nhiên, khối đá này cũng vô cùng lớn,
phía trên cũng có rất nhiều cây cối. Qua sự khảo chứng của các chuyên gia địa lý, cả một đỉnh núi nhỏ này chính là một khối đá, thực sự cũng có chút khiến người ta kinh ngạc. Hai chiếc xe thương vụ đứng dưới Thiên Trượng Phong, Lỗ Tiến xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc nói với mấy đồng chí phía sau. Mọi người cứ ở trong xe chờ. E rằng như vậy không ổn, Lỗ tướng quân, chúng tôi phụng mệnh bảo vệ an toàn cho anh mà. Một tổ viên của tổ A chào theo nghi thức quân đội nói. Ở đất thủ đô thật sự có người muốn đánh lén Lỗ Tiến tôi, vậy chỉ có thể nói Lỗ Tiến tôi mệnh tuyệt như thế. Lỗ Tiến nói. Lỗ tướng quân, hay cứ để chúng tôi vào cùng anh nhé. Một thượng tá nói, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Buổi tối Lỗ Tiến đến đây, mọi người cũng không biết mục đích của Lỗ tướng quân, còn cho rằng vị tướng quân này có phải trong lòng cảm thấy buồn bực mà đến chỗ Vương Gia Cốc đánh đấm một chút để giải sầu hay không. Về phần bí mật của Vương Gia Cốc, chỉ có Lỗ Tiến mới hiểu. Đương nhiên, đầu tiên là do chủ tịch Đường nói với gã, ngay cả gã cũng không biết được quân bài bí mật của tổ A lão Vương lại là người của Vương Gia Cốc. Đây là quân lệnh, ai cũng không được đi theo. Nếu ai vẫn đi thì sẽ bị xử lý theo quân pháp. Lỗ Tiến vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. Vậy được. Mấy người cấp dưới đành khó xử nhìn nhau, nhưng vẻ mặt lo lắng vẫn không hề biến mất. Ha ha, cứ yên tâm. Lỗ Tiến tôi chẳng lẽ lại là đậu phụ nát hay sao? Nếu đấu thì tất cả các cậu ở đây cộng lại cũng chưa phải là đối thủ của tôi đâu. Lỗ Tiến vỗ vỗ vai vị thượng tá, bước từng bước nặng nề lên bậc thang đá. Tình hình trong Vương Gia Cốc Lỗ Tiến cũng không hiểu lắm, hôm nay là lần đầu đến đây. Nói thực, Lỗ Tiến lúc này trong lòng cũng có chút bất an. Nếu Vương Gia Cốc từ trước đến nay luôn là nơi bảo vệ cuối cùng của tổ A thì bên trong nhất định có chỗ không tầm thường. Ngoại trừ Lão Vương, Lỗ Tiến tin rằng sẽ còn cao thủ cùng bậc với Lão Vương. Lần này Lỗ Tiến đến, cũng là có ý xin cứu binh. Tin tưởng rằng những cao thủ trong cốc sẽ không thấy chết mà không cứu. Lỗ Tiến hít một hơi thật sâu, do dự một chút rồi mới bước lên bậc thang thứ hai. Thủ hạ của ông đều có chút ngạc nhiên. Xem tư thế này của thủ trưởng Lỗ giống như trên thềm đá của Vương Gia Cốc có mãnh thú vậy. Lỗ Tiến là thủ trưởng của tổ A. Nhưng đồng thời ông cũng là một cao thủ. Những kẻ đầu đường xó chợ tuyệt đối không phải là đối thủ của ông. Những điều Lỗ Tiến nói đều là sự thật, ngay cả đám thủ hạ này hợp lại cũng không phải là đối thủ của ông. Thủ trưởng của tổ A từ trước đến giờ đều là những người vô cùng tài giỏi, là một cao thủ thực sự trong giới quốc thuật. Những người nổi tiếng quá thì không thể làm thủ trưởng của tổ A được, không được hiện sơn, không được lộ thủy, là yêu cầu của quốc gia đối với họ. Nhưng thực lực cũng không được quá yếu, nếu quá yếu thì sẽ không thể đứng đầu được đơn vị thần bí nhất, tinh anh nhất này. Leo lên hơn trăm bậc, rẽ bên phải đi vào trong, hai bên đường là hàng cây cổ thụ, cỏ cây rậm rạp. Nhưng thực ra con đường này được quét dọn rất sạch sẽ, ngoài lá rụng ra thì không xuất hiện rác rưởi nào khác. Dẫm lên lớp lá rụng này, những tiếng sạc sạc vang lên. Thỉnh thoảng có những con vật nhỏ bé bị tiếng bước chân của Lỗ Tiến làm cho giật mình mà chạy tung bốn phía. Đi cả nửa nặng rốt cục cũng nhìn thấy ánh sáng của những ngọn đèn trong cốc. Một dòng suối nhỏ từ trong cốc chậm rãi chảy ra bên ngoài, nước suối vô cùng trong suốt, những đàn cá nhỏ tự do tự tại bơi trong nước, Lỗ Tiến không khỏi cảm thán, nơi này quả là đẹp và yên bình. Ông không nhìn được bèn ngồi xuống bên cạnh dòng suối để rửa mặt mũi. Nơi này khiến cho người ta có cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Hai bên suối những lác đác những tòa viện, vật liệu xây dựng nên hẳn là đá gạch xanh, mang phong cách cổ xưa, không có tòa nào hoa lệ cả. Kết hợp với phong cảnh tự nhiên, nơi đây giống như một bức tranh vô cùng hài hòa. Là Lỗ tướng quân phải không? Lúc này, từ chỗ cối xay đá đầu thôn có một bóng người. Từ những tia sáng yếu ớt của những ngọn đèn, Lỗ Tiến phát hiện đó là một người thanh niên. Mặt hơi tròn, mũi cao, dáng người khá cao lớn. Từ ánh mắt của người này, Lỗ Tiến cảm nhận được chàng thanh niên này có chút gì đó, bất cần đời. Đúng vậy, cậu là. Lỗ Tiến rất khách khí hỏi lại. Vương Nhân Bàng. Người thanh niên thản nhiên nói, sau đó đưa tay qua. Lỗ Tiến cũng giơ tay ra bắt. Tuy nhiên, không lâu sau, Lỗ Tiến cảm giác được một lực lớn từ bàn tay của đối phương truyền đến. Lực này càng lúc càng mạnh. Giống như muốn giáng cho đối phương một đòn phủ đầu vậy. Lỗ Tiến lập tức trào lên một ngọn lửa giận trong lòng, bụng nghĩ thằng nhóc mày nghĩ ông đây không biết cái trò này hay sao. Lỗ Tiến vận khí một cái,
một lực mạnh mẽ phản ngược lại đối phương. Hai lực mạnh gặp nhau, bàn tay đều có chút run lên. Một phút sau, Lỗ Tiến hoàn toàn chấn kinh rồi. Bởi vì, lúc đầu mình ra ba thành khí lực, còn e rằng sẽ bóp nát tay tên nhóc ngông cuồng này. Không thể tưởng tượng được, người ta còn bình tĩnh mỉm cười với mình. Lỗ Tiến lúc này càng tức giận, càng ra lực mạnh hơn, nhưng đối phương vẫn chẳng hề nhúc nhích. Cho đến hiện tại, Lỗ Tiến đã đem toàn bộ nội khí dồn vào bàn tay, thì mới cảm nhận được bên kia cũng bắt đầu tăng dần kinh lực lên. Cứ rằng coi như vậy khoảng một phút đồng hồ, Lỗ Tiến cảm giác tay mình như bị bàn ủi ủi vậy. Một cảm giác nóng giống như bị thiêu lan ra cánh tay. Dần dần, Lỗ Tiến trên trán lấm đầy mồ hôi, còn bàn tay thì đã đau nhức. Tuy rằng chỉ là đau chút xíu, nhưng Lỗ Tiến không thể không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bản thân mình có thân thủ bát đẳng khai nguyên. Còn người thanh niên này nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi này dường như có công lực lại còn cao hơn cả mình, đó phải là bát đẳng tầng thứ 2, thứ 3 rồi. Trước kia có tên biến thái Diệp Phàm, không ngờ hôm nay được mở rộng tầm mắt, lại xuất hiện thêm một vị cao thủ trẻ tuổi nữa. Lỗ Tiến suy nghĩ một chút, bàn tay bên kia cũng càng ngày càng đau. Dần dần, Lỗ Tiến có cảm giác hết sức để chống đỡ, đến khóe miệng cũng không khỏi run vài cái. Hơn nữa, mồ hôi trên mặt càng lúc càng nhiều, hạt càng lúc càng to. Đường đường là thủ trưởng của tổ đặc nhiệm A, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Vương Nhân Bàng trêu chọc một tiếng, sau đó rút tay lại. Cháu của Vương Lão, quả nhiên không hề tầm thường, Lỗ Tiến này khâm phục. Lỗ Tiến không tức giận, cười cười đưa tay lên ôm quyền, cúi đầu nói. Thực ra, trong lòng Lỗ Tiến cũng âm thầm vui mừng. Mới đến đã gặp được cao thủ như vậy, điều đó chứng tỏ vương gia này đích xác không tầm thường chút nào. Chắc chắn còn có cao thủ đẳng cấp như Vương Lão. Lỗ tướng quân, mời, cha tôi đang đợi trong phòng khách. Vương Nhân Bàng nói, những lễ tiết tối thiểu, Vương Nhân Bàng đương nhiên cũng làm được. Đối với những điều này, Vương Nhân Bàng phân biệt một cách rõ ràng, một là một mà hai là hai. Vào một tứ hợp viện bình thường, nhưng phát hiện sân dưa lại rất lớn. Đi vào bên trong rồi mới phát hiện bên trong trồng rất nhiều hoa. Phía sau còn có một khu đất trống khá rộng, có lẽ đó là nơi luyện công. Những gia tộc như Vương gia, không thể không có nơi tập luyện được. Mà một chiếc xe jeep đỗ trên một bãi cỏ trước mặt sân, phía sau xe được cải trang, một cách vô cùng kỳ quặc, khiến cho người ta có cảm giác tục tằn. Ắt hẳn đây là chiếc xe của Vương Nhân Bàng rồi. Chương 1928, Lỗ Tiến cả thẹn. Vào đến trong đại sảnh thì phát hiện ra có bảy mấy chiếc ghế bành, hẳn là đồ cổ chính cống. Bởi vì, lớp sơn đều đã bị bong chóc ra không ít tạo nên đôi chút loang lổ cũ kỹ. Lúc này, có một ông lão đang ngồi đó, diện mạo cũng có vài phần giống với Vương Nhân Bàng. Ông ta mặc một bộ đồ mỏng bằng vải bố xanh, nhìn qua bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Tuy nhiên, kỳ quái chính là người này dưới chân còn đốt lồng sưởi loại ở nông thôn vẫn hay dùng. Lồng sưởi thật ra được đan bằng tre trúc, bên trong có cái chén sứ đúc, bỏ một ít than vào bên trong là có thể sưởi ấm tay chân, hơn nữa, khi đi lại còn có thể tùy ý mang theo. Công dụng không khác gì mấy so với túi sưởi bằng nước hiện nay. Rất xin lỗi Lỗ tướng quân, đôi chân già nua của lão già này hỏng mất rồi, thật ngại quá. Xin mời ngồi. Người nọ hơi có vẻ xin lỗi, giơ tay chỉ mời khách ngồi xuống ghế. Cha tôi Vương Thành Trạch. Vương Nhân Bàng vừa giới thiệu vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế ngay cạnh, bắt chéo hai chân mà nói ra bộ nhàn nhã tự đắc. Hơn nữa, đối mặt với nhân vật số một của tổ đặc nhiệm A, đường đường thượng tướng, ủy viên quân ủy mà y có vẻ như không hề để tâm lấy một chút. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, quả nhiên đã trải qua nhiều sự việc, công phu điềm tĩnh là rất cao. Tuy nhiên hơi có vẻ cuồng ngạo một chút, thậm chí, hơi có vẻ bất cần đời. Đây là ấn tượng ban đầu của Lỗ Tiến về đồng chí Vương Nhân Bàng. Lão Vương là cha tôi. Vương Thành Trạch nói, trong chốc lát một người phụ nữ trung niên rót trà ra mời, hai bên đều nhấp một ngụm, Lỗ Tiến nhất thời ngượng ngùng mở miệng, cứ ngồi chân ra trên ghế mà suy nghĩ xem nên làm thế nào để mở miệng nói ra chuyện này. Lỗ tướng quân, đêm hôm khuya khoắt, anh đến chỗ tôi đây hẳn là không phải đến uống trà rồi, có gì xin mời cứ nói thẳng. Vương Thành Trạch liếc Lỗ Tiến một cái rồi mở miệng trước. Ôi Lỗ Tiến nhấp thêm một ngụm trà, vẻ mặt u buồn liếc nhìn Vương Thành Trạch, ánh mắt lướt qua lồng sưởi phía dưới chân ông ta. Lão Vương à lão Vương!
Lỗ Tiến ngập ngừng hai lần mà vẫn không nói nên lời, trông bộ cái vị tên Vương Thành Trạch này khẳng định không phải là cao thủ gì rồi. Bằng không, sao lại yếu đuối đến thế, lại còn hong lồng sưởi nữa chứ? Mà con cháu lão Vương chỉ có Vương Nhân Bàng cùng lắm là luyện đến bát đẳng, thật ra cũng có thể ra tiền tuyến đi đại chiến một hồi. Chỉ có điều, khi tìm đến chỗ lão Vương, Lỗ Tiến hy vọng Vương Gia Cốc có thể tái hiện một vị cao thủ cửu đẳng. Chỉ có như vậy, mới có thể giúp tổ A hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên, trước giờ ngoại trừ Vương Nhân Bàng biểu hiện lợi hại một chút ra, những người khác thì chưa từng thấy qua. Càng khỏi phải nói đến cao thủ, Lỗ Tiến trong lòng có chút thất vọng. Ông nội của tôi thì sao nữa hả? Vương Nhân Bàng đồng tử vừa co rút lại, có vẻ đã cảm giác được cái gì đó, vội vã hỏi. Cả đôi chân cũng đã chịu bỏ xuống dưới, xem anh ta đã rất sốt ruột rồi. Không gạt các người làm gì, lần đó nhận nhiệm vụ, lão Vương đã gặp phải Tư Bì Lang, sói xám Spyridon, cao thủ cửu đẳng thuộc đội đặc công siêu ấp nước Mỹ. Người này chẳng những có bản lĩnh cửu đẳng, hơn nữa, còn là một tên độc ác hung hiểm ra tay không chớp mắt. Mà lão Vương và hắn lại đều bị đánh lén, hai người đều bị thương, trước mắt hai người họ đều đã mất tích. Tôi lo là đám quân đánh lén nhân lúc này cũng đang lục tìm bọn họ. Một khi bị chúng phát hiện, tình huống sẽ rất là nguy hiểm. Lỗ Tiến kiên trì nói hết, sắc mặt kia như tảng đá đầy vết thương do thời gian và sương gió. Tổ đặc nhiệm A các người bất tài vậy hử? Mẹ nó, ông nội của tôi sắp chín rồi còn phải bán mạng cho các người. Các người còn có mặt mũi đến đây nói thế, còn không mau gấp rút cứu người. Vương Nhân Bàng rốt cuộc không kìm nổi, đứng lên giơ tay chỉ thẳng mặt Lỗ Tiến mà mắng té tát. Lỗ Tiến đối đãi với Diệp Phàm đã chẳng ra gì, Vương Nhân Bàng trước nay đã có sẵn thành kiến. Giờ lại đề cập đến an toàn tính mệnh của ông nội anh ta, Vương Nhân Bàng tự nhiên càng phát hỏa. Được rồi Nhân Bàng, con đi mời chú hai lập tức lại đây. Vương Thành Trạch thu chân khỏi lồng sưởi, khoát tay áo, giọng điệu bình thản nói. Xem ra, công phu điềm tĩnh của người này thật sự là rất cao. Nghe phụ thân đã xảy ra chuyện mà còn có thể bình tĩnh thong dong như thế, ngay cả Lỗ Tiến trong lòng cũng không khỏi thầm khâm phục. Rất xin lỗi, tổ đặc nhiệm A chúng tôi đích xác là không tìm ra cao thủ cửu đẳng nào có thể đối phó nổi Tư Bì Lang. Không cùng đẳng cấp thì dù là 5-6 người cùng đi cũng không ăn thua. Tuy nhiên, đã như vậy, chúng ta vẫn sẽ phái đội 2 cùng đội viên đội 3 đi tìm kiếm cứu hộ. Lão Vương cả đời vì nước lập nên biết bao công lao hiển hách, ông ấy là vinh quang của nước nhà, là con át chủ bài cuối cùng của tổ A. Nếu thật sự có chuyện gì, Lỗ Tiến tôi lập tức xin từ chức nhận tội. Lỗ Tiến hơi có vẻ bị kích động. Thanh niên hay kích động, Lỗ tướng quân hà cớ gì phải xin thứ lỗi. Vương Thành Trạch lại khôi phục vẻ bình tĩnh, khoát tay áo, ông ta liếc nhìn Lỗ Tiến bảo. Có điều, ông con đúng là đã già rồi, sắp 90 rồi còn gì. Người ta ở độ tuổi này của ông đã sớm nằm trong nhà ôm con cháu tìm chút niềm vui. Nhưng con người ông con vốn không chịu ngồi yên bao giờ. Tuy nói cả đời ông đều chưa từng chính thức được biết đến trên chính trường, cũng chưa hề đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì ở tổ đặc nhiệm A. Nhưng tôi hiểu được, quốc gia coi trọng ông con cũng không có ý định buông bỏ đất nước này. Cho dù là đi du lịch nước ngoài, kỳ thật ông con lúc nào cũng chú ý chuyện quốc gia. Tôi hiểu, lão Vương cả đời đều vì nước quên thân, Lỗ Tiến tôi vô cùng hổ thẹn. Chỉ có điều, cao thủ cửu đẳng ở nước ta cũng chỉ có ít người. Như trong số Hoa Hạ lục tôn cả 6 vị đó phỏng chừng đều đã đạt tới cửu đẳng, thêm vào đó là các cửu đẳng cao nhân của một số môn phái, một số ẩn sĩ, cho nên, theo trình tự cao thủ do tổ đặc nhiệm A chúng tôi thống kê thì cũng không đếm hết hai bàn tay đâu. Đây chỉ là số liệu chúng tôi có thể thống kê được. Nếu tính thêm cả số chưa được biết đến, số lượng chắc là cũng đếm trên hai bàn tay là hết. Có điều, số lượng tuy rằng còn có thể nhưng những người này đều là độc lai độc vãng. Tính tình cứng rắn như đá tảng. Yêu cầu bọn họ gia nhập tổ đặc nhiệm A, đó là không có khả năng. Với những người này, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn họ. Đương nhiên, nếu thật sự có cao thủ ngoại quốc xâm nhập, bọn họ cũng sẽ đứng ra. Đây cũng là lý do mà tổ đặc nhiệm A cũng không đi quấy rầy bọn họ làm gì. Lỗ Tiến cho hay. Ha ha, cao thủ đều có tính tình cổ quái. Đây mới gọi là bản lĩnh, không bản lĩnh thì sao có được tính tình kiêu ngạo. Ngông cuồng kia. Loại người đó cuối cùng khẳng định là tự rước lấy nhục.
còn những người có bản lĩnh có giận dỗi gì thì được gọi là thần khí, cái này thì lại không có gì đáng trách. Vương Thành Trạch thản nhiên cười cười, không lâu sau, một ông già tóc bạc phân nửa theo Vương Nhân Bàng bước vào. Ông ta cũng mặc một bộ đồ vải bố màu xanh, nhìn qua giống lão nông chi điền như từ một khuôn mẫu khắc ra. Chỉ có điều diện mạo vẫn có vài phần giống với Vương Nhân Bàng. Chú hai, vị này chính là tổ trưởng tổ đặc nhiệm A, Thượng tướng Lỗ Tiến. Lỗ tướng quân, ông ấy là chú hai nhà tôi, Vương An Đông. Vương Thành Trạch đứng ra giới thiệu đôi bên nhưng cũng phải nhờ đến Vương Nhân Bàng đỡ cạnh. Tuy vậy, ông già tên chú hai kia vừa nghe đã khẩn trương khoát tay áo bảo. Thành Trạch, bệnh cũ tái phát thì không nên đứng lên. Ngồi đi, đều là người một nhà cả mà. Chú hai, ông nội đã xảy ra chuyện, giờ phải làm sao bây giờ? Vương Nhân Bàng tỏ ra rất nóng nảy. Tôi muốn nghe xem bên nhà nước có biện pháp gì chưa? Vương An Đông liếc nhìn Lỗ Tiến một cái, hỏi. Chúng tôi cũng đã phái ra đội viên phân đội 2 và 3 tới chỗ xả ra chuyện không may tìm kiếm. Nhân số tổng cộng cũng có khoảng tầm 20 người, đều là tinh anh của tổ đặc nhiệm A. Lỗ Tiến sắc mặt có chút xấu hổ, nói. Tinh anh cái rắm, tôi muốn hỏi một chút, ngần đó tinh anh đều là người luyện đến cấp độ nào rồi? Vương Nhân Bàng một bên lạnh lùng hỏi. Nhân Bàng, nói chuyện văn minh chút đi, sao lại không biết lớn nhỏ như vậy? Vương Thành Trạch vẻ mặt nghiêm khắc giáo huấn con trai. Trong số này, có một đồng chí đã đạt tới bát đẳng, thất đẳng cũng có 2 đồng chí, còn lại đều là lục đẳng, ngũ đẳng, tứ đẳng chiếm đa số. Tổ đặc nhiệm A chỉ có ngần ấy người, tinh anh khó cầu, cao thủ lại càng khó cầu. Tuy tổ A so với các đơn vị công tác khác thì vẫn tự do hơn. Nhưng, dù sao tổ A cũng là lực lưu ước nhi bí mật của quốc gia. Khi có nhiệm vụ thì dù sao cũng phải đi chấp hành. Hơn nữa, phần lớn đều là những nhiệm vụ lớn phải liều mạng. Lỗ Tiến nói, tụi rác rưởi, có dám mới dùng đến, ông nội của tôi có lẽ đang đọ sức với Tư Bỉ Lang. Hơn nữa, đánh lén 2 người bọn họ khẳng định cũng là cao thủ cùng cấp độ. Với đám nhãi tứ đẳng lục đẳng thất đẳng đi thì ăn thua gì. Đến lúc đó, còn không phải làm thức nhắm cho chúng uống rượu sao. Tôi còn nghe nói ở Sahara ngay cả súng ống hiện đại tác dụng cũng không lớn lắm. Người ta ẩn mình xuống cát, căn bản là không thể phát giác được. Chờ khi mục tiêu đến gần thì nhảy lên công kích, chính là cận chiến vật lộn, vậy thì võ công thân thủ chính là thứ thực dụng nhất ở đây. Huống chi, những thứ như xe hay công cụ vốn là mục tiêu quá lớn, dễ dàng đã bị công kích, cho nên, đại đa số đội viên biệt kích đều là tay bo chân trần liều mạng ở Sahara. Lúc này, thể lực và võ công năng lực mới là bảo đảm chắc chắn nhất cho tính mệnh. Vương Nhân Bàng liếc nhìn Lỗ Tiến, lạnh lùng nói vậy, hiểu biết của anh ta cũng là không ít. Ôi Lỗ Tiến khóe miệng co giật vài cái, bất đắc dĩ nói. Nhiều đó đã là những nhân thủ cuối cùng của tổ đặc nhiệm A. Không gạt các người làm gì cả, ngoại trừ các nhân viên bảo vệ lãnh đạo quốc gia của tổ đặc nhiệm A không rút ra, toàn bộ người ở các nơi đều đã được huy động đến Sahara. Trước kia một phân đội còn có 2 đội viên thay nhau tiếp ứng. Hiện tại, có phân đội ngay cả một đội viên chính thức cũng đều không có. Nếu top đội viên này vẫn không xong thì ngay cả Lỗ Tiến tôi cũng đành phải tự mình ra trận. Tuy nhiên, tôi tin tưởng, tình hình của tổ A chúng ta còn như thế, thì ngay cả Hải Lang, Siêu Ấp của Mỹ, Lam Sơn Hồ Blue Mountain Fox của Anh hay cả tổ Shinto của Nhật cũng đang ở tình trạng không khác gì lắm. Lần này nhà nước đã ra mệnh lệnh tối hậu thư thì cho dù cả Lui Siji Lu Uốc Nhi tổ A phải chôn vùi ở đây cũng phải liều mạng đem tài liệu chiến lược mê cung tử vong về. Bằng không, bị người khác cướp đi thì an ninh quốc gia sẽ gặp phải sự uy hiếp rất lớn. Ít nhất, nếu người khác có thể lấy đi thì chúng ta cũng phải đoạt về một phần nào đó. Như vậy thì ai nấy đều sẽ nghiên cứu từ vạch xuất phát, bên nào nghiên cứu ra cái gì trước thì về sau hãng nói. Thật sự không còn ai nữa sao? Vương An Đông vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Thực sự nếu còn có người thì Lỗ Tiến tôi cũng sẽ không mặt dày mày dạn tới đây, ôi. Lỗ Tiến thở dài, liếc nhìn Vương An Đông, sắc mặt ngày một nghiêm trọng. Đừng nhìn tôi cũng không phải cao thủ cửu đẳng. Vương An Đông thở dài, cau mày, ông liếc nhìn đứa cháu Vương Thành Trạch mà rằng. Thành Trạch, bệnh cũ của cháu lại tái phát rồi, thôi thì cứ để chú với Nhân Bàng đi xem sao, mặc kệ thế nào. Ông cụ hiện tại sống chết ra sao cũng chưa biết mà. An toàn của lão Vương quá trọng yếu,
nếu còn người thì không nên trì hoãn thêm nữa. Lỗ Tiến đưa đẩy rất huyền chuyển, vẫn còn muốn hút máu nốt cao thủ của nhà họ Vương nếu có. Chương 1929, thủ trưởng, mời kiểm duyệt. Rõ ràng Vương Thành Trạch có phần giận, lạnh lùng hừ nói. Tổ đặc nhiệm của các cậu gây ra chuyện, còn muốn Vương gia chúng ta đến chùi đít. Nói thật với các cậu, trong Vương gia cốc những người theo nhị thúc ta còn có chút bản lĩnh. Còn những người khác, tất cả đều bình thường như mọi người. Việc đầu tiên của luyện võ là xương cốt toàn thân phải tốt mới được, những người như vậy tìm rất khó. Vương gia cốc chúng ta cũng không phải là nơi đào tạo cao thủ. Cao thủ khó tìm, việc này chắc Lỗ tướng quân hiểu rõ, về phía quốc gia muốn tìm lực lượng cho tổ đặc nhiệm A. Trong đó, cao thủ cửu đẳng có mấy người. Những cao thủ đạt trình độ này không phải cứ muốn bồi dưỡng là có thể được ngay. Một nửa là do trời đã định. Bằng không, mặc cho anh cố gắng như thế nào, cao nhất cũng chỉ đạt được đến lục đẳng hoặc thất đẳng mà thôi, còn cửu đẳng, không phải cứ cố gắng là có thể đạt được. Chú hai tôi cũng luyện võ 80 năm nay, tuy nhiên cũng mới chỉ đạt đến bát đẳng. Kiếp này chắc cũng không hy vọng đạt đến cửu đẳng. Lỗ Tiến ra khỏi Vương gia cốc, trong lòng cũng cảm thấy có phần dễ chịu. Chí ít, cũng còn lại hai vị cao thủ bát đẳng, trong đó, Vương An Đông vẫn là cao thủ đỉnh bậc bát đẳng. Cơ bản là hai đồng chí này không cần huấn luyện, bởi vì, bọn họ đều đã được huấn luyện bí mật ở tổ đặc nhiệm A. Việc này, đương nhiên là lão Vương thầm sắp xếp. Mấy ngày nay Diệp Phàm thật sự rất bận, tuy nói là việc mở khu thức cảnh Ngũ Long Sơn sẽ giao cho Phó Chủ tịch thành phố Quách Tắc Quân phụ trách, nhưng Diệp Phàm cũng không dám qua loa, tự mình đi kiểm tra một lượt. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm quay lại cùng tư lệnh viên Tiền Đào Quốc dẫn mọi người tới nơi đóng quân của đoàn phòng ngự. Còn Thượng tá Long Nhất Phong, đoàn trưởng đoàn phòng ngự, đã sớm dọn sạch sẽ nơi đóng quân, đoàn trưởng Long dẫn theo đoàn lãnh đạo cùng với nhóm viên binh liên quan. Tất cả đều ăn mặc chỉnh trang. Xếp thành hai hàng đứng uy phong ở cửa doanh địa, mở thế trận đón chào. Đầu tiên là Thượng tá Long Nhất Đỉnh, đứng bên cạnh quan quân đều là sĩ quan cấp tá. Cấp bậc Thượng tá có 4 người, trung tá, thiếu tá chiếm đa số, chắc là lãnh đạo nòng cốt của đoàn phòng ngự. Hai bên hỏi han qua lại. Quy Hưng Thiên chỉ vào Diệp Phàm ha hả cười nói. Đoàn trưởng Long, vị này chính là bí thư Diệp của Đông Cống. Mọi người đóng quân ở đây anh ta phải bỏ ra rất nhiều sức lực đó. Bằng không, mọi người không có chỗ đóng quân tốt như thế này đâu. Đúng là thủ trưởng tốt, Long Nhất Đỉnh xin chào thủ trưởng. Long Nhất Đỉnh bước nhanh về phía Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội. Thanh âm rất thô và rất vang. Trước mặt Diệp Phàm không khỏi hiện ra sự uy vũ của đám quan binh tàu ngầm căn cứ Ngư Đồng khi đó. Trong phút chốc, Diệp Phàm có chút bùi ngùi, thấy mình có chút căng thẳng. Năm đó, Diệp Phàm đeo quân hàm thiếu tướng, làm tướng quân nên cảm thấy có một chút tự hào. Xin chào đoàn trưởng Long, tôi được thành ủy Đông Cống ủy quyền chủ trì có trách nhiệm đón tiếp mọi người. Các đồng chí đoàn phòng ngự phải sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, tôi thấy hổ thẹn quá ạ. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, thấy điều kiện cũng không tệ lắm. Chỉ có điều, doanh trại và các phương tiện đều quá đơn sơ. Đến cái sân xi măng để tập luyện cũng không có. Được rồi, trưa hôm nay tôi muốn cùng các anh em đoàn phòng ngự cùng nhau uống chén rượu, ăn miếng thịt, các anh em đoàn phòng ngự thấy thế nào? Đột nhiên Diệp Phàm hô to một tiếng, ở đằng kia Vương Triều đã sớm dẫn một số anh em ra xe tải đem rượu, đồ ăn và các vật dụng cần thiết xuống. Sẵn sàng! Hơn 1.000 quân binh hô lên, âm thanh làm kinh thiên động địa, quỷ thần cũng khiếp sợ. Lúc này, vang dội tiếng quân binh điểm danh quân số. Quan binh đoàn phòng ngự chỉ cần một phút đồng hồ đã tập hợp xếp hàng xong. Lúc này, Long Nhất Đỉnh bước nhanh theo Diệp Phàm, chào theo nghi thức quân đội sau đó hô. Thủ trưởng, phân khu quân đội thành phố Đông Cống trực thuộc đoàn phòng ngự đã tập hợp xong. Mời kiểm duyệt. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Quy Hưng Thiên và Tiền Đào Quốc một cái, thấy hai người đều đang mỉm cười, biết nghi thức này đều là do bọn họ sắp xếp. Diệp Phàm nói. Hay là tư lệnh Quy kiểm duyệt đi. Tôi là người ngoài, không thích hợp. Bí thư Diệp, anh nói vậy là khách sáo rồi. Không có anh đã không có đoàn phòng ngự mới. Hôm nay anh chính là thủ trưởng của họ. Kiểm duyệt đi, không nên trì hoãn nữa. Tư lệnh Quy cười cười nói. Diệp Phàm đành phải cố mà làm cho dáng là quan trên. Cao hứng nói. Đoàn trưởng Long, tôi hiểu tiền chi tiêu của đoàn phòng ngự eo hẹp.
như vậy đi, theo tôi thì cứ rút ra 5 triệu trong quỹ của chủ tịch thành phố đi. Coi như là trợ cấp kinh phí cho mọi người. Cảm ơn Bí thư Diệp ủng hộ đoàn phòng ngự làm nhiệm vụ, tôi thay mặt cho quân khu cảm ơn anh. Quy Hưng Thiên lập tức nói, lão già này, thật đúng là không phải giảo hoạt bình thường. Diệp Phàm mơ hồ vừa mới tỉnh táo lại, lại nhìn Tiền Đào Quốc. Biết mình bị chụp mũi, vừa rồi mình nhất thời mạnh miệng liền để mất đi 5 triệu. Ha ha, ha ha. Diệp Phàm mỉm cười vài tiếng nói. Tuy nhiên, cũng hy vọng quân khu có thể ủng hộ chúng tôi xây dựng địa phương Đông Cống. Đặc biệt lần này Đông Cống xây dựng trung tâm thành phố cùng với việc khai thác, phát triển Ngũ Long Sơn. Nếu như được, có thể trợ giúp mấy chiếc xe làm mấy việc cơ bản hay không? Ví dụ như giải ống nước trên đường và nhiều thứ nữa. Nội thành phải mở rộng, nền móng phải hết sức lớn. Mà tài chính thì có chút khó khăn. Việc này tôi có thể trả lời Bí thư Diệp. Ngày mai có thể bắt đầu, một tiểu đoàn công binh của phân khu quân đội thành phố sẽ làm việc không công trong 2 tháng để xây dựng Đông Cống. Tiền Đào Quốc ha hả cười nói. Cảm ơn, chi phí thì nên để chúng tôi lo. Mọi người lo nhân lực và công cụ là được. Diệp Phàm nói, quay lại nhìn Quy Hưng Thiên. Thấy 5 triệu này cầm không dễ đúng không? Quy Hưng Thiên bị Diệp Phàm nhìn chăm chú có chút sợ hãi, cười nói. Như vậy đi, tôi cũng có ý kiến một chút. Cơ quan bộ đội địa phương trực thuộc quân khu tỉnh sẽ cử 2 tiểu đoàn công binh làm không công đến xây dựng Đông Cống trong vòng 1 tháng. Cuối cùng, Diệp Phàm tỏ vẻ cảm kích nói thầm một câu. Tiểu đoàn công binh làm xây dựng của quân đội này cũng là những người có năng lực. Nhóm lính đều là những người anh tuấn uy vũ, làm việc so với đội công nhân của công trình xây dựng lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, đội công binh quân đội làm công trình đều có máy móc. Sau khi trở về từ đoàn phòng ngự, Diệp Phàm bắt đầu tuần tra tất cả khu huyện phía dưới Đông Cống. Trung tuần tháng 11, việc bổ nhiệm Vương Triều ở xí nghiệp đường Đông Cống làm bí thư đảng ủy công an cuối cùng cũng được phê duyệt, hóa ra Vương Triều kích động thật sự. Sau khi nhận được quyết định bổ nhiệm, nhanh như chớp bê vài hũ rượu chạy đến chỗ ở của Diệp Phàm. Vừa bước vào đại sảnh liền cười to nói. Ông đây cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, tốc độ thăng quan thật là nhanh. Ha ha ha, đúng là lăn lộn đi theo anh Diệp thật là có tiền đồ. Chẳng phải là hưởng đãi ngộ của cán bộ cấp phó giám đốc sở sao, đây là anh ở rìa thôi. Cũng không phải là phó giám đốc sở chính thức, giống với Lam Tồn Quân tôi. Chức giám đốc sở như chúng ta cũng có chút ảnh hưởng. Ngay lập tức Lam Tồn Quân đã kích lại. Vương Triều tức giận đến mức mắt trợn trắng, thở hổn hển, đem bình rượu dưới đất đến, hừ nói. Tôi nói cho họ Lam nhà anh biết nhé. Hiện tại anh đang ôm Tô Lâm Nhi thì hay lắm có phải không? Vất vả lắm ông đây mới được thăng chức phó giám đốc sở mà cậu còn muốn đả kích tôi, thật sự là mất hứng quá. Vừa nói, Vương Triều mở nắp đậy bình rượu, lắc bình rượu kêu ủng ục liền uống một ngụm to, lập tức mặt có vẻ đỏ lên. Ha ha, đừng nhụt chí, tuy nói là cậu mới ở gần chức phó giám đốc sở. Nhưng, có anh Thiết ở Bộ Công an, còn sợ không ngồi được vào chức phó giám đốc sở sao? Chờ cậu giữ chức này một thời gian sẽ chuyển đến Bộ Công an, rồi chuyển ngoặt sang chức vụ phó cục trưởng. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Vương Triều, cười nói. Huấn luyện viên Thiết, bản thân anh ta cũng khó giữ nổi. Hiện tại không phải còn ở trường đảng Trung ương kiếm miếng cơm sao. Thật là thảm, đường đường là thứ trưởng Bộ Công an, không ngờ phải đến trường đảng Trung ương làm huấn luyện viên. Hiện tại mọi người đều gọi là huấn luyện viên Thiết mà không phải là thứ trưởng Thiết. Vương Triều. Đem cậu vào trường đảng Trung ương làm một thầy giáo cũng không thành vấn đề. Cuối cùng vẫn hưởng thụ đãi ngộ của phó giám đốc sở. Lam Tồn Quân nói, không đả kích Vương Triều thì không thu binh. Gần đây Lam Tồn Quân cùng Tô Lâm Nhi chính thức hẹn hò, ý cô tình chàng bước vào thời kỳ thu hoạch của tình yêu. Cuộc sống của Lam Tồn Quân quá may mắn. Hay là anh Diệp muốn tìm biện pháp nhanh chóng đưa thứ trưởng Thiết về vị trí. Làm huấn luyện viên thì có vị gì? Vương Triều liếc nhìn Diệp Phàm một cái nói. Hai. Lập tức vẻ mặt Diệp Phàm có chút nặng xuống, lúc trước Thiết Chiêm Hùng bị Tô Gia cho người gọi tới trường đảng Trung ương. Hiện tại, không có khả năng buộc Tô Gia bảo người đưa Thiết Chiêm Hùng trở lại Bộ Công an. Cho dù là Tô Gia ra mặt, cũng chưa chắc người ta đã chịu ra tay giúp đỡ trở về. Người có thể ra tay phải là người phải có thế lực tương đương. Mặt Tô Gia có dày đến đâu cũng không dám làm việc đó. Cho nên, Diệp Phàm cũng không ép Tô Gia làm chuyện này.
Vương Triều, trước tiên cứ để anh Thiết ở đó một thời gian. Tôi nghĩ, còn cần phải có cơ hội. Đến lúc đó, có lẽ anh Thiết còn có cơ hội tốt hơn. Diệp Phàm khoát tay nói. Vương Triều bưng bình rượu gạo rót vào bát to nhất. Cơ hội gì cơ? Lam Tồn Quân hỏi. Tôi đang đợi, còn chưa tới thời điểm. Diệp Phàm nói, thực ra, trong lòng cũng không dám chắc. Miệng nói là có cơ hội chỉ để an ủi Vương Triều. Tuy nhiên, mọi tính toán của Diệp Phàm cũng không thành. Thật sự không thể tự mình mặt dày mày dạn đi xin chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phí Nhất Hoàn chuyển anh Thiết trở lại vị trí cũ được. Đương nhiên, nếu không thể khiến Phí gia thấy được lợi ích mà động lòng, người ta có giúp đỡ hay không cũng khó nói. Phải biết rằng, Thiết Chiêm Hùng bị điều tới trường đảng Trung ương, khẳng định Phí gia sẽ biết được cái lợi và cái hại của việc này. Nếu muốn đưa Thiết Chiêm Hùng quay lại, không phải là đắc tội với người đã đẩy Thiết Chiêm Hùng đi sao? Vì vậy Phí Nhất Hoàn cũng phải suy nghĩ một chút, làm như vậy thì có đem họa đến cho gia tộc không? Các gia đình lớn ở thủ đô này đều có liên quan đến nhau. Trừ khi đảm bảo quyền lợi bản thân không bị tổn hại, sau cùng mới đến người ngoài. Bằng không, giữa nhiều lợi ích người ta đương nhiên chọn cái lợi lớn hơn. Chăn chọc vài ngày, Vương Nhân Bàng cùng chú là Vương An Đông đi theo phó thường trực tổ đặc nhiệm A Nghiêm Thế Kiệt đến Cáp Lạp, nếu suôn sẻ sẽ tới sa mạc. Lần này, tổ đặc nhiệm A đúng là lấy trứng chọi đá, không ngờ Nghiêm Thế Kiệt là nhân vật số 2 của tổ đặc nhiệm A lại tự mình mang binh ra trận. Đêm khuya, các xe Việt dã qua mạc dừng lại. Tướng quân, đã tiếp cận gần địa khu số 5. Từ đây về sau, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 1930, đội thứ 3 xuất phát. Sau nhiều lần Nghiêm Thế Kiệt giải thích, toàn thể đội viên đội thứ 3 xuống xe tiến vào biển cát mù mịt. Vài ngày yên ả trôi qua. Đông Cống cũng có vẻ tương đối yên lặng, Diệp Phàm từng bước tính kế sách. Sáng sớm ngày 23 tháng 11 năm 2003. Lỗ Tiến vừa đến cửa phòng họp tổng bộ liền thấy, chiến dịch phá thiên, trưởng phòng liên lạc đồng chí Trần Hằng Phong hầm hầm chạy đến báo tin. Biết anh ta có việc gấp báo cáo, Lỗ Tiến cũng không khách sáo, trực tiếp nói. Đi vào trong nói với mọi người. Trần Hằng Phong đi vào phòng họp, mới phát hiện tất cả các vị lãnh đạo đều ngồi đây. Bởi vì gần đây tình hình, chiến dịch phá thiên, đang rất nghiêm trọng. Lãnh đạo tổng bộ cơ bản cũng chưa về qua nhà. Toàn bộ đều ăn ở tổng bộ. Thời gian mọi người nán lại ở bộ chỉ huy là chính, nếu không thì ở phòng nghiên cứu bên cạnh thảo luận các biện pháp. Hơn nữa, mọi người còn thức đêm, hai con mắt giống như đèn lồng. Trong phòng hội nghị khói thuốc nghi ngút, có thể đem hun mọi người thành xào tre. Các vị lãnh đạo, tổ trưởng Nghiêm vừa mới nhận được mật báo. Nói là, mọi người ở đội 2 và đội 3 đã hợp lại. Chỉ có điều, lại có 3 đồng chí bị thương. Tính đến bây giờ, đội viên tổ đặc nhiệm A đã bị thương đến 8 người. Mà bên kia báo săn đã trở lại 6 người, hôm qua lại hy sinh một đồng chí. Còn tại sa mạc tổng số đội viên chiến đấu đã không còn nhiều nữa. Còn đội thứ 3 của tổ trưởng Nghiêm tiến vào địa khu số 3 và địa khu số 5 thuận lợi. Tuy nhiên, đội 2-3 lại ở địa khu số 1, không thể tập hợp với đội 3. Bên kia, tướng quân Đới Thành đưa tin tình báo tin cậy nói là đã tiếp cận vị trí mê cung vô hạn. Bởi vì, ở giữa địa khu số 1 và địa khu số 0 có khu vực rất khả nghi. Trong phạm vi đó, mật độ đội viên của Hải Lang nước Mỹ và đội viên đặc chiến Saudi rất lớn. Còn các quốc gia khác như Lam Sơn Hồ của Anh Quốc, Thần Đạo Tổ của Nhật Bản. Còn có Hồng Quân Tổ nước Nga hình như cũng ngửi thấy mùi. Toàn bộ tập kết tại địa khu kia. Bọn họ gọi nó là, địa khu số 1 huyền ảo. Trần Hằng Phong nói đến đây dừng lại một chút lấy chén trà trên bàn uống. Vương Lão tìm được chưa? Lý Khiếu Phong không kìm nổi, vội vàng hỏi. Tìm được rồi. Trần Đình Phong vừa uống trà vừa nói. Cảm ơn trời đất, cuối cũng đã tìm được rồi. Phó Tổ trưởng Thôi Kim Đồng cảm thán, mấy vị lãnh đạo ngồi ở đó cũng thoáng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Có thể xác định địa điểm, tuy nhiên. Người vẫn chưa gặp đội 3. Bọn họ đang ở địa khu số 3. Việc này đội viên các quốc gia phải tự hẹn nhau. Tát Cáp Lạp có bao nhiêu địa khu lớn? Phạm vi đường thẳng của mỗi khoảng trên dưới 200 dặm. Mà địa khu số 3 cũng rất phức tạp, toàn là thung lũng, bãi cát lẫn núi đá. Hơn nữa có một số khu vực chúng giống như ốc đảo. Cho nên khu vực đó cây cối rất thưa thớt. Vương Lão chỉ phát một hồi tin báo về,
nói là ông ta đang theo dõi chung quanh để xem có mấy cao thủ đánh lén mình. Ý của Vương lão là có thể ngăn chặn bọn họ thì rất tốt, sẽ giảm bớt áp lực cho địa khu số 1. Tất cả bọn họ đều là cao thủ cửu đẳng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, còn diện mạo có phần dữ tợn như hải tặc. Vương lão cũng đã từng giao đấu với anh ta. Cảm thấy cơ bắp người này cứng như tảng đá. Khi chém vào tay anh ta lập tức thấy máu chảy ra nhưng cũng không giống máu của người bình thường. Máu của người này có chút kỳ lạ, hình như là trong màu đỏ tươi hơi có chút sắc tím. Vương lão hoài nghi người này có khả năng là thành quả khoa học kỹ thuật gần đây của đội Hải Lang nước Mỹ. Trần Hằng Phong nói, chiến đội đặc biệt Hải Lang cũng không khác lắm tổ chức tổ khoa học năng lượng của chúng ta, gọi là IIC, trách nhiệm chính là khai thác, phát triển một số thiết bị công nghệ cao phục vụ cho tổ đặc nhiệm Hải Lang. Ví dụ như, thành quả mới nhất về súng ống của bọn họ có tên là đạn gạo. Đạn này giống như gạo, có thể giấu ở trên người mà an ninh kiểm tra phi cơ cũng không thể phát hiện ra. Nhìn qua đạn gạo giống gạo nếp đến 90%. Tuy nhiên, một quả đạn gạo sau khi nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ, có thể tạo ra uy lực rất lớn. Tổ trưởng tổ khoa học năng lượng A Ngô Quan Bảo liếc mắt nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói. Loại bom gạo này chính là thuốc nổ sinh học, đây là một loại chất mới, cho nên, an ninh kiểm tra sân bay đều không thể kiểm tra ra được. Loại đạn này rất lợi hại, nếu có thể giấu được trong túi áo một bao, khi chiến đấu ném từng quả ra một, không cần phải ném mấy chục lựu đạn. Không cần biết đó là cao thủ lục hay thất đẳng, phỏng chừng cao thủ cửu đẳng cũng có thể bị nổ thành bột phấn. Trên mặt Thôi Kim Đồng hiện lên sự kinh hãi, nói, không nhất định, tuy nói đạn gạo là làm ra, nhưng nghe nói sản lượng rất ít, bởi vì, đạn gạo này liên quan đến kết quả của trung tâm kết cấu nguyên tử. Cho nên, nó mới có uy lực như vậy. Hơn nữa, sau phản ứng uy lực của nó còn lớn hơn nữa. Chỉ có điều, bình thường bọn họ đều cất giấu như bảo bối. Vì vậy không có khả năng tiện tay lấy được, hơn nữa. Khi sử dụng cũng tổn hao rất nhiều nội khí. Cũng không có khả năng nổ tung cùng một lúc. Bởi vì, nội công của anh không thể mạnh như vậy. Có mạnh cũng không thể có khả năng cho anh bắt được. Có thể đặt vài quả trên người các cao thủ của Hải Lang thì hay quá. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, uy lực cũng vô cùng khác thường. Nghĩ lại, lúc bấy giờ cao thủ cửu đẳng quyết đấu sẽ bắn ra mấy quả, thể tích của loại này lại nhỏ, khó có thể phát hiện. Chờ mọi người phát hiện được thì đã nổ tung, cao thủ cửu đẳng nổ tung thành từng mảnh, nhưng 3-4 quả đồng thời nổ một lúc thì uy lực rất lớn. Mới đây IIC đang chế tạo thử một loại dược phẩm có thể thay đổi chức năng của cơ thể người. Nghe nói sau khi dùng loại dược phẩm này đi tìm người huấn luyện, bồi dưỡng vài năm có thể thành cao thủ cửu đẳng. Giống như cái người mà Vương lão nói, không biết có phải là người chế ra loại thuốc tiêm vào người không? Ngô Quang Bảo nói. Vài năm là đào tạo ra một cao thủ cửu đẳng, liệu tổ đặc nhiệm A chúng ta còn sống yên ổn sao? Nếu như vậy thì Hải Lang có đến 60% cao thủ cửu đẳng. Đồng chí Quang Bảo, cậu kể lại tỉ mỉ một chút xem nào. Lý Khiếu Phong hỏi, liếc mắt nhìn Lỗ Tiến một cái, thấy trong mắt anh ta có nỗi buồn sâu lắng. Cũng không nhất định, kỳ thật dược phẩm này chính là một loại trường tố thôi. Tên là Lục Xuân, sản lượng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa. Tỷ lệ thất bại của việc dùng thuốc dược dưỡng cao thủ cửu đẳng cũng vẫn rất cao. Phỏng chừng dược dưỡng 10 lần chỉ có thể có một lần thành công. Người thất bại rất thảm, cả đời này sẽ bị đau ốm, hơn nữa sẽ trở thành một phế nhân thật sự. Có người đã là cao thủ bát đẳng, sau khi dùng dược dưỡng thất bại tay trói gà không chặt. Những người may mắn thành công di chứng để lại cũng tương đối lớn. Sẽ luôn cảm thấy đầu choáng váng, trong người có khi cảm thấy mất hết năng lực. Lúc mà cảm thấy mất hết năng lực, chính là lúc toàn thân mất hết nội kinh. Tuy nhiên, trải qua việc dùng thuốc nên cơ thể đặc biệt rắn chắc. Ở bên trong luôn động viên phải đứng lên, Vương lão có thể cảm nhận được cảm giác đó. Ngô Quang Bảo nói, bất luận là việc gì đi đường tắt đều không thể tốt đẹp hoàn toàn, như vậy trở thành cao thủ rồi nhưng phỏng chừng tuổi thọ sẽ không kéo dài được. Hơn nữa, chức năng của cơ thể sẽ bị rối loạn do dùng thuốc. Chúng ta có thể có chút cảm thấy cơ thể bị di rời, lấy ví dụ thứ thuốc nước bôi mặt cho căng mịn, nói đi nói lại là vẫn còn chút di chứng. Cho nên, chỉ có thể dùng một lượng nhỏ, lúc chiến tranh dùng một chút cũng được, những cao thủ Hải Lang bồi dưỡng như vậy chắc chắn cũng không có nhiều. Bởi vì, cao thủ bát đẳng cũng rất khó tìm,
Huống chi, bọn họ cũng không thể chịu nổi thất bại. 10 bát đẳng mới có một cửu đẳng, chỉ có tình huống bất đắc dĩ lắm mới dùng. Cái này, chỉ là dược dưỡng vài vị cao thủ đứng đầu để giữ thế diện thôi. Dĩ nhiên, cao thủ cửu đẳng thật sự là khó tìm được rồi. Có thể dược dưỡng ra vài người, sức mạnh của đội đó tăng lên cũng nhanh. Lỗ Tiến nói, liếc mắt nhìn Trần Phong Hằng một cái, nói. Cậu nói tiếp đi. Tướng quân Nghiêm đang có ý đồ liên hệ cùng Vương Lão, tuy nhiên, thật đáng tiếc, liên hệ vẫn không được. Cho nên, đành phải mang theo đội thứ ba cùng với cha con Vương ra tìm kiếm người ở địa khu số 3. Mà trong quá trình tìm kiếm còn phải chiến đấu, đồng chí Vương An Đông đã bị trọng thương và đã bí mật quay về. Mà tình hình địa khu số 1 cũng không khả quan cho lắm, một nửa trong số 15 người đều chiến đấu với tình trạng bị thương. Tướng quân đới lo lắng, mặc dù phát hiện tử vong nhiều, nhưng cũng không có khả năng lấy lại tài liệu. Hơn nữa, tướng quân đới thỉnh cầu tổng bộ bí mật đem toàn bộ những người bị thương của đội thứ 23 về địa phương. Bằng không, có các thành viên bị thương cũng không thể triển khai công việc. Trần Hằng Phong nói. Trong số 15 đội viên nếu đem những người bị thương trở về địa phương, vậy chỉ còn lại có 7-8 đội viên. Mà đồng chí Thế Kiệt lại không chịu đem người đến, Vương Lão cũng không thể coi nhẹ. Sau khi Lý Khiếu Phong nói, toàn bộ phòng họp liền trầm xuống. Chúng ta còn lại bao nhiêu người có thể ra trận được? Sau một lúc lâu, Lỗ Tiến hỏi. Không lạc quan cho lắm. Vẻ mặt đồng chí Thôi Kim Đồng ngưng trọng lắc lắc đầu. Rốt cuộc còn lại bao nhiêu đội viên có thể đi được, thật sự Lý Khiếu Phong tôi không thể đi được. Lý Khiếu Phong hỏi, hiện tại Lý Khiếu Phong cũng đã khôi phục thân thủ được đến đỉnh bậc tứ đẳng, chỉ có điều, năm tháng không buông tha người, phỏng chừng cả đời này chỉ dừng lại ở cấp độ đó. Lão Lý không thể đi được, Lỗ Tiến tôi cũng không có khả năng bỏ địa phương mà đi ra tiền tuyến. Lỗ Tiến khẩn trương nói, mãi không tìm ra được ai, căn cứ Ngư Đồng vốn có hai đội viện chính thức. Hiện tại rút đi một người còn lại một người. Cũng đã rút hai đội viên của tổ vệ sĩ Lang Phá Thiên và Trung Nam Hải đi. Nếu cứ rút đi, chỉ sợ. Mặt mày Thôi Kim Đồng nhăn lại, mãi không nói tiếp được ra lời. Tổ Lang Phá Thiên không thể rút ra, an toàn của lãnh đạo quốc gia so với mọi thứ đều lớn nhất. Đây cũng chính là giới hạn cao nhất. Lỗ Tiến khoát tay áo. Đồng chí Thế Kiệt cũng đã đi, tôi cũng đi. Thôi Kim Đồng nói. Cậu mà đi thì lấy ai ở lại tổng bộ chỉ huy? Nơi này là căn cứ chung để chỉ huy, so với tiền tuyến còn quan trọng hơn. Không đi có thể được không? Thôi Kim Đồng hỏi. Thật sự không ổn thì điều động lại. Chủ nhiệm phòng liên lạc quân đội Tương Đại Hải thở dài nói. Đáng tiếc tôi không có năng lực như mọi người, bằng không, tôi cũng muốn ra tiền tuyến đánh một trận. Đời này làm quân nhân, ngay cả việc chiến đấu cũng chưa có trải qua. Anh phải hiểu. Trong quân đội các anh chẳng phải đang đòi giải tán tổ đặc nhiệm à sao? Nếu thực sự không có tôi, bản thân mọi người cứ vui thôi. Lý Khiếu Phong còn không quên châm chọc Tương Đại Hải một câu. Ôi, lão Lý, giờ nói như vậy cũng có tác dụng gì chứ? Huống chi, ý chí của quân đội cũng không có nói gì đến ý chí của Tương Đại Hải tôi cũng chỉ là liên lạc viên thôi. Mọi người cũng đừng trách móc tôi. Tương Đại Hải thở dài. Không phải là phản bác Lý Khiếu Phong. Chương 1931, Tương Đại Hải bị bay hai chiếc răng cửa. Điều động ở chỗ nào chứ? Thôi Kim Đồng quát lên hỏi. Cuộc chiến đỗ ra lần trước, Diệp Phàm có gọi ông già Trần Khiếu Thiên. Kiểm tra trong dữ liệu, người này không đến 60 tuổi đã có thân thủ thất đẳng. Ông ta là người đứng đầu Thái Cực Trần gia, chỉ có điều sau này không biết vì sao lại cắt đứt quan hệ với Trần Quân. Thôi Kim Đồng nói, liếc mắt nhìn Lỗ Tiến một cái, còn nói thêm. Nếu điều động Trần Khiếu Thiên đi sẽ phối hợp với Trịnh Phương, hơn nữa tôi hợp thành đội thứ tư cố gắng gượng còn có chút sức để chiến đấu. Lần này, Lý Khiếu Phong cũng không nói câu gì, bởi vì, bây giờ tổ đặc nhiệm A không còn có ai nữa. Vì đại nghĩa của quốc gia, lão Lý biết thế nào là nặng nhẹ. Chỉ sợ Diệp Phàm sẽ không đồng ý, bởi vì Diệp Phàm tìm ra Trần Khiếu Thiên. Mà trước đó không lâu chúng ta đã đưa con của Trần Khiếu Thiên là Trần Quân ra tiền tuyến. Nếu làm như vậy, có phải là rất vô tình? Lúc này Tổ trưởng Tổ khoa học năng lượng Ngô Quang Bảo có chút lo lắng nói. Lão Lý, anh nói gì đi chứ? Lỗ Tiến cố ý hỏi Lý Khiếu Phong. Quốc gia gặp nạn, dân thường có trách cũng chịu thôi,
Lý Long con tôi vừa mới đạt đến tứ đẳng, mọi người cũng phải điều động nó đi. Trên mặt Lý Khiếu Phong tràn đầy nỗi đau. Anh Lý, không thể như thế được, anh đã cả đời vì tổ đặc nhiệm A. Lẽ ra giờ đã được về hưu còn vì tổ đặc nhiệm A mà ở lại công tác. Huống chi, anh lại có duy nhất một thằng con trai. Lỗ Tiến khoát tay nói. Tử Đô con cậu có thể đi vì sao con tôi không đi được, không cần nói gì nữa, sắp xếp Lý Long vào đội thứ tư đi. Nếu thật Lý Long không may mắn, Lý Khiếu Phong tôi còn có một đứa con gái. Thái độ Lý Khiếu Phong vô cùng kiên quyết. Một ngày sau, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Trần Khiếu Thiên, nói. Anh Diệp, phiền anh chăm sóc Tố Mai và Hạnh Nhi. Hạnh Nhi mới sinh con trai, có lẽ, ôi. Ông Trần, ông nói gì vậy? Nếu phải chăm sóc thì phải là ông và Trần Quân chăm sóc chứ. Diệp Phàm thuận miệng liền nói lại chuyện phản ứng của ông ta, lập tức hỏi. Có chuyện gì xảy ra ạ? Có phải xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng không biết được nữa. Tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe, tôi bị ung thư, nhiều nhất cũng chỉ sống được thêm nửa năm. Tôi nghĩ thời gian còn lại sẽ làm một việc gì đó, để đời này cũng không có gì tiếc nuối. Trần Khiếu Thiên nói, trong lời nói chan chứa thê lương. Không thể như vậy được, sức khỏe của ông tốt như vậy sao đột nhiên lại mắc phải ung thư. Đừng nóng vội, tôi lập tức trở về đưa ông đi kiểm tra lại. Cho dù là ung thư đi nữa tôi cũng có thể tìm được biện pháp để chữa trị cho ông. Quả thực Diệp Phàm đang nóng nảy. Thôi, không phải làm vậy đâu, bây giờ tôi sẽ lập tức xuất phát. Tố Mai và Hạnh Nhi xin nhờ anh chăm sóc. Trần Khiếu Thiên nói xong cúp máy điện thoại. Khẳng định là ông có điều gì gạt tôi, cả cuộc đời Trần Lão, chưa từng có ngưỡng nào không vượt qua được. Ông mau nói ra đi, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Nếu ông tin tưởng tôi, nếu không tin tôi sẽ không hỏi nữa. Diệp Phàm vội vàng la lớn. Chuyện này, ở đầu dây bên kia Trần Khiếu Thiên lặng im, thở dài, nói. Ngày hôm qua một vị tướng quân của tổ chức bí mật của quốc gia và sư trưởng Trịnh cùng đi với nhau tới đây tìm tôi. Yêu cầu tôi giúp đỡ bọn họ hoàn thành một nhiệm vụ bí mật. Mẹ nó, Diệp Phàm không nhịn được mắng một câu, suy nghĩ, liền nháy mắt, hỏi. Có phải là Trần Quân và Lô Vĩ đều đã bị điều động đi không, hiện tại bọn họ thế nào? Ừ. Bọn họ đi rồi, chắc tình hình cũng không lạc quan cho lắm, bằng không, cũng sẽ không buộc lão già này ra trận. Thôi vậy, tôi cũng phải đi ra xem Trần Quân thế nào. Trần gia cũng chỉ có một thằng con trai duy nhất, mỗi buổi tối lão già này đều gặp ác mộng, lúc bừng tỉnh không thấy con trai vẫn khóc hô hô. Tôi khó chịu lắm, chỉ muốn chết thôi, cứ ở đây không bằng đi ra tiền tuyến đem nó trở về. Vẻ mặt ông Trần U buồn nói. Nói láo, lão Trần. Ông cứ ở nhà chờ, tôi sẽ quay lại ngay. Nếu bọn họ bức ông đã có tôi. Diệp Phàm nóng nảy, lập tức cầm điện thoại, giải quyết một số việc ở thành phố sau đó vội vàng thu dọn rồi chạy đi. May mà còn có một chuyến đi đến Thủy Châu Nam Phúc vào buổi tối. Vừa mới về đến nhà Diệp Phàm chưa kịp rửa mặt mũi vào đại sảnh gọi Trần Khiếu Thiên. Nhưng thấy Trần Khiếu Thiên đang đi theo ba người. Một là lãnh đạo báo săn Trịnh Phương. Một vị chính là phó tổ trưởng tổng bộ Thôi Kim Đồng. Người kia hình như là chủ nhiệm phòng liên lạc quân đội tổ đặc nhiệm A Tương Đại Hải. Chủ tịch thành phố Diệp, xin chào anh, đã lâu không gặp. Trịnh Phương rất là niềm nở, giơ tay từ xa để bắt tay. Tôi không dám bắt tay anh, các anh giỏi thật, tôi thật sự không nghĩ rằng các anh có thể làm sằng làm bậy. Các anh nghĩ muốn đem người ta đi thế nào cũng được à? Có phải Trần Quân và Lô Vĩ là các anh đưa đi không? Khen thay cho các anh, ngay cả đến một lão già nhà chúng tôi các anh cũng không buông tha. Có phải lần sau sẽ đến nhà chúng tôi để quét dọn nốt các cô dì đi bán mạng cho các anh? Các anh, nếu lão Trần không đi, có phải ba người các anh sẽ đánh? Tư thế gì đấy, định dọa người có phải không? Diệp Phàm không chút khách khí, đặt mông ngồi xuống Long Y lạnh lùng hừ nói. Diệp Phàm! Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Lần này tôi và tổ trưởng thôi cũng phải đi mà. Tổ trưởng Nghiêm đã đi trước rồi. Anh Lý cũng kêu là sẽ đi. Lý Long cũng bị anh Lý đưa đi. Ôi, đều là vì quốc gia, bất cứ giá nào chúng ta cũng phải làm. Trịnh Phương thấy rất xấu hổ, thu tay lại có chút ngượng ngùng nói. Anh cũng ở tổ đặc nhiệm A, chúng tôi cũng không có gạt anh. Tình huống lần này vô cùng nguy hiểm nên mới phải làm như thế này.
liên quan đến sinh tồn của tổ đặc nhiệm A. Liên quan đến đại cục của quốc gia. Việc này có liên quan đến tài liệu bí mật, chiến dịch phá thiên, anh nhìn đi. Chúng tôi, cũng không phải là cái loại người vô cớ đến làm khó dễ người khác. Thật sự là chúng tôi cũng không có cách nào khác. Trước kia anh vì tổ đặc nhiệm A mà cống hiến rất nhiều, chúng tôi không có khả năng như anh. Thôi Kim Đồng đem một gói văn kiện to ra nói. Không bức, các anh bức người nhà và bằng hữu của tôi, đó không phải là bức tôi sao? Các anh đừng tưởng tôi không biết gì, mà ra vẻ ta đây. Diệp Phàm không khách khí nói. Này, đồng chí Diệp Phàm, anh nhìn tài liệu rồi mà vẫn nói vậy sao? Thôi Kim Đồng nói. Cái đấy không liên quan đến tôi, tài liệu của các anh tôi xem không hiểu. Cho nên, không xem cũng được. Về chuyện điều động lão Trần, tuyệt đối không được, cho dù là Lỗ Tiến điều động Diệp Phàm tôi cũng không đồng ý. Diệp Phàm tiện tay cầm túi văn kiện ném xuống dưới bàn uống nước. Anh là một phế nhân, vênh váo cái gì chứ? Nếu không vì trước kia anh lập được công trạng cho quốc gia, hôm nay nhất định sẽ cho anh một bài học. Đừng tưởng rằng Phí Thanh Sơn có thể một tay che trời nhé. Anh như vậy là một người nhu nhược, tọa địa lão hổ cũng sẽ khinh thường anh. Anh phải chú ý đến thân phận của mình chứ, còn thật sự nghĩ rằng đây là thời kỳ cường thịnh của Diệp Phàm, có người sủng ái, thật sự thủ trưởng Lỗ đã quá nhẫn nhịn anh. Rốt cuộc đồng chí Tương Đại Hải đứng bên cạnh không kìm nổi, loại người như bọn họ chưa từng chịu đựng những điều này. Bình thường thì không đến mức độ này, chẳng qua là hôm nay Diệp Phàm tức giận quá. Cho nên mới lạnh lùng tuôn ra, âm thanh khá lớn và thô, cứ như là quát hỏi tôi tớ. Tuy nhiên, Tương Đại Hải vừa mới nói đến đây, cảm giác trước mặt là cái gì thoáng qua một cái, tiếp theo mọi người nghe thấy tiếng động truyền đến. Một tiếng, ba, giống như là ai bị tát, lại tận lực bồi tiếp. Trịnh Phương và Thôi Kim Đồng kinh ngạc phát hiện một tiếng, ba, giòn vang. Lúc này trên miệng đồng chí Tương Đại Hải đều là máu, trông bộ dạng máu chảy đầm địa rất thảm. Bị Diệp Phàm tát một cái quăng cả người ngã ra hơn 3 mét. Tương Đại Hải có bao nhiêu bản lĩnh chứ, Diệp Phàm tát một cái khá hiểm. Khuôn mặt Tương Đại Hải lập tức biến dạng, miệng và mũi cũng sưng húp giống như cái đầu heo. Hơn nữa, máu tươi đầy miệng, bộ dạng Tương Đại Hải thực sự như dọa người. Buổi tối đi ra ngoài tuyệt đối có thể hù dọa vài đồng chí sợ ma. Hàm răng của tôi, hàm răng của tôi. Tương Đại Hải lật mồm, mở miệng mình kêu lên. Phỏng chừng, vừa rồi Diệp Phàm dùng lực quá mạnh, không ngờ làm răng của Tương Đại Hải bị rụng hai cái. Tuy nói là không thể nào yêu mến Tương Đại Hải, nhưng Diệp Phàm cũng hơi quá đáng. Hơn nữa, không cho phép người khác chà đạp lên quyền uy của tổ đặc nhiệm A. Bọn họ chỉ là đi thi hành công vụ. Cho nên, Trịnh Phương và Thôi Kim Đồng đồng loạt hừ lạnh lên tiếng nói. Diệp Phàm, cậu đang tấn công lãnh đạo quân đội đấy. Cậu đang phạm tội đó có biết không? Lời nói của chúng tôi chính là chứng cứ ra tòa án quân sự. Tấn công á? Hôm nay bố mày sẽ đánh một trận cho đã. Mẹ nó, cũng chỉ là đồ chơi thôi, phạm tội á, bố sẽ phạm tội một lần xem sao, còn phải ra tòa, bố cũng không sợ, hôm nay bố sẽ giải quyết hết chuyện này với chúng mày. Rốt cuộc Diệp Phàm không kìm nổi, đứng dậy, chưởng một chưởng về phía Trịnh Phương. Trịnh Phương cười lạnh, cũng duỗi tay chống đỡ. Bởi vì, Diệp Phàm là một phế nhân, nghe nói là không thể vượt qua được cao thủ tứ đẳng. Trịnh Phương là đại soái tổ thứ 8, bản lĩnh gần đạt đến bậc thất đẳng. Đương nhiên là không sợ Diệp Phàm công kích, trong lòng Trịnh Phương và mọi người tự cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, đại soái Trịnh Phương chỉ định đánh cho Diệp Phàm hiểu ra là được. Dù sao vẫn là có chút tình nghĩa, mà Lý Khiếu Phong lại sủng Diệp Phàm, Trịnh Phương xuống tay vẫn phải nể mặt Lý Khiếu Phong. Cả người Trịnh Phương như trên mây, giống như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc, cảm thấy một số bộ phận đau nhức. Rút cuộc là bị Diệp Phàm đánh bay ra 5 mét đập vào góc tường. Đó là Diệp Phàm còn nể tình, bằng không, chắc đồng chí Trịnh Phương sớm bắn xuyên qua tường rơi xuống hồ nước bên ngoài. Anh làm cái quái gì vậy? Hai mắt Thôi Kim Đồng mở to nhìn Diệp Phàm, trong lòng đang nghĩ không biết có phải tên nhóc này mới khôi phục lại đến bậc tứ đẳng không, không ngờ Trịnh Phương gần đạt đến thất đẳng cũng chỉ cần một cước của hắn đã thành vương bát. Anh cũng thế. Một lúc sau, Diệp Phàm lại ra tiếp đòn. Thình thịch. Số phận Thôi Kim Đồng cũng không khác cho lắm, bị dính một cước đúng vào phần eo, cảm giác vô cùng đau đớn. Lúc đó Thôi Kim Đồng vừa hoảng sợ vừa tức giận.
Đường đường là tổ phó tổ đặc nhiệm A, chưa từng chịu nhục như thế này. Từ khi đến đây đến giờ, các tư lệnh viên đại quân khu đều nhận xét đồng chí Thôi Kim Đồng được và bản lĩnh, không thể tưởng tượng được lại có kết cục như ngày hôm nay, cho nên, đồng chí Thôi Kim Đồng lập tức bay lên tiếp đón Diệp Phàm. Nữa này, lần này Diệp Phàm không khách khí, tung một cước nữa khiến Thôi Kim Đồng quay cuồng ngã vào Trịnh Phương rồi lại lao vào góc tường. Chương 1932, Lỗ Tiến cúi đầu khuất phục. Hai đồng chí còn lại đứng ngây người ra, phải biết rằng, Phó Tổ trưởng Tổng Bộ Tổ đặc nhiệm A Thôi Kim Đồng, chính là cao thủ bát đẳng. Anh quá kiêu ngạo đó. Hai mắt Tương Đại Hải trừng lên nhìn Diệp Phàm, phát hiện ra Thôi Kim Đồng và Trịnh Phương cũng bị dính cước của Diệp Phàm, lão già này sớm bị dọa cho mất hết can đảm, run rẩy chỉ vào Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, rõ ràng là có chút lo lắng. Đúng là Tương Đại Hải sợ bị Diệp Phàm cho một đòn hiểm nữa. Muốn cho thêm cái nữa đúng không, mặt bên này sưng vù lên, còn lại nửa mặt bên kia bố tha cho mày đấy. Hơn nữa là do Tương Đại Hải mày nói tao kiêu ngạo, bố mày cho mày biết thế nào là kiêu ngạo, mày chửi bố là phế nhân, hôm nay bố sẽ cho mày thực sự trở thành một phế nhân. Diệp Phàm cười lớn tiếng, chậm rãi đi tới chỗ Tương Đại Hải. Diệp Phàm, anh dừng tay, chúng ta nói chuyện lại một chút đã. Thôi Kim Đồng và Trịnh Phương cùng nhau hô lên thành tiếng, tuy nhiên giọng nói có vẻ điềm đạm. Bởi vì, Diệp Phàm dọa cho bọn họ sợ chết khiếp. Nhìn thấy Diệp Phàm cười khan rồi đưa tay lên chuẩn bị xuất trưởng. Tương Đại Hải sợ tới mức nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy tình trạng thê thảm của mình. Còn Trần Khiếu Thiên thì lạnh lùng đứng ở đấy giống như một vệ sĩ siêu cấp. Cho dù những người này bị hắn giết lão cũng không một chút nháy mắt. Diệp Phàm, mau dừng tay. Lúc này, tiếng của Lý Khiếu Phong vang từ ngoài cửa vào. Lý Khiếu Phong hiểu Diệp Phàm, sau khi trở về tổng bộ liền khẩn trương chạy đến đây, thực ra là để bảo vệ Diệp Phàm, bởi vì, ông ấy hiểu được tính tình bướng bỉnh của Diệp Phàm. Ông sợ Diệp Phàm bị đám người của Tương Đại Hải ức hiếp. Vừa rồi nếu Lý Khiếu Phong không mở miệng từ bên ngoài, không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó sẽ thế nào. Lý Khiếu Phong đã tới từ trước, chỉ có điều ông ấy không lên tiếng. Ông ấy muốn thấy khả năng thật sự của Diệp Phàm, ông ấy cũng không cần quan tâm đến ba người Thôi Kim Đồng có phải chịu đau đớn không. Lão Lý, xem ra nếu tôi không làm như vậy thì bọn họ không chấp nhận. Tuyệt đối không thể điều động Trần Khiếu Thiên. Hơn nữa, mọi người ức hiếp Diệp gia chúng tôi quá mức, hôm nay, nếu không để ông Trần ở lại mọi người đừng hy vọng đi được. Ông Trần, tiễn khách, tôi muốn đi tắm rửa. Tay Diệp Phàm vừa động, Lý Khiếu Phong chỉ cảm thấy lóe lên ngân quang, sát sát vài tiếng. Lập tức Lý Khiếu Phong cười tâu toét. Bởi vì, không biết tay Diệp Phàm giật giật làm gì, cách ba người Thôi Kim Đồng khoảng 5-6 mét, chỉ trong nháy mắt Diệp Phàm biến ba vị đồng chí này thành hòa thượng. Toàn bộ tóc trên đầu của ba người bay khắp trên sàn nhà. Lập tức trên đầu nhẵn bóng, nhưng một chút da cũng không bị thương. Nếu chấm mấy chấm trên đầu liền thành hòa thượng chính cống. Đúng là tài nghệ. Thật sự là rất tinh xảo. Cho dù ba người Thôi Kim Đồng bị làm nhục, nhưng cũng không dám hé răng nửa lời. Vò vò đầu của chính mình, ba người nhìn nhau vẻ mặt đau khổ không nói lên lời. Ba người hiểu là Diệp Phàm không phải là phế nhân. Đúng là cao nhân, tuyệt đối là đã đạt tới cửu đẳng. Tương Đại Hải còn nghĩ là mình đã may mắn vì vừa rồi không nóng quá mức. Bằng không, sẽ bị Diệp Phàm đánh cho thành tàn phế, phỏng trưng tổng bộ cũng không vì mình mà đòi lẽ phải. Cuối cùng ở trong mắt ban lãnh đạo, chỉ có các cao thủ không có cái gì khác. Diệp Phàm sẽ trở thành người tâm phúc của tổng bộ, đó là sự thật tuyệt đối không thể tranh cãi. Diệp Phàm đi qua long ỷ, tiện tay cầm túi văn kiện ném lên trên không. Lập tức, văn kiện như tuyết bay ra. Sau khi tiếng giấy loẹt xoẹt rơi hết, đám người Lý Khiếu Phong lại mất một luồng khí mát, bởi vì 17-18 trang giấy đã giống như những lưỡi dao cắm thật sâu trên mặt bàn trà. Lý Khiếu Phong liếc nhìn bàn trà một cái, nhất định chiếc bàn là đồ cổ làm từ gỗ lim, so với sắt cũng không kém là bao nhiêu. Muốn trang giấy mỏng manh chui vào trong bàn trà, phải là cao thủ rất tài năng mới làm được điều đó. Hơn nữa, chính là một kẹp hơn 10 trên dê dê, giống như cánh buồm cắm ở trên bàn trà. Diệp Phàm băng băng đi lên trên lầu tắm rửa. Mắt Lý Khiếu Phong cay xè, vài đội viên tiến vào nâng ba người Thôi Kim Đồng dậy rời khỏi đại viện của Diệp gia. Tương Đại Hải, anh còn muốn Diệp Phàm bồi thường hàm răng không? Trên đường đi,
Lý Khiếu Phong nhìn cảnh tượng đáng thương của Tương Đại Hải, ngồi dịch lại rồi nói. Thật ra, trong lòng Lý Khiếu Phong rất vui vẻ. Không thể tưởng tượng được chẳng những Diệp Phàm khôi phục được công lực, mà còn đạt được đến cửu đẳng. Đây chính là một tin vui rất lớn. Anh Lý, anh cũng giễu cợt tôi sao, hôm nay tôi coi như gặp xui xẻo. Thực ra không nên tới đây. Tương Đại Hải cười khổ một tiếng, vẻ mặt xấu hổ. Anh Lý, hay thật, anh có con mắt rất chuẩn, có phải là đã đạt đến cửu đẳng không? Thôi Kim Đồng không tức giận, nhưng cao hứng lại hỏi đến việc này. Anh nói gì đi chứ, anh là cao thủ bát đẳng, Trịnh Phương cũng là cao thủ thất đẳng. Người ta mới duỗi tay ra liền giải quyết xong các anh. Giống như đá hai quả bóng cao su, thật sự là mất mặt quá. Lý Khiếu Phong không hề giữ thể diện cho hai đồng chí nói thẳng ra. Kỳ lạ thật, bản lĩnh của hắn khôi phục từ lúc nào nhỉ? Thật sự là kỳ lạ. Thôi Kim Đồng cũng không có mất hào khí, ngược lại còn có vẻ nghi ngờ. Tôi đã sớm nói rồi, hắn là người có tài mà. Anh có thấy không, người ta có thể tung mấy trang giấy lên thành cánh buồm cắm trên bàn trà làm bằng gỗ lim. Đây là nội kình, chỉ có cao thủ nào có nội kình lớn mới có thể làm được như vậy. Có thể truyền cho trang giấy có nội tức khí, cấp độ thấp nhất cũng phải đạt tới cửu đẳng mới làm được. Cửu đẳng hả, cả đời Lý Khiếu Phong tôi chỉ có thể nhìn thôi. Trên mặt Lý Khiếu Phong hiện lên một chút tự đắc và một chút lấy làm tiếc. Thật là kinh khủng, hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã đạt tới bậc cửu đẳng. Nếu nói chuyện này ra ngoài chắc chẳng ai dám tin, nếu cứ đà phát triển này, sắp tới chẳng phải sẽ đạt tới thập đẳng sao. Thôi Kim Đồng nói. Cái này đúng là biến đổi gen, thật là kinh khủng. Anh xem, hắn biến ba chúng tôi đều thành hòa thượng. Anh Thôi, anh Phương, hai anh thấy rõ ràng hắn biến đầu chúng ta thành trò chơi đúng không? Mặt Tương Đại Hải khá sưng, cảm thấy thật là mất mặt. Cho nên, đặc biệt xả lên trên đầu Trịnh Phương và Thôi Kim Đồng, ý muốn nói là ba chúng ta đều là người cùng cảnh ngộ. Dường như mắt thường khó có thể nhìn thấy được, chỉ cảm thấy có cái gì vừa xẹt qua đầu chúng ta vậy. Trịnh Phương cũng có chút xấu hổ vào đầu, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói. Bây giờ có cho chúng ta cũng chẳng dám bắt nữa, bằng không, sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi. Sau khi trở về sẽ đến tổng bộ, mọi người cũng sẽ nhìn thấy chúng ta thảm hại như thế nào. Thôi Kim Đồng hừ nói. Này, nghe giọng điệu của Diệp Phàm thì đến thủ trưởng Lỗ hắn cũng không sợ. Việc này đúng là phiền phức. Trịnh Phương nhíu mày nói. Không phải chỉ là phiền phức mà là rất phiền phức. Thôi Kim Đồng nói. Kim Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng ngày thứ hai. Trong phòng hội nghị của Tổng Bộ. Nhìn thấy ba người Thôi Kim Đồng đầu chọc lốc, mọi người trong Bộ Tổng Tư lệnh mãi không nói ra lời. Này, anh Thôi, anh Trịnh, anh Tưởng, ba anh đang đùa gì đấy? Đi một chuyến đến Thủy Châu không ngờ lại xuất ra rồi trở về à? Hay người ta yêu ái muốn làm cho các anh thành các soái đầu chọc, thật sự là... Tổ trưởng Tổ khoa học năng lượng Ngô Quang Bảo chỉ vào ba người nói, rốt cuộc mọi người không nín được, đều cười phá lên. Cười gì, gặp gỡ cao nhân rồi, ba chúng ta đều bị người ta thế đầu đó. Thôi Kim Đồng trừng mắt liếc nhìn Ngô Quang Bảo một cái, nói lớn. Ai cũng bản lĩnh đầy người mà, anh Thôi, anh là cao thủ bát đẳng cơ mà. Anh Trịnh cũng gần đạt tới thất đẳng, anh Tưởng thì không có bản lĩnh gì rồi, nhưng sao mặt mày cũng giống như gặp thảm họa. Trên mặt Ngô Quang Bảo đầy vẻ ngạc nhiên hỏi. Lỗ Tiến nhìn chằm chằm ba người cũng muốn biết điều gì đã xảy ra. Thôi, để tôi nói, dù sao cũng đã mất hết mặt mũi rồi, còn muốn không mất mặt thì. Thôi Kim Đồng thở dài đem sự tình nói với mọi người. Làm sao có thể như vậy được? Ngô Quang Bảo thốt ra, liếc mắt nhìn mấy người một cái nói. Lúc đó anh Vương đã cam đoan, Diệp Phàm tuyệt đối không thể khôi phục lại được bản lĩnh. Nghe mọi người nói, chẳng những hắn khôi phục được, mà hình như còn đột phá được đến cửu đẳng. Việc này làm người ta khó tin quá. Việc này là thật sao? Diệp Phàm đã hạ thủ mọi người. Vẻ mặt Lỗ Tiến nghiêm túc, hỏi. Thực sự là không thể tin được chuyện này. Là thật, tôi tận mắt nhìn thấy. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, đầu ba người liền thành như vậy. Hơn nữa, lần này tổ đặc nhiệm A chúng ta tài liệu. Chiến dịch phá thia bị hắn làm thành cánh buồm cắm ở trên bàn trà hết rồi. Bản lĩnh này, không thua kém cửu đẳng chút nào. Đúng là tổ đặc nhiệm A chúng ta may mắn, tướng quân Lỗ, tôi thấy chúng ta lập tức đến gặp Diệp Phàm trao đổi một chút.
nhân tài như vậy, tuyệt đối chúng ta không thể bỏ qua. Vẻ mặt Lý Khiếu Phong nghiêm túc nói. Hai, Lô Tiến thở dài, dường như cảm thấy già đi, mặt hướng lên trời quang không biết có nên nói đến vấn đề này không. Sau một lúc lâu, Lô Tiến mới nói. Anh Lý, việc này lại phải phiền anh đi một chuyến. Lấy danh nghĩa Bộ Tổng Tư lệnh Tổ đặc nhiệm A trao đổi một chút. Hy vọng hắn có thể trở về Tổ đặc nhiệm A để dốc sức vì quốc gia. Hơn nữa, lần này chúng ta cho hắn tự do cao nhất, coi như là con át chủ bài. Nếu chiến dịch phá thiên có hắn gia nhập, thì còn kịp. Tướng quân Lỗ, tôi nghĩ việc này anh đi thì tốt hơn. Trước kia hắn chụp mũ anh, nhưng hiện tại, việc chùi đít này Lý Khiếu Phong tôi không làm được. Trong lòng Lý Khiếu Phong có chút giận, thản nhiên hừ nói. Anh nói với hắn, nếu sẵn lòng trở lại Tổ đặc nhiệm A, chúng ta có thể khôi phục cho hắn hết thảy các chức vụ, gồm cả quân hàm. Đương nhiên, Lỗ Tiến không bỏ qua được Lão Trương. Sau đó, Thôi Kim Đồng cũng khuyên Lý Khiếu Phong suy xét đến, chiến dịch phá thiên, khó có thể dậy nổi, đành phải gật nói tự mình sẽ đi một chuyến. Vào ban đêm, Lý Khiếu Phong lại đi tới sở thiên của Diệp Phủ. Mục đích Lý Khiếu Phong đến đây Diệp Phàm chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể đoán được, tiếp đón sau, hắn lập tức nói. Anh Lý, nếu anh tới đây chơi, Diệp Phàm tôi nhiệt tình hoan nghênh. Nếu anh đảm đương làm thuyết khách, tôi đây sẽ không giữ anh ở lại. Diệp Phàm, thật sự tôi cũng không có cách nào khác. Đều là vì quốc gia, nếu cậu đã khôi phục được công lực, hơn nữa còn đột phá đạt tới được cửu đẳng. Nếu đem bản lĩnh này dốc sức vì quốc gia thì mới có tác dụng. Bằng không, sẽ rất lãng phí. Hơn nữa, vài người anh em của cậu, như Tề Thiên, Trương Cường, Lô Vĩ, bọn họ đều bị vùi lấp ở tại Cáp Lạp. Nếu cậu không ra tay bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, đất nước Trung Hoa chúng ta rộng lớn, không thể để người nước ngoài ức hiếp có phải không? Lý Khiếu Phong tận tình khuyên bảo nói. Chương 1933, trừ phi Lỗ Tiến cút đi. Diệp Phàm tôi cũng không phải là một quả bóng cao su, các ông muốn đá thì đá. Trước kia, không có lý do nào mà tước bỏ hết thảy quân chức, quân hàm của tôi, còn muốn xử phạt nặng trong nội bộ đảng. Diệp Phàm tôi ít nhiều đã làm việc vì Tổ đặc nhiệm A, công lao cũng có, vất vả cũng có. Thật chớ trêu, giờ Diệp Phàm tôi trở thành phế nhân không ngờ các người lại nhớ tới anh em của tôi. Chẳng lẽ Diệp Phàm tôi không thể có mấy người bạn, bọn họ quen biết tôi là phải chịu khổ thế sao? Lỗ Tiến thật ức hiếp người quá đáng. Lần này, Lão Lý, ông có nói gì cũng vô dụng. Các ông nói tôi vô tình cũng được, cái gì cũng được, hành động phá thiên lần này, tôi không tham gia. Hơn nữa, nếu anh em của tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tính sổ chuyện này với Lỗ Tiến. Diệp Phàm thản nhiên hừ giọng nói. Hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Huynh đệ khẳng định phải cứu, tuy nhiên lần này chuyện sẽ như thế nào, cũng không thể để Lỗ Tiến tùy ý thao túng. Mặc kệ như thế nào, lần này nếu không khiến Lỗ Tiến thay đổi, Diệp Phàm sẽ không chịu thôi. Diệp Phàm, đều là vì nước nhà cả. Lỗ Tiến, tuy trong chuyện này ông ta có chút không đúng, cậu có giận cũng là phải. Tuy nhiên, hiện tại đã lâm vào tình trạng này. Chúng ta cần phải nhìn rộng ra một chút. Hơn nữa, Lỗ Tiến cũng đã nhượng bộ, đồng ý đề nghị cấp trên khôi phục tất cả chức vụ và quân hàm cho cậu. Về phần xử phạt, trực tiếp hủy bỏ là được. Huống chi, cậu là vì Tổ A làm việc, mọi người trong lòng đều biết rõ. Lý Khiếu Phong khuyên nhủ. Được, tôi nể mặt Lão Lý. Muốn tôi ra tay cũng được, chỉ cần duy nhất một điều kiện. Diệp Phàm nói tới đây, cố ý tạm dừng một chút. Cậu nói đi. Lý Khiếu Phong khóe miệng không khỏi co giật một chút, ông ta trong lòng hiểu được, phỏng chừng. Đồng chí Tiểu Diệp đề xuất điều kiện chắc chắn là nhằm vào đồng chí Lỗ Tiến. Khai trừ Lỗ Tiến, bảo ông ra rời khỏi Tổ A. Bằng không, ông ta ở thì tôi không ở, muốn tôi vào thì ông ta cút đi. Lời nói Diệp Phàm rất có khí phách. Điều này là không thể. Lý Khiếu Phong có chút tức giận, giọng điệu nặng đi một chút. Trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Không có khả năng đó vậy thì thôi đi, Lão Lý, chúng ta sẽ không bàn lại chuyện này nữa. Hơn nữa, ông cũng đừng lấy quốc gia ra để ép tôi. Thực lòng nếu ông ép tôi thật, Diệp Phàm tôi chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cùng lắm thì quốc gia nước ngoài du ngoạn. Tôi tin rằng, nước Mỹ rất hoan nghênh người như tôi. Hơn nữa, huynh đệ tôi cũng không chịu nhìn Diệp Phàm tôi xui xẻo như thế. Lão Lý,
mong ông ngẫm lại đi. Diệp Phàm hừ nói. Ngốc nghếch. Lý Khiếu Phong tức giận đến nỗi đập mạnh chén trà lên bàn, đứng lên bỏ đi. Lão Lý, việc này thật có chút khó làm sao. Tình hình trước mắt khẳng định không thể thiếu Diệp Phàm. Mà thủ trưởng Lỗ bên kia lại đang cầm cự, thật phiền phức. Một đại tá ngồi cùng xe Lý Khiếu Phong cau mày nói. Tiểu tử này, trong lòng vẫn tức giận. Hắn muốn lấy Lỗ Tiến ra đùa cợt. Lý Khiếu Phong nói ra suy nghĩ. Lúc ấy thủ trưởng Lỗ làm vậy thực cũng có chút quá đáng đi. Ông ta thực không nghĩ tới việc sẽ tạo thành thế bị động như hôm nay. Đại tá nói. Thôi vậy, cậu không hiểu. Việc này, bên trong có ẩn tình. Lý Khiếu Phong khoát tay, ánh mắt nhìn xa xôi, ngẫm nghĩ một chút nói. Kỳ thật, đứng ở lập trường của Lỗ Tiến, ông ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân của mình. Diệp Phàm có một bang huynh đệ, hắn đối với tổ A có sức ảnh hưởng quá lớn. Hùng mạnh tới mức Lỗ Tiến có cảm giác lo lắng. Cậu nghĩ xem đổi lại là cậu có thể không ra tay làm việc này. Vâng, tôi cũng sẽ làm. Việc này có lẽ là nỗi lo của Tổng thủ trưởng tổ A. Một người không thể khống chế toàn bộ thì làm Tổng thủ trưởng tổ A còn có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, nghe nói lúc ấy Diệp Phàm đi đầu liên hệ với đám người Lang Phá Thiên, còn tự tập hợp thành một đội quân. Thiếu chút nữa khiến thủ trưởng Lỗ mất hết mặt mũi. Lỗ Tiến làm tổng thủ trưởng, luôn phải giữ thể diện. Người sống vì thể diện, cây sống vì lớp vỏ. Có những lúc, mặt mũi so với quyền lực và tiền tài còn quan trọng hơn. Viên đại tá gật gật đầu nói. Kỳ thật lúc đó hai bên cùng lùi một bước thì trời cao biển rộng. Năm đó thủ trưởng Trấn còn có thể quan hệ rất tốt với Diệp Phàm. Tiểu tử đó tuy lúc ấy có chút gian trá, nhưng đã thay đồng chí Trấn Đông Hải làm rất nhiều chuyện. Làm cục diện ầm ĩ bế tắc như thế, không thể không nói, Lỗ Tiến cũng có một phần trách nhiệm rất lớn. Lý Khiếu Phong hừ nói. Đêm khuya, Lỗ Tiến nhận được một cuộc điện thoại sau đó lập tức mặt liền tối sầm. Ông ta ngơ ngác ngồi ở bàn làm việc châm thuốc. 8 giờ sáng hôm sau, Lý Khiếu Phong báo cáo việc bàn bạc với Diệp Phàm lên Lỗ Tiến. Đương nhiên chuyện Diệp Phàm yêu cầu Lỗ Tiến cút đi, Lý Khiếu Phong không nói ra. Chỉ nói Diệp Phàm không chịu tiếp nhận chức vụ. Kỳ thật, Lỗ Tiến sớm đã hiểu được, Lý Khiếu Phong cũng hiểu được. Chỉ là giữ mặt mũi mà không nói trắng ra. Vài ngày trôi qua, Diệp Phàm tới thành phố Đông Cống tiếp tục chủ trì công tác thành ủy. Chỉ có điều, Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Khiếu Phong không ngờ lại tìm tới chính mình, mà Trần Khiếu Thiên lại ngồi được ở nhà. Giống như việc này chỉ như vậy là thôi. Sáng sớm ngày 26 tháng 11, Diệp Phàm vừa tiến vào văn phòng liền nhận được điện thoại, bên trong truyền tới một giọng đàn ông nói. Cho gặp đồng chí Diệp Phàm ở thành phố Đông Cống. Là tôi, xin hỏi ông là ai? Diệp Phàm rất khách sáo hỏi. Tôi là Cổ Kiệt ở văn phòng đồng chí Đường Hạo Đông, chủ tịch Đường có chỉ thị, gọi cậu lập tức về Bắc Kinh báo cáo công tác với ông ấy. Còn nữa, cậu bàn giao công việc tại thành phố Đông Cống cho tốt. Lần này về Bắc Kinh phỏng chừng phải một thời gian dài. Tôi đã giao cho đồng chí Phó Quốc Vân tỉnh Tây Lâm đảm nhiệm. Cậu coi như là xin phép đi công vụ. Cổ Kiệt nói. Tôi sẽ chuyển giao hết. Diệp Phàm đáp, gác điện thoại, vẻ mặt không có gì là vui vẻ. Trong lòng hừ nói, Lỗ Tiến xuống tay thật nhanh, phỏng chừng là do lão giả Lý Khiếu Phong. Diệp Phàm vội vàng chạy tới Bắc Kinh, vừa vặn là 5 giờ chiều. Vừa xuống phi cơ liền phát hiện hai người trẻ tuổi đeo kính râm có vẻ rất phong độ đứng ở cửa ra vào. Anh là đồng chí Diệp Phàm từ thành phố Đông Cống tới. Một người thanh niên khỏe mạnh trong đó tháo kính râm xuống, ngăn Diệp Phàm lại hỏi. Là tôi. Diệp Phàm gật gật đầu nhìn thanh niên này, một hơi thở quen thuộc tràn tới. Diệp Phàm chấn động, biết người này rất có thể chính là thủ hạ của Lang Phá Thiên, còn gọi là vệ sĩ Trung Nam Hải. Vậy là tốt rồi. Mời đi cùng chúng tôi. Người thanh niên đưa tay ra mời. Rất xin lỗi, các anh là ai? Tôi dựa vào cái gì phải đi theo các anh? Diệp Phàm bình tĩnh liếc mắt nhìn hai người một cái, hỏi. Trong lòng nghĩ các người chỉ có thể dọa người khác chứ ông đây không sợ. Ồ, quên không nói với anh một tiếng, chúng tôi là ở nội vệ đoàn, là chủ tịch Đường bảo chúng tôi tới đón anh. Người thanh niên khúm núm nói. Anh tên là gì? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, không di chuyển nửa bước chân. Ồ, một tiểu tử còn muốn tra hộ khẩu có phải hay không?
Lúc này người thanh niên kia giống như có chút tức giận, tháo kính râm xuống liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh lùng hừ nói. Một tư thế của cao nhân. Mời đưa ra giấy chứng nhận, bằng không, tôi làm sao có thể xác nhận thân phận của các anh. Nếu là kẻ lừa đảo không phải tôi xui xẻo sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Ha ha ha. Hai người thanh niên cười đến nỗi thiếu chút nữa rơi thắt lưng. Buồn cười sao? Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Đương nhiên buồn cười, Chủ tịch Diệp Anh cũng không đi hỏi thăm một chút. Có người dám giả mạo nội vệ đoàn sao? Thật sự là buồn cười đến chết mất. Người thanh niên cười nói. Đi thôi, đừng dài dòng, Chủ tịch Đường còn đang chờ. Một trong hai người thanh niên hừ nói, tay cầm cổ tay Diệp Phàm. Nhìn tư thế đó nếu không đi phỏng chừng người ta sẽ dùng sức. Buông tay ra. Diệp Phàm ngó qua tay tên kia một chút, hừ nói. Anh nha, nể mặt anh không được, thật bắt phải lôi anh đi có phải hay không? Đừng tưởng được gặp Chủ tịch Đường thì tôi sẽ phải run rẩy vài phần. Một cái trợ trời thật lắm trâu tốt, không phải nói chuyện chê cười, các cấp quan to trên tỉnh trên bộ thấy hai anh em tôi cũng phải tránh, chứ đừng nói là anh. Đi mau, bằng không hai anh em tôi sẽ không khách khí đâu. Người thanh niên đương nhiên là đã nổi giận. Vậy đi, anh không phải muốn kéo sao, chỉ cần anh có thể kéo được tôi. Tôi gọi anh ba tiếng đại ca. Nếu không kéo được, ha ha, lại bố ba lại là được. Diệp Phàm đứng lên. Ha ha. Một người thanh niên vừa cười vang, cười đến thiếu chút nước mắt mũi đều ra. Anh ta nhìn người thanh niên lúc trước liếc mắt một cái, cười nói. Bạn hữu, không ngờ có người muốn làm lão đại của chúng ta, anh có quan hệ với chủ tịch thành phố, chúng tôi không bồi thường nổi. Yên tâm, tôi xuống tay có chừng mực. Có cam đoan sẽ không việc gì không đấy, nếu bị thương thì đừng có trách tôi. Người thanh niên kia cười liền giơ tay. Không việc gì, anh muốn anh có thể kéo, tôi không cần anh bồi thường. Diệp Phàm thản nhiên không ngờ mỉm cười quỷ dị. Việc này, nếu để Tề Thiên thấy, khẳng định sẽ lùi lại phía sau vài bước, bởi vì, đây là chiêu bài cười của Diệp Phàm, cười là có người phải gặp xui xẻo. Tên thanh niên kia thấy Diệp Phàm tự tin như thế, cũng có chút ngờ vực. Tuy nhiên, vẫn không tin lắm. Liền giơ tay lại kéo. Tuy nhiên, phát hiện mình dùng hai phần lực khí lên tay người ta mà dường như không sứt mẻ tí gì. Người này cảm thấy có chút mất mặt, bước ra năm phần khí lực kéo qua. Chỉ có điều, vẫn không nhúc nhích, chân Diệp Phàm giống như được đúc trên mặt đất. Nên cuối cùng đồng chí này tức giận, dùng toàn bộ khí lực kéo qua. Kết quả vẫn như thế, việc này, người kia mặt có chút đỏ. Bộ dáng so với khi khóc lóc còn khó coi hơn. Thế nào, không phải chứ? Người thanh niên kia trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, hỏi. Chỉ bằng anh thử đi. Người thanh niên vừa kéo người tức giận rút tay lại. Để đó cho tôi đến, tôi không tin đâu. Người thanh niên kia giơ tay kéo qua, tuy nhiên, kết quả cũng không khác biệt lắm, mặt trông bí xị như gan lợn. Có chút thân thủ cũng không nên đứng trước mặt bố khoe khoang. Không cần nói các người mà ngay cả Lang Phá Thiên nhìn thấy tôi cũng phải kêu một tiếng Diệp ca. Cút đi. Diệp Phàm tiện tay động thủ, người thanh niên kia ngã xuống đất. Chuyện này quả đã làm hai người kia kinh hồn rồi. Đây đây là sự thật, thủ trưởng Lang còn phải gọi anh là ca ca. Hai người không hẹn cùng lên tiếng hỏi, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Chương 1934, Chủ tịch Đường bổ nhiệm. Hai tiểu tử khốn khiếp. Bây giờ đã nếm mùi đau khổ có phải hay không? Cho các cậu nhớ đời, cái gì gọi là cao thủ, đây mới là cao thủ chân chính. Mẹ kiếp, đừng cả ngày trước mặt ông đây cho rằng chính là sừng sỏ. Hai người các cậu, sách xếp cho anh Diệp cũng không xứng. Còn được phúc giống người thì hãy nhớ ghi cho kỹ. Lang Phá Thiên mắng tới. Tiếp theo, miệng cười tủm tỉm gọi anh Diệp thân thiết. Lão Lang, cậu vừa định đùa tôi sao? Diệp Phàm liếc xéo một cái, có chút bất mãn hừ nói. Tôi chỉ mượn tay anh giáo huấn nhóm tiểu binh kia một chút. Bằng không, cả ngày họ hét om sòm nghĩ rằng một vệ sĩ là oai lắm. Chịu giáo huấn cũng tốt. Lang Phá Thiên cười, giơ tay nói. Mời Diệp ca đi thôi, Chủ tịch Đường đang chờ. Mấy người theo lối chuyên dụng đi ra bên ngoài, tuy nhiên, không ngờ là tới thẳng viện quân y. Sao lại thế này lão Lang, đi bệnh viện làm gì? Diệp Phàm hỏi, trong lòng nghĩ không biết có phải Chủ tịch Đường ngã bệnh hay không. Việc này, tôi cũng không rõ lắm,
cứ đi sẽ biết. Lang Phá Thiên cũng làm vẻ mặt nghi ngờ, khó hiểu, nói. Trong một phòng khách nhỏ của viện quân y, Diệp Phàm đi vào thì phát hiện Lý Khiếu Phong cũng đang ngồi bên cạnh Đường Hạo Đông. Ngồi đi. Diệp Phàm đang muốn chào hỏi thì chủ tịch Đường đã vẫy tay với hắn. Phía bên này, mấy người Lang Phá Thiên lui ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người. Tôi biết cậu đối với Lỗ Tiến có thành kiến, kỳ thật, tôi muốn nói chính là trong việc này cũng có rất nhiều nguyên nhân. Tôi sẽ không nói tỉ mỉ ra, chỉ nói đại khái thôi. Về chuyện giải trừ quân chức của cậu, là tôi đã đồng ý. Chủ tịch Đường trực tiếp nói. Diệp Phàm vừa nghe liền nghĩ, việc này làm sao có thể là do chủ tịch Đường quyết định. Không tin có phải không, việc này đích thực là tôi quyết định. Lúc trước cậu đã rời khỏi tổ A, ở trong mắt tổ A, cậu chính là một phế nhân. Nếu cậu vẫn mang quân hàm quân chức thì sẽ không thích hợp. Huống chi, cậu vẫn tuyên bố không muốn làm trong quân đội. Nếu cậu một lòng phát triển ở chính phủ, tôi nghĩ, để cho cậu an tâm làm công tác chính phủ là hơn. Đều là vì dân vì nước, làm sao để phát triển thì đều giống nhau có phải hay không? Bằng không, cậu không có khả năng đến Hải Đông đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Hải Đông là thành phố lớn, cậu mới bao nhiêu tuổi? Mà hiện tại thì không còn như vậy nữa, nếu cậu đã khôi phục bản lĩnh, nghe nói còn đột phá tới cửu đẳng. Đối với đẳng cấp võ công của cậu, tôi không rõ thế nào. Nghe lão Lý, lão cửu là cao thủ nói tổ A chúng ta chỉ có lão Vương là đạt tới cửu đẳng. Người có bản lĩnh này, nếu không vì nước nhà làm chút việc, chẳng phải là lãng phí bản lĩnh mà ông trời đã ban cho cậu sao? Tổ A gần đây rất khó khăn, đã tới thời điểm tồn vong sinh tử rồi. Mà hành động Phá Thiên lần này nhất định phải chấp hành, đối với chiến lược an toàn của quốc gia chúng ta rất quan trọng. Quốc gia hưng thịnh hay diệt vong, mọi người đều có trách nhiệm. Là một người dân Hoa Hạ, cậu cũng là một phần tử của Hoa Hạ. Về phần đồng chí Lỗ Tiến, có một số việc quả thực anh ta có phần hơi vội vàng. Tuy nhiên, đều là chuyện đã qua, tôi không phải đã tặng cậu một bức tranh chữ Hải Nạp Bách Xuyên. Xin cậu hãy cân nhắc cái gì đúng, được không? Đường Hạo Đông lúc này giống như bề trên, không phải là lãnh đạo Diệp Phàm, giọng điệu giống như tán gẫu với Diệp Phàm. Lại nói Lỗ Tiến làm sao có thể làm như thế? Làm tổng thủ trưởng tổ A, hẳn là phải có được tấm lòng Hải Nạp Bách Xuyên chứ. Bằng không, làm sao có thể lãnh đạo cơ cấu tổ A thần bí? Hơn nữa, lại còn bức ép bằng hữu của tôi để cô lập. Về phương diện này, Lỗ Tiến rất không nhân đạo. Trần Quân đang ở trên tiền tuyến. Không ngờ ngay cả phụ thân anh ta, một người già cũng không buông tha. Chẳng lẽ Hoa Hạ chúng ta thực sự không còn cao thủ? Chắc chắn có, các phái như Võ Đăng, Thiếu Lâm, Thanh Thành, La Phù, ít nhất cũng có vài cao nhân đi ra. Vì sao Lỗ Tiến không vào đó chiêu mộ mà lại nhằm vào chính bằng hữu của tôi? Nhìn nhóm đầu tiên của hành động Phá Thiên, Tề Thiên, Trương Cường, Trương Hùng, những người này, tất cả đều là huynh đệ tốt của tôi. Đội thứ hai. Lỗ Vĩ, Trần Quân, đều sắp nhanh chóng biến thành quân nhà họ Diệp. Diệp Phàm thản nhiên nói. Vậy cậu muốn Lỗ Tiến làm như thế nào cậu mới vừa lòng? Chủ tịch Đường hỏi. Có ông ta thì không có tôi. Diệp Phàm nói, kiên trì ý kiến của chính mình. Đây là cậu nói, ý là chỉ cần Lỗ Tiến rời khỏi tổ A, cậu đồng ý quay về tổ A có phải hay không? Vẻ mặt Đường Hạo Đông bình tĩnh hỏi. Vâng. Diệp Phàm thận trọng gật gật đầu, liếc mắt nhìn Đường Hạo Đông một cái, nói. Tuy tôi đồng ý quay về tổ A, nhưng tôi không hy vọng phát triển ở tổ A. Tôi thích công tác ở địa phương. Tôi nghĩ, để tôi làm lá bài thần bí như Lão Vương là được. Cậu quyết định vậy? Chủ tịch Đường hỏi lại, khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ, tuy nhiên, cũng không nghĩ nhiều việc này, gật đầu. Diệp Phàm tin tưởng, Lỗ Tiến không thể rời khỏi tổ A. Quốc gia không có khả năng để một người áp chế. Cậu đi theo tôi. Chủ tịch Đường đứng lên nói, Diệp Phàm không hiểu ra sao cả, hắn vụng trộm liếc nhìn Lý Khiếu Phong một cái. Phát hiện lão Lý không ngờ hướng về phía mình chớp chớp mắt một chút. Ý tứ gì, đồng chí lão Lý này còn muốn làm gì thần bí? Đường Hạo Đông đi tới một căn phòng khác nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cậu xem đi. Đường Hạo Đông nói. Diệp Phàm hướng mắt đảo qua. Lập tức ngẩn người ra. Bởi vì, đây là phòng bệnh đặc biệt, trên giường bệnh có một người đang nằm. Người này có hóa thành cho Diệp Phàm cũng nhận ra, không phải là Lỗ Tiến thì còn là ai.
toàn bộ đầu lỗ tiến đều quấn băng, truyền dịch từng chút. Trên mặt sưng phù, chẳng lẽ là khổ nhục kế? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, cảm thấy hẳn là không có khả năng. Chủ tịch Đường sao lại chơi trò này với mình? Với ông ta, chỉ cần chứng ra cái mác lãnh đạo quốc gia thôi là hắn cũng phải cúi đầu. Chủ tịch. Nghe được tiếng động từ sau lưng, Lỗ Tiến cố gắng giật giật cúi đầu xuống. Đừng cử động, cứ nằm như vậy. Chủ tịch Đường khẩn trương ngăn lại. Diệp Phàm, vài ngày trước sau khi tôi đến tìm cậu. Thủ trưởng Lỗ cũng hiểu được chuyện này, ông ta rất là đáng thương, mang theo đồng chí Trịnh Phương không ngờ tự mình giáp trụ tới Sahara. Vì muốn cứu lão vương gia, thủ trưởng Lỗ đã cùng hai vị cao thủ bát đẳng quyết chiến 2 giờ liền. Cuối cùng, một bị chết, một bị thương nặng. Tuy nhiên, chính ông ấy cũng bị trọng thương. Nếu cậu không tin cậu cứ nhìn ông ta xem. Đã bị trúng 23 đao, đao sâu đến xương cốt. Ôi, ông ấy có thể sống trở về đây đã là may mắn. Lý Khiếu Phong có chút đau thương nói. Lão Lý, không cần nói nữa. Lúc này, Lỗ Tiến đột nhiên chen vào cắt ngang lời Lý Khiếu Phong. Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tôi biết cậu đối với tôi đã có thành kiến, tuy nhiên, Lỗ Tiến tôi tuyệt đối là xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Ngay cả việc bố trí mấy người Tề Thiên, Trương Cường đi Sahara cũng là vì quốc gia. Tổ A, đã tới tình cảnh không còn binh tướng rồi. Tổ phó thường trực Tổ A đồng chí Nghiêm Thế Kiệt hiện tại còn chiến đấu hăng hái ở Sahara. Từ nay về sau, Lỗ Tiến tôi đã thành một phế nhân. Hôm qua đã báo lên Bộ Chính trị và Quân ủy đưa đơn từ chức. Bọn họ đã chính thức phê chuẩn. Lỗ Tiến tôi muốn nói chính là, một số việc nhỏ tôi xử lý đối với cậu đúng là có chút không công bằng. Tuy nhiên, làm nam tử Hán của Hoa Hạ, khi quốc gia gặp nạn, Lỗ Tiến tôi ra ngựa bọc thây, thực sự nghiêm túc. Diệp Phàm, tôi những nghĩ nên nói với cậu 3 tiếng rất xin lỗi. Hy vọng cậu lấy quốc gia làm trọng, tới Sahara chiến đấu. Tổ A chúng ta đang đứng giữa cuộc chiến sống còn, tuyệt đối không thể thua. Bằng không, Lỗ Tiến tôi dù ngồi xe lăn cũng muốn đi, chết cũng muốn chết ở Sahara. Lời nói Lỗ Tiến rất chân thành, bi tráng. Trong phòng bệnh im lặng thật lâu. Hoa Hạ, sẽ không thua. Diệp Phàm chỉ nói một câu, xoay người đi ra. Việc này hóa ra trong lòng hắn cũng không phải là để bụng, trước kia cắn răng hận Lỗ Tiến, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng ông ta như vậy. Diệp Phàm ngược lại cảm thấy nhạt nhẽo. Tất cả mọi việc, đều thoảng qua. Diệp Phàm nghe lệnh. Về đến phòng khách, Lý Khiếu Phong đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hô to ra lệnh cho Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi sửng sốt sau đó lập tức đứng nghiêm. Theo hội nghị thường vụ Bộ Chính trị phê chuẩn, Quân ủy phê chuẩn, quyết định bổ nhiệm cậu vì Hoa Hạ mà làm Phó Tổ trưởng Tổng Bộ Đội Đặc nhiệm A. Phối hợp với đồng chí Nghiêm Thế Kiệt dốc toàn lực vào hành động phá thiên. Tìm ra bí mật ở Mê Cung tử vong, đem tài liệu chiến lược về đến Trung Quốc. Mặt khác, loại bỏ tất cả xử phạt trong đảng trước đây, khôi phục chức thiếu tướng của cậu. Suy xét đến yêu cầu của cậu, tổ chức quyết định, đồng ý để cậu làm tổ phó đội A. Chỉ có nhiệm vụ quan trọng, khi tổ A không thể giải quyết mới phải ra tay. Công tác chính của cậu là ở địa phương. Điều này tổ A không can thiệp. Vẻ mặt Lý Khiếu Phong nghiêm túc đọc quyết định của tổ chức. Đường Hạo Đông cũng ngồi thẳng người nghe. Không lâu, một đại tá đưa vào một bộ đồ và vài đồ vật. Quân phục, súng ống, giấy chứng nhận. Làm tốt nhé. Đường Hạo Đông vỗ vỗ vai Diệp Phàm, sau xoay người đi rồi. Lão Lý, Lỗ Tiến đi rồi, không biết ai là người kế nhiệm sau ông ấy. Diệp Phàm hỏi. Việc này, tôi chưa rõ lắm, đây là chuyện của cấp trên, rất phức tạp. Tổ A, có thể nói như vậy. Nó là tổ chức giỏi hơn bất luận bộ môn nào của quốc gai. Như vậy người phụ trách bộ môn, không phải cậu với tôi có thể bàn bạc. Lý Khiếu Phong xoay người vỗ vỗ vai Diệp Phàm nói tiếp. Lần này cậu là chủ soái phân đội cuối cùng, chủ tịch Đường nói, quân đội cả nước đều do cậu điều động, cậu thích chiêu mộ ai thì cứ làm. Chỉ cần là vì quốc gia, vì hành động phá thiên, ngay cả khi người cậu cần là đồng chí tư lệnh quân khu Bắc Kinh Tiền Thành Đông để trợ thủ ông ấy cũng sẽ đồng ý. Trong văn kiện này đã có chữ ký của chủ tịch và lãnh đạo quân ủy, những chỗ trống là thông báo chiêu mộ, chỉ cần cậu điền vào là ai thì sẽ là người đó. Chiêu mộ tư lệnh viên Tiền Thành Đông, tôi nào dám? Diệp Phàm nói, có gì không dám, chỉ cần cậu dám điền, tôi cho làm một tiểu binh cho cậu. Tiền Thành Đông thì sao chức,
Chẳng lẽ không phải là người Hoa Hạ sao, không nên vì nước mà dốc sức sao? Lý Khiếu Thiên cười nói. Chỗ trống trưng chiêu này có phải vĩnh viễn có hiệu lực không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng hỏi. Nghĩ gì vậy, tiểu tử cậu, dã tâm không nhỏ à? Đừng nhìn vào mấy tờ giấy, đó là hội nghị thường vụ Bộ Chính trị và Quân ủy thông qua. Bình thường ngay cả chủ tịch Đường cũng không làm được, cho nên, giới hạn trong nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ hoàn thành, chỗ trống trong trang giấy liền trở thành phế thải cần thu hồi. Lý Khiếu Phong tức giận hừ giọng nói, thiếu chút nữa bị dã tâm Diệp Phàm làm cho tức giận mắng. Chương 1935, Tổng thủ trưởng mới nhận chức của tổ đặc nhiệm A. Thôi vậy, chỉ đùa một chút thôi, tôi có lấy cũng vô dụng. Tuy nhiên, thật ra có mấy người có thể phái đi sử dụng. Diệp Phàm loay hoay nghĩ ngợi, trong lòng lại linh hoạt hẳn lên. Người nào, cậu khẩn trương điền vào, tôi chạy đi làm ngay, đám nhân viên điều động sẽ được huấn luyện đơn giản một chút rồi xuất phát. Không thể kéo dài, chỉ sợ mấy người Tề Thiên không chịu được. Lý Khiếu Phong nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Còn có một việc, vừa rồi, tôi từ chỗ chủ tịch Đường có nghe được một chút tin đồn, tiểu tử cậu có muốn nghe không? Lý Khiếu Phong cười thần bí nói. Lão Lý, đừng làm tôi tò mò. Diệp Phàm đến đây lập tức hứng thú, phỏng chừng là có chuyện tốt với chính mình. Nghe nói phó chánh văn phòng của chủ tịch Đường Hạo Đông là đồng chí Nhâm Khương Thiên mấy tháng sau sẽ về hưu. Ha ha! Lý Khiếu Phong vỗ vỗ vai Diệp Phàm không nói nữa. Việc này, chủ tịch Đường có phải có ý gì hay không? Diệp Phàm cảm giác miệng có chút khô khốc, việc này, có thể làm việc ở văn phòng chủ tịch một thời gian, làm quen với đại bộ phận lãnh đạo trung ương hình như cũng có chút không tồi. Đây là cơ hội tốt nhất để tiếp xúc với toàn bộ lãnh đạo thượng tầng. Tuy nói phó chủ nhiệm cũng chỉ là một cấp giám đốc sở, nhưng, trình tự lại không giống như vậy. Tôi chưa rõ lắm, nếu không, cậu đi hỏi đi. Lý Khiếu Phong cười gượng một tiếng, Diệp Phàm hai mắt trợn trắng. Vào lúc ban đêm, đại viện Tô gia ở Tứ Cửu Thành cửa Nam có một vị khách đặc biệt đến thăm, đương nhiên là đồng chí Lý Khiếu Phong. Lý Khiếu Phong đi cùng con trai của Tô Chiêu Viễn là Tô Định Sung. Bởi vì Tô Định Sung vào quân đội công tác, cũng có thuận lợi một chút. Ba, người này chính là ủy viên quân ủy đã nghỉ hưu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tướng quân Lý Khiếu Phong. Tô Định Sung giới thiệu với cha mình là Tô Chiêu Viễn. Ồ, là tướng quân Lý. Tô mỗ thất lễ. Tô Chiêu Viễn khẩn trương tiến lại, nhiệt tình vươn hai tay ra. Tô Chiêu Viễn biết rõ phân lượng ủy viên quân ủy, nghe nói những người này đều được hưởng cấp đãi ngộ cấp đó. Thì mặc dù đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng ở quân ủy chắc chắn là sâu. Mà con trai Tô Định Sung vào quân đội công tác, nếu có thể dựa vào cây đại thụ này, sau này sẽ còn có tiền đồ. Nhà họ Tô tuy nói gia nghiệp lớn, nhưng người trong quân đội rất khó giao tiếp. Mạo muội quẩy dày, thật ngại quá. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười cười, vươn một tay ra bắt tay Tô Chiêu Viễn. Nhà họ Tô tuy nói tiền nhiều thế lớn, nhưng với những người như Lý Khiếu Phong mà nói ngay cả chủ tịch Đường cũng tôn trọng như trọng thần thì họ cũng không là cái gì cả. Hai bên sau đó ngồi xuống hàn huyên. Lần này tới có một chuyện nhỏ phải phiền đến chủ tịch hội đồng quản trị Tô. Lý Khiếu Phong nói, xin mời tướng quân cứ nói, đừng nói là phiền toái, chỉ cần Tô gia có thể giúp được, nhất định sẽ giúp. Tô Chiêu Viễn nói, vậy thì tốt rồi, ông hãy xem cái này trước. Lý Khiếu Phong ra hiệu, một thượng tá phía sau liền tiến lên đưa cho Tô Chiêu Viễn một văn kiện. Tô Chiêu Viễn tiếp nhận sau đó mở ra xem. Không lâu, vẻ mặt có chút thay đổi. Ông ta nhìn Lý Khiếu Phong, nói, việc này, Lý tướng quân. Việc này, tôi cũng không làm chủ được. Trương Võ và Lý Thăng đích thực là cao thủ, là cao nhân Tô gia chúng tôi tới phái Hoa Sơn, phái La Phù mời tới. Bình thường cũng là giúp công ty Tô gia chúng tôi làm công tác vệ sĩ. Tuy nhiên, bọn họ là đệ tử môn phái người ta. Quốc gia nếu thật muốn trưng chiêu phải được phái Hoa Sơn và phái La Phù đồng ý mới được. Lý Khiếu Phong đương nhiên biết được Tô Chiêu Viễn có chút đau lòng, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, vì thế vẻ mặt nghiêm lại. Hừ nói. Chúng tôi đã điều tra xong, Tô gia đã được cam kết hai người bọn họ sẽ vì Tô gia dốc sức khi hợp đồng còn có hiệu lực. Lúc ấy Tô gia các ông vì hai phái Hoa Sơn và La Phù xây dựng hai tòa nhà. Từ nay về sau, Trương Võ và Lý Thăng đã rời khỏi hai phái đó trở thành người tự do. Làm người Hoa Hạ,
Bảo vệ quốc gia là nghĩa vụ của từng công dân. Đây là quân đội Trương Chiêu, kỳ thật chính là bọn họ phải làm nghĩa vụ quân sự. Chủ tịch hội đồng quản trị Tô, không có một quốc gia ổn định, tôi nghĩ, sản nghiệp Tô gia cũng sẽ không yên ổn có phải hay không? Việc này, vẻ mặt lão Tô nhất thời có chút khó coi. Đồng chí Định Xung là đồng chí tốt, nghe nói năm nay cũng đạt tới điều kiện xét lên thượng tá. Lý Khiếu Phong đột nhiên nói, thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Định Xung một cái. Ba, không phải là hai vệ sĩ thôi sao, hãy cho bọn họ vì nước mà phục vụ đi. Bọn họ lập chiến công, Tô gia chúng ta cũng được nở mặt có phải hay không? Tô Định Xung cũng không ngu, hiểu lời này của Lý Khiếu Phong có ý gì. Tô Định Xung sớm đã hy vọng có được quân hàm thượng tá. Vậy, được rồi. Khóe miệng Tô Chiêu Viễn có chút co giật, bất đắc dĩ gật đầu. Lý Khiếu Phong rõ ràng là lấy tiền đồ của con trai ông ta ra để áp chế. Hơn nữa, dưới danh nghĩa quân ủy Trương Chiêu, Tô Chiêu Viễn cũng hiểu được là không thể từ chối. Chỉ có điều, cơ bản Tô Chiêu Viễn cũng muốn ra chút điều kiện. Nếu Lý Khiếu Phong có ý này, Tô Chiêu Viễn đương nhiên sẽ mượn con lừa để xuống núi. Không lâu, Trương Võ và Lý Thăng bị gọi lại, nghe xong việc này tuy nói trong lòng không muốn tí nào, nhưng hiểu được là không thể xoay chuyển. Tuy nhiên, Tô gia dù gì cũng sẽ đem giấy bán thân của bọn họ trả lại. Từ nay về sau bọn họ cũng là người tự do. Bên kia, quân ủy ra lệnh Trương Chiêu, cũng đưa đến quân khu tỉnh Tây Lâm, tư lệnh Hưng Thiên vừa thấy, hóa ra là Trương Chiêu thiếu tá Ngưu Thông từ quân khu thành phố Đông Cống vì nước dốc sức. Tuy biết Ngưu Thông là một nhân tài, Hưng Thiên còn hy vọng anh ta có thể vào quân khu tỉnh so đấu với Võ Đang vào năm tới. Nhưng quân ủy hạ lệnh Trương Chiêu, tư lệnh Viên không dám châm trễ. Tự mình tới thành phố Đông Cống dẫn Ngưu Thông về, trực tiếp đưa anh ta lên máy bay. Ngày đó Ngưu Thông cầm chén rượu thể hiện bản lĩnh hoạt bát, Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng đã có thể biết người này thân thủ ít nhất là tứ đẳng. Hoàn toàn phù hợp với điều kiện thấp nhất của tổ A. Hiện tại không có đủ nhân thủ khả dụng, có thể sử dụng toàn bộ người hữu dụng là tốt rồi. Không tồi, không tồi, xem ra, trong dân gian chúng ta vẫn có rất nhiều cao thủ. Chỉ có điều tổ đặc nhiệm A chúng ta không rõ lắm mà thôi. Lần này cậu gọi liền ba người tới đây, tốt lắm. Lý Khiếu Phong cười thiếu chút nữa là tâu toét. Ha ha, lão Lý, phỏng chừng ông đã bị người nhà họ Tô chửi mắng sau lưng. Diệp Phàm cười gượng nói. Kệ họ, mắng thì cứ mắng đi, dù sao cũng không nghe thấy. Hơn nữa, tôi cũng là vì nước mà thôi, ngay cả lưu lại tiếng xấu cũng có làm sao. Phải để lại tiếng thơm trong dân gian thôi. Lý Khiếu Phong không cho là đúng, lắc lắc đầu. Cảm ơn. Diệp Phàm lần này chào theo nghi thức quân đội với Lý Khiếu Phong. Đều là vì quốc gia, không có gì mà phải cảm ơn. Lại nói tiếp tôi còn phải cảm ơn cậu, tổ đặc nhiệm A này, ở trong mắt tôi đối đãi cũng như con. Lực lượng tổ đặc nhiệm A càng lớn mạnh, Lý Khiếu Phong tôi trong lòng càng vui sướng. Lý Khiếu Phong vẻ mặt đứng đắn nói. Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Thượng cấp đã quyết định đồng chí cung khai Hà cục trưởng của Cục Bảo mật Quốc gia tạm thời giữ quyền chủ trì công tác tổ A. Đồng chí cung khai Hà đã tới tổng bộ làm việc, ông ấy nói muốn gặp cậu. Lão Lý biết ông ta sao? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên muốn nghe một chút về đồng chí cung khai Hà. Không rõ lắm, người này xuất thân từ quân đội, từ một tiểu thiếu úy thẳng tới tướng quân. Ông ta ở Cục Bảo mật công tác đã nhiều năm. Cục Bảo mật là đơn vị gì cậu hẳn là rõ, tôi cũng không cần dài dòng. Tuy nhiên, đồng chí Cung Khai Hà là người luôn khiêm tốn. Có lẽ cũng là làm công việc ở Cục Bảo mật nên ông ta thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cho nên, ông ta cũng không có nhiều bằng hữu. Bình thường cũng rất ít tham gia hoạt động xã giao. Tôi với ông ta, chưa lần nào xuất hiện cùng một chỗ. Tôi nghĩ, không riêng gì tôi. Ngay cả các đồng chí ở các bộ môn khác phỏng chừng cũng rất ít kết giao với ông ta. Tóm lại, ông ấy là một nhân vật thần bí. Lý Khiếu Phong nói. Diệp Phàm nhằm thẳng phía tổng bộ tổ đặc nhiệm A mà đi. Đồng chí Cung Khai Hà tầm 50 tuổi, dáng người hơi béo, cũng không cao lắm, phỏng chừng nhiều nhất trên dưới 1m65. Mặt điềm đạm, đôi mắt nhìn qua cảm giác vô cùng nhạt nhẽo. Giờ phút này ông ta mặc thường phục ngồi ở trên chiếc ghế lỗ tiến từng ngồi. Thấy Diệp Phàm tiến vào, Cung Khai Hà cất tiếng trước. Ngồi đi đồng chí Diệp Phàm. Tổ trưởng Cung bảo tôi đến có việc gì sao?
Diệp Phàm cũng không thi hành quân lễ, đặt mông ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Nếu muốn đi Sahara, cậu phải tự chú ý sự an toàn bản thân. Cung Khai Hà giọng điệu bình thản nói. Cảm ơn. Diệp Phàm trả lời. Chỉ có đảm bảo thân mình mới có sức đả kích kẻ thù. Đồng chí Diệp Phàm, hiện tại cậu đã không phải thuộc về một mình cậu. Cậu là niềm tự hào của nước Cộng Hòa, cậu là tinh anh nòng cốt của Tổ A. Cậu có chuyện gì, Tổ A chúng ta cũng không gượng dậy nổi. Lão Vương trải qua trận chiến đấu lần này khẳng định sẽ muốn chính thức rời khỏi Tổ A. Người thế hệ trước, đã không có người nào có trình độ cao thủ như cậu. Cho nên, mặc dù là vì quốc gia, cậu phải bảo trọng chính mình. Tổ A chúng ta, rất cần cao thủ như vậy. Nếu khi chấp hành nhiệm vụ tình huống đặc biệt nguy hiểm tới sự an toàn của chính cậu, cậu phải suy nghĩ tới sự an toàn của bản thân trước. Sau đó mới là nhiệm vụ, cậu nghe xong chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ quái, các dũng sĩ Tổ A hoàn thành nhiệm vụ không phải đều lấy nhiệm vụ quốc gia làm trọng sao? Cung Khai Hà tôi nói vậy có phải có ý gì với quốc gia hay không? Không không không, việc này, tuyệt nhiên không có mâu thuẫn, cũng không có xung đột. Nếu đã không có nhân tài, nhiệm vụ sau này của quốc gia còn có ai có thể hoàn thành? Ánh mắt chúng ta phải có tầm nhìn lâu dài. Mặc dù nhiệm vụ lần này thất bại chúng ta vẫn còn có thể ngóc đầu trở lại. Mất đi sinh mạng thì sẽ không có cơ hội lần sau. Đồng chí Diệp Phàm, cậu hiểu được ý của tôi chứ? Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Bảo tồn sinh lực tốt nhất có thể, vì nhiệm vụ lâu dài của quốc gia mà tính toán, là ý của Tổ trưởng Cung. Diệp Phàm hỏi. Ừ, con người là quan trọng nhất, nhiệm vụ là thứ hai, cậu phải nhớ lấy. Tôi hy vọng lần này cậu tới Sahara có thể mang đầy đủ các đội viên còn lại trở về. Tổ A chúng ta, không muốn bởi một nhiệm vụ lớn mà tổn thương nguyên khí nhiều năm không gượng dậy nổi. Lần này, ôi, đã đại thương nguyên khí thật rồi. Nhiệm vụ chúng ta rất nặng nề, về sau, làm thế nào khôi phục lực lượng Tổ A cũng quan trọng. Cậu lần này có thể lấy 3 người trong cả nước tới đây, tốt lắm, tôi muốn khen ngợi cậu. Cung Khai Hà liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Sau khi rời khỏi tổng bộ Diệp Phàm cảm giác không hiểu ra sao cả, Tổ trưởng Cung bảo mình đến để nói chuyện lông gà vỏ tỏi. Lúc đầu Diệp Phàm còn tưởng ông ta sẽ hỏi mình về kế hoạch đi Sahara lần này, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1936, phí ra cho mời. Không thể tưởng tượng được, Tổ trưởng Cung một câu cũng không hỏi. Cung Khai Hà tuy nói biểu hiện bình thường, dường như là người bình thường. Tuy nhiên, Diệp Phàm với đôi mắt ưng nhạy bén vẫn có thể cảm giác được người này không đơn giản. Phỏng chừng, bản lĩnh cũng không tệ. Chính là bậc cao thủ, lại có thể kiềm chế chính hơi thở của mình, thoạt nhìn thì giống một người bình thường. Hơn nữa, làm Tổng thủ trưởng Tổ A, ít nhất cũng phải đạt thân thủ bát đẳng. Bằng không, cấp dưới khó mà phục tùng. Rất là kỳ lạ, Diệp Phàm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, đêm khuya nhận điện thoại của Phí Nhất Hoàn, nói. Diệp ca, đại bá gọi anh lập tức tới đây. Vừa vặn thời gian là 6 giờ, 12 giờ sẽ xuất phát, chỉ còn có mấy giờ. Diệp Phàm lái xe thẳng tới chân Hương Sơn nhằm nhà họ Phí mà đi. Sau khi đến nhà họ Phí đã thấy Phí Nhất Độ chờ ở cửa, Diệp Phàm đi theo cậu ta thẳng tới phía sau nhà. Đi vào mới thấy lão thái gia Phí Trường Thiên đang cùng con trai cả tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn uống trà. Đến đây ngồi đi. Thấy Diệp Phàm tiến vào, Phí Trường Thiên chỉ vào ghế đá bên cạnh nói. Diệp Phàm chào hỏi nhẹ nhàng rồi ngồi xuống. Gần đây có tiến triển gì không? Phí Thanh Sơn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Trình độ cửu đẳng đã ổn, trước kia khá phập phù, dù sao, cháu đạt tới cửu đẳng cũng là gặp duyên mà lên. Bản lĩnh có chút không vững chắc, tuy nhiên, gần đây trải qua vài lần luyện tập, đã đạt được cảnh giới ổn định. Bây giờ mới là cửu đẳng khai nguyên chi cảnh. Diệp Phàm nói, vậy là tốt rồi, vừa mới đột phá thường có chút không ổn định, đặc biệt với cậu là kiểu đột phá không bình thường nên lại càng khó. Thời điểm đó thực lực không khác với người luyện võ bậc bát đẳng lắm. Hiện tại có thể ổn định chứng tỏ là cháu rất chịu khó. Tuy nhiên, với việc luyện công, một ngày cũng không được gián đoạn. Ngừng một ngày, nửa tháng cũng không bù lại được, chỉ có không ngừng tập luyện mới thành tài, giữ được lực công kích. Phí Thanh Sơn tán dương gật gật đầu nói. Cháu hiểu ạ, mỗi ngày đều luyện tập mấy giờ, mặc dù là lúc bận bịu cũng nghỉ để hoạt động chân tay một chút.
Diệp Phàm gật gật đầu, liếc mắt nhìn Phí Thanh Sơn một cái, hỏi. Sư bá có nghe qua dược phẩm cho cao thủ của nước Mỹ? Dược phẩm cho cao thủ, có phải dùng để tạo ra cao thủ? Phí Thanh Sơn hỏi. Vâng, nghe nói bộ đội thần bí nước Mỹ có được bồi dưỡng một ít dược phẩm cao thủ cửu đẳng. Bọn họ mỗi ngày đều phải ăn để tăng cường sức khỏe và cơ thể cường tráng. Người như thế có thể trong thời gian ngắn đột phá từ cao thủ bát đẳng lên cửu đẳng. Nghe nói cơ thể rất là khỏe mạnh, cơ thể có thể đạt tới độ cứng như sắt đá. Đao kiếm bình thường rất khó đả thương bọn họ. Diệp Phàm nói. Người như thế chính là kết quả của công nghệ cao, kỳ thật, bọn họ cũng sẽ hỏng thôi. Trong việc luyện công, dược phẩm chỉ có thể có tác dụng trợ giúp. Coi đây là biện pháp chính thì thật khác thường, chắc chắn sẽ để lại di chứng. Cơ thể bọn họ mạnh mẽ thật. Nhưng, người như thế, luôn có nhược điểm. Tôi nghĩ, phương thuốc như vậy chắc chắn ảnh hưởng tới nội tạng. Kỳ thật, hơi giống như công pháp kim trung cháo của Hoa Hạ chúng ta. Chỉ có điều, chúng ta là công pháp, bọn họ chỉ là dược phẩm bồi dưỡng nên cao thủ thôi. Phí Thanh Sơn ngẫm nghĩ một chút nói. Sư bá có nghe nói qua gì kỳ quái như vậy? Diệp Phàm nói xong, đem chuyện cổ lão đầu nhắc tới ra. Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong. Phi Chuông Tuyết Nha Nha. Mỹ Vũ Phiêu Uy. Anh Hoa Y Huyết Tiên. Lang Đức Mộng Lộ Bảo La. Lắc Thái Dương Tương Điền Trì. Sa Sa Đa Bỉ Khổ Sao. Thái Cực Huyết Phát Tín Đông. Bồ Đề Tụng Cam Địa. Cung Phù Pháp Mạc Trần Trần. Cháu cũng không nghe nói qua sao. Không đơn giản. Lúc này, Phí Lão Thái Gia đột nhiên cười nói. Lão Thái Gia nói vậy hẳn là có ý tứ gì, cháu nghĩ, có phải đại biểu cho một cao thủ tầng thứ nào đó. Ví như trong Hoa Hạ Lục Tôn là tọa địa Lão Hổ Phí Thanh Sơn, là hào danh giống như sư bá. Là thuật ngữ quốc tế dùng để tôn xưng những người này. Diệp Phàm lập tức tới đây hứng thú, hai mắt chằm chằm nhìn Phí Lão Thái Gia hỏi. Cháu trước tiên nói xem người này tới từ đâu, xuất xứ thế nào. Phí Lão Thái Gia thản nhiên cười hỏi. Diệp Phàm liền đem chuyện lúc trước sư phụ hắn nhìn thấy một cao nhân đi trên mặt nước. Có thể đi trên mặt nước à, ha ha. Phí Thanh Sơn đột nhiên mỉm cười. Sư bá có phải cũng đạt tới trình độ này hay không, nghe nói cao thủ thập đẳng còn có thể mượn lực từ nước khiến cơ thể bay như lướt trên mặt nước. Năm đó Đạt Ma Tổ sư đi qua mặt biển cũng là thường. Diệp Phàm vẻ mặt hưng phấn nhìn Phí Thanh Sơn. Tôi á, không được rồi. Phí Thanh Sơn lắc lắc đầu, đột nhiên đứng thẳng lên, đạp trên ao lớn ở hậu viện nhà họ Phí. Chờ ông ta sau khi lên bờ nhấc chân mới giảng cho Diệp Phàm. Cháu xem, giày của ta vẫn còn ẩm, ta chỉ có thể bơi đứng mà thôi, bàn chân rơi vào trong nước thì vẫn có thể làm được. Phương pháp này kỳ thật chính là đem nội khí dồn lên bàn chân trượt trong nước mà thôi. Đương nhiên đạt tới trình độ này ít nhất phải cửu đẳng mới làm được. Bởi vì, như cháu mới ở giai đoạn khai nguyên cửu đẳng. Tuy nói đã tràn ra một ít khí nội tức, nhưng cũng không mãnh liệt, hơn nữa, lượng cũng không nhiều lắm. Không thể tải được sức nặng của thân thể cháu, phỏng chừng cháu phải bơi đứng giống như ta, thân thể sẽ chìm xuống khoảng 15 mm. Ngay cả toàn bộ đôi chân đều đã ướt, mà giống như sư phụ cổ lão đầu miêu tả thì đúng là cao nhân, tôi nghĩ. Ít nhất cũng phải là cao thủ thập đẳng. Tuy nhiên, theo câu niệm ông ta đọc đã biểu lộ thân phận của ông ta. Người này chính là Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong. Truyền thuyết nói rằng người này đã đạt tới cảnh giới cao nhất, cũng chính là thập nhị đẳng. Khoảng cách gần như tiên trên trời, người đời còn kém xa. Đương nhiên, cao thủ thập nhị đẳng cũng khó đột phá, một người tiên thiên vô cực, người đã siêu thoát rồi thân thể có khả năng chịu đựng cực hạn. Đột phá tới mức người bình thường không dám tưởng tượng, cũng không thể tin được. Về phần đạt ma qua biển, đó là phải có nội tức đáng kể mới làm được. Không đạt tới cực độ tiên thiên, người thần thông thế nào cũng không có khả năng qua biển. Cháu bảo cao thủ thập nhị đẳng đi mấy dặm trên biển còn làm được, chứ vượt biển, điều đó là không thể. Thập nhị đẳng, không phải nói thập đẳng là ngừng phát triển rồi sao? Mà đạt đủ tiên thiên vô cực, thì người rốt cuộc là có thực lực gì? Lão Thái Gia có biết không? Diệp Phàm quay ra hỏi Phí Lão Thái Gia. Ha ha, thập đẳng chưa ngừng phát triển, thập nhị đẳng mới thật sự là ngừng phát triển. Tiên thiên vô cực, đó chỉ là một truyền thuyết về võ đang Trương Vũ Trần đã đạt tới cảnh giới này. Nhưng chưa ai thấy qua ông ấy.
Loại cao thủ truyền thuyết này có thể đem nội lực bước vào lòng bàn chân sau đó bắn ngược lên mặt đất để người có thể trượt đi. Đương nhiên, đây cũng không phải là bay. Cùng loại với nguyên lý thủy phi cơ, làm nội lực bước khỏi lòng bàn chân khi hạ xuống tạo phản lực lên mặt đất sẽ đẩy người đi về trước thôi. Tiên thiên vô cực, nội tức những người đó khác chúng ta, bọn họ có thể sinh sôi không ngừng. Thế nào là sinh sôi không ngừng, chính là hình thành một vòng tuần hoàn nội lực trong cơ thể. Nội lực chúng ta nếu đem bức như vậy thì một phút cũng không chịu nổi. Mà tiên thiên vô cực, người có thể tự tuần hoàn sinh nội lực. Tựa như một vòng tuần hoàn sinh thái bình thường, cơ thể chính là một máy móc đồng bộ. Cho nên, bọn họ mới có thể làm cơ thể trượt trên không trung mấy dặm. Đương nhiên, cũng không quá cao, nghe nói cũng chỉ mười mấy mét thôi. Đương nhiên, việc này, tôi cũng nghe nói vậy, thật sự mà nói, tôi cũng chưa từng thấy qua cao thủ loại thiên nhân này. Rốt cuộc có hay không loại cao thủ này, quả thực cũng không có tin chính xác. Có lẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi. Phí lão thái gia đến đây cũng hưng phấn. Vậy vị Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong là ai? Diệp Phàm hỏi. Mười câu thơ này đại biểu cho thiên hạ thập đại cao thủ, kỳ thật, thiên hạ ở đây chính là toàn thế giới. Giống như phía trên Lục Tôn Hoa Hạ chúng ta còn có Ngũ Cực. Mà Ngũ Cực cũng chỉ là Ngũ Cực của Hoa Hạ, còn chưa thể xếp vào hàng ngũ thiên hạ thập đại cao thủ. Cứ xem 10 câu thơ mà xem, mỗi câu đều liên quan đến một vùng đất. Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong, người này là người Hoa Hạ chúng ta, bởi vì Thái Sơn là ở Hoa Hạ. Mà gọi ông ta như thế bởi vì nội lực ông ta lớn vô cùng, nói ông ta có thực lực nâng cả Thái Sơn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là cách nói khoa trương mà thôi. Người sao có thể nhấc cả Thái Sơn, ngay cả tiên thiên đại năng cũng không có khả năng. Tuy nhiên, Lạc Trần Phong một trường xuất ra, phỏng chừng uy lực bằng cả mấy quả lựu đạn buộc chặt cùng chỗ cho nổ tung. Đó cũng là tương đối dọa người, ngẫm lại, ông ta tức giận tung ra một trường, chỉ một trường cũng có thể lấy mạng mười mấy người. Thực là lợi hại. Phí lão thái gia cười ha hả tán gẫu. Mà vị thứ hai phi chuông tuyết nha nha, sau từ là phi chuông đại biểu danh hiệu người này và phương thức tấn công. Cô này gọi là tuyết nha nha, cũng là người Hoa Hạ. Phỏng chừng, sở trường tấn công chính là dùng chuông. Vị thứ ba gọi là anh Hoa Y Tuyết Tiên. Người này là người nước Anh, tên là Y Tuyết Tiên. Thế nào tôi không rõ lắm. Vị thứ tư Lang Đức Mộng Lô Bảo La, là người nước Đức. Diêu Thái Dương Tương Điền Trì, nói đến Thái Dương thì người này có khả năng đến từ đất nước mặt trời mọc, đây là cao thủ nước Nhật. Người này nghe nói giỏi về thuật đô vật, bình thường đô vật phải là hai người rằng co cùng một chỗ mới có thể tấn công. Mà Tương Điền Trì là cao thủ thập nhị đẳng, ông ta không cần rằng co với người ta cùng một chỗ. Cách người ta hơn 10 thước là có thể lợi dụng nội lực như bàn tay dài ra. Lập tức có thể quăng người bay xa hàng trăm mét. Cháu ngẫm lại xem, người mà bị quăng xa như vậy có thể sống sót không? Lực đạo người ta cũng không thấp, ngay cả một cành cây hòn đá bị vung đi như vậy, phỏng chừng trăm mét thì cũng thành đá vụn. Vị thứ 6 xa xa đa bỉ khổ sáo. Nghe nói người này hiện nay là người Nga. Trước gọi Nga là đất nước của Sa Hoàng, cho nên gọi là Sa Sa Đa. Mà bỉ khổ sáo chính là tên ông ta. Tiếp theo là người kêu Thái Cực Huyết Phác Tín Đông, nghe tên phỏng chừng cháu có thể đoán ra điều gì có phải hay không. Phí Thanh Sơn giải thích cùng Diệp Phàm. Thái Cực Huyết Phác Tín Đông, có phải là người Hàn Quốc với lá cờ Thái Cực, Phác Tín Đông vốn là tên phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Phí Thanh Sơn gật gật đầu. Chương 1937, tiến vào khu vực số 5. Vậy cuối cùng hai vị Bồ Đề Tụng Cam Địa La khẳng định là người Ấn Độ. Ấn Độ là vương quốc Phật giáo, nghe nói cây Bồ Đề còn là quốc thụ của bọn họ. Pháp sư Mạc Trần Trần chắc hẳn là người nước Pháp, cùng La Phù. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, đây là ngoại truyện thiên hạ thập đại cao thủ. Bao quát toàn bộ 10 vị đẳng cấp thập nhị đẳng trên thế giới. Phí Thanh Sơn bộ dáng có chút nuối tiếc, lắc lắc đầu cười nói. Con còn chưa đạt tới trình độ bọn họ, có năng lực gì có thể nhìn thấy người như thế. Ví như Diệp Phàm mà nói, trước kia khi thân thủ được tam, tứ đẳng đột nhiên nhìn thấy cao thủ lục, thất đẳng chắc chắn kinh ngạc. Cảm thấy rất thần bí có phải hay không? Hiện tại thế nào, lục, thất đẳng ở trước mặt đã là chuyện nhỏ. Con hiện tại giao tiếp với người cửu đẳng. Đây chính là tôn ti trật tự ở Hoa Hạ. Thật ra, việc này cũng không thần bí. Phí lão thái gia cười ha hả. Ôi,
đẳng cấp 12, truyền thuyết, phỏng chừng những người đó mỗi người đều đã trăm tuổi. Diệp Phàm nói, cũng không nhất định vậy, không phải là họ, cũng khó nói. Tuy nhiên, tuổi cũng phải trên dưới 80, ít nhất cũng là vậy. Phí lão thái gia nói. Diệp Phàm đi rồi, Phí Thanh Sơn liếc mắt nhìn phụ thân một cái, nói. Hắn rất có khả năng sẽ đạt tới cao thủ thập nhị đẳng. Nhóc con này là một thiên tài đáng sợ nhất mà ta nhìn thấy, Thanh Sơn, con nói một chút, chúng ta đã gặp qua cao thủ cửu đẳng 27 tuổi sao? Cửu đẳng, đối với người luyện công mà nói, là giấc mộng cả đời. Chúng ta đều phải năm 60 tuổi mới đạt được trình độ này. Thời gian sau này của hắn còn nhiều lắm, đạt tới thập nhị đẳng. Đó là chắc chắn, có lẽ còn có thể làm chấn động truyền thuyết cảnh giới. Đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy hết. Phí lão thái gia có vẻ có chút nuối tiếc lắc lắc đầu. Con cũng như vậy, phỏng chừng cũng không chờ tới được ngày đó. Vẻ mặt Phí Thanh Sơn cũng không khác biệt lắm, anh ta liếc mắt nhìn cha mình một cái nói. Ôi, nhà chúng ta, con coi như là có chút thiên phú, có thể đạt tới bậc cửu đẳng, lúc cha còn sống hy vọng có thể nhìn thấy con đột phá tới thập đẳng. Mà lớp trẻ tuổi hơn trung niên, có nhất độ có hy vọng sẽ đạt tới trình độ của con. Cho nên, nhất độ cần phải thân thiết hơn với hắn. Đáng tiếc hắn đã đính hôn với cô bé nhà họ Kiều, bằng không, đáng tiếc. Phí lão thái gia nói hai lần đáng tiếc. Duyên phận trời định, không thể cưỡng cầu, cha cũng bất tất phải tiếc nuối. Về phần thập đẳng, con nghĩ, sinh thời, có thể đạt tới. Trong mắt Phí Thanh Sơn hiện lên một chút cố chấp. Buổi tối, mấy người Diệp Phàm lên máy bay xuất phát. Làm đủ giấy chứng nhận du lịch, về phần vũ khí và thiết bị. Đều có người tổ A thông qua con đường khác làm việc, điều này, thật ra không cần Diệp Phàm phải quan tâm. Tới đó tự nhiên có người tới đón, mà các đội viên chiến đấu đặc biệt của các quốc gia đều dùng cớ này để đến Sahara. Một đội viên là trong ba đồng chí vừa được chiêu mộ vào, mặt khác tổ A phái một người gọi là Đông Phương trợ giúp Diệp Phàm chấp hành nhiệm vụ. Đồng chí Đông Phương có quân hàm trung tướng, là cao thủ bát đẳng. Trước kia cũng là bảo vệ ngầm của đồng chí thủ trưởng số 1. Lần này tổ A hiện tại không có binh để điều, mà đồng chí hiệp trợ Diệp Phàm chấp hành nhiệm vụ cần phải có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Cho nên, tổ A đành phải mạo hiểm điều động nguyên lão Đông Phương ra. Đương nhiên, đề nghị này cũng là do chủ tịch Đường đề xuất. Có thể thấy được chủ tịch Đường đối với Mê Cung Sahara đúng là rất coi trọng. Đông Phương nhìn qua cũng là một lão già bình thường, trên dưới 50 tuổi. Hai gò má gầy, vẻ mặt ôn hòa. Tới Sahara rồi liên lạc với đồng chí tiếp ứng bên kia, sau đó mấy người thay đổi quần áo ngồi lên xe ngựa xuất phát. Các đội viện chiến đấu của các quốc gia đều mặc quần áo giống như khách du lịch giả tới cửa hàng mua chiến phục, là một ít đồ quân sự để dã ngoại. Thật ra không phải, quân phục này đều là màu xanh nhạt, nhưng thật ra do đặc điểm của sa mạc giống như vậy, người đi vào trong sa mạc, rất khó để phát hiện. Diệp Phàm hiểu được. Quân trang đặc thù này đều là thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất của tổ A. Không chỉ có thể tránh nóng mà còn có khả năng chống đạn, giữ ấm và ẩm. Thời tiết ở sa mạc có khi đặc biệt khô ráo, có thể giữ ẩm với nhóm đội viên mới có lợi cho việc duy trì sức chiến đấu. Tới bên ngoài khu vực số 5 rồi. Mấy người lặng lẽ chui từ trong xe ra sa mạc, nắm tay đồng chí lái xe, ra hiệu hãy bảo trọng. Cậu tử, chuyện phía dưới toàn bộ dựa vào chính các cậu. Xe chúng tôi không qua được, mục tiêu quá lớn. Từ khu số 5 đến khu số 1 diện tích rất lớn, đội viên các quốc gia đều là đi bộ vào. Thực phẩm và nước rất nhiều, đủ cho các cậu dùng nửa tháng. Thực phẩm là thực phẩm dinh dưỡng cao, có thể giúp mỗi người duy trì gần một tháng. Cho nên, về sau khi chiến đấu, chúng ta không thể tiếp tế tiếp viện bất cứ cái gì cho các anh. Toàn bộ dựa vào các anh ở sa mạc tìm được gì để sinh tồn, ví như thức ăn nước uống. Đặc biệt là nước, một khi có nguồn nước phải tiếp tế tiếp viện kịp thời. Liên lạc viên trên xe vẻ mặt nghiêm túc cùng đám người Diệp Phàm rông dài một phen, xe chậm rãi chạy đi rồi. Những việc này bọn người Diệp Phàm đều hiểu, nhưng người ta cũng là quan tâm mà nói thế thôi. Đi thôi, chúng ta trước mắt liên hệ với khu vực số 3 Thiên Trùng thật ra chính là nhân vật số 2 tổ A, tổ phó thường trực trung tướng Nghiêm Thế Kiệt, cao thủ bát đẳng. Tổ A khi chấp hành nhiệm vụ đều dùng biệt hiệu, như Diệp Phàm gọi là cầu tử, mà quan trọng nhất tổ thứ 7 từ tổ đặc nhiệm A do Thiếu tướng Đới Thành dẫn dắt đôn đốc, biệt hiệu người này là Ba Trùng.
Hơn nữa, tất cả nhóm đội viên đều chích thuốc nước vào cơ thể, sắc mặt thay đổi 1/3. Hơn nữa, tóc tai hiện tại thay đổi, ngay cả đồng sự cũng khó mà nhận ra. Đương nhiên, đội viên tổ A có cách liên lạc của chính mình. Ngôn ngữ sử dụng đều do tổ A nghĩ ra, hơn nữa không chỉ một bộ, có vài bộ tùy thời điểm mà dùng, để ngừa việc bị bộ đội nước khác phá giải. Bộ đội chiến đấu đặc biệt ở nước ngoài cũng có bản lĩnh như vậy. Nhưng thuốc nước chỉ có tổ A của Hoa Hạ là có. Tuy nhiên, nghe nói nước Mỹ gần đây cũng nghiên cứu ra dược phẩm đạt hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, so với tổ A, bọn họ dùng là dược phẩm hóa học, để lại di chứng khá mạnh. Mà tổ A làm chính là thảo dược thuần khiết, cho nên còn có hiệu quả trong việc giúp cho thân thể khỏe mạnh. Nghe nói phương thuốc nước này của tổ A nguyên bản là từ cổ mộ thời Trung Cổ còn gọi là thuật dịch dung của võ lâm cao thủ. Sau đó được nghiên cứu cải tiến bởi cao thủ tổ khoa học năng lượng. Tạo thành thảo dược dạng thuốc nước thuần khiết. Thiên trùng, có nghe thấy không? Đông Phương dùng thiết bị liên lạc gọi Nghiêm Thế Kiệt. Nhận được, các anh đã tới khu vực nào? Nghiêm Thế Kiệt hỏi. Vừa tiến vào khu vực số 5, tình hình Lão Vương thế nào? Có thể xác định ở khu vực số 3, ngày hôm qua có liên lạc một lần, nhưng không nhìn thấy người. Lão Vương đang chơi trốn tìm với đối thủ, còn bảo chúng ta không cần lo chuyện của Lão, nói đối thủ là cao thủ cửu đẳng, số người cũng không nhiều. Nhưng thực lực quá hùng mạnh, chúng ta phỏng chừng có thể đưa đồ ăn tới. Cho nên, Lão Vương vẫn yêu cầu chúng ta mau chóng liên lạc với ba trùng tiến vào trung tâm khu vực số 1. Mau chóng phá giải mê cung Sahara, chiếm lấy tài liệu. Thiên trùng Nghiêm Thế Kiệt nói, dừng một chút lại tiếp. Hiện tại thì tốt rồi, chúng tôi đã đánh giá được lực lượng bọn họ. Từ khu số 5 tới khu số 3 phải đi qua khu số 4, tình hình khu số 4 như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Không rõ ràng lắm, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm Lão Vương ở khu vực số 3. Tuy nhiên nhiều ngày như vậy vẫn không tìm thấy. Địa hình khu vực số 3 phức tạp, diện tích khu vực rất lớn, các anh phải cẩn thận. Thiên trùng Nghiêm Thế Kiệt thận trọng nói. Cất micro, sau đó Diệp Phàm liếc mắt nhìn Đông Phương một cái. Điều này toàn bộ phải dựa vào chính mình, tình hình khu vực số 4 họ cũng không rõ lắm. Phỏng chừng, khu vực số 5 này cũng là một khối xương cứng, không dễ gặp. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm trọng nói. Tác chiến sa mạc, có hỏi cũng vô dụng, dù là bọn họ hiểu được phần nào đó, nhưng khi bọn họ đi rồi phương diện này cũng lập tức thay đổi. Toàn bộ dựa vào chính mình mới là cách sinh tồn. Hơn nữa, diện tích khu vực lớn như vậy, khoảng cách tới 200-300 km, chúng ta nói là biển cát cũng không đủ hình dung. Ngay cả đi suốt ruột thì cũng phải mất 2-3 ngày. Chứ đừng nói bất cứ lúc nào cũng phải phòng bị đối thủ công kích. Ở trong khu vực này, bất cứ lúc nào cũng có thể tiềm tàng nguy hiểm. Chúng ta không biết được kẻ thù của chúng ta ẩn nấp ở đâu, có lẽ, ở ngay dưới lòng bàn chân chúng ta. Chờ anh đến gần người ta bùng lên công kích, có lẽ, người ta tránh ở xa đâu đó dùng súng trường chờ ngắm bắn chúng ta. Cho nên, nơi này phải nói chính là nơi tử vong. Tôi hy vọng tất cả mọi người hãy sốc lại tinh thần, nếu muốn sống hãy đi ra khỏi nơi tử vong này. Phải trợn to đôi mắt của các anh lên. Hễ thấy gì khả nghi là không thể qua loa, ngay cả rắn độc, bọ cạp ở sa mạc cũng có thể lấy mạng chúng ta. Đừng tưởng rằng trang phục như chúng ta là hoành tráng, thật ra, nơi đây rất dễ chết. Việc này, lại bị cho là cái gì? Đông Phương giải thích, 6 người tản ra thành tam giác bí mật đi. Vẫn là tôi đi đầu, các anh ở phía sau đi theo, gặp tình huống gì hãy nằm sấp xuống. Hơn nữa, tôi có kinh nghiệm về phương diện này. Đông Phương hướng về phía Diệp Phàm xin chỉ thị. Ông đi sau, tôi đi đầu. Diệp Phàm khoát tay dùng giọng điệu chân thật nói. Không được. Đông Phương kiên quyết lắc đầu. Cậu phải cứu Lão Vương ra, cứ như vậy mà đi rất nguy hiểm. Hơn nữa, không phải tôi mạnh miệng, ở trong sa mạc, ánh mắt tôi rất tốt. Cao nhân thôi mà, đều có ngạo khí, ngay cả đồng chí Đông Phương cũng không ngoại lệ. Ông xem 300 mét kia có cái gì? Diệp Phàm đột nhiên thản nhiên cười, chỉ vào điểm cách xa 300 mét nói. Thấy không rõ lắm, khá bình yên, hẳn không có đối phương ẩn núp. Đông Phương tại chỗ quan sát một hồi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Bởi vì là buổi tối, tuy nói có kính mắt kỹ thuật nhìn đêm, nhưng vì bảo vệ chính mình khỏi kẻ thù tấn công, cho nên, kính mắt đặc thù không được mở quá sáng.
bởi vì thiết bị nhìn đêm cũng dễ dàng làm lộ chính mình. Cho nên, để kẻ thù không thể phát hiện, khoảng cách nhìn đêm cũng không quá xa, hiệu quả cũng không thật tốt. 300 mét chỗ kia đang có một con côn trùng. Diệp Phàm chỉ vào chỗ cách 300 mét nói rất chắc chắn. Chương 1938, xử lý 5 kẻ địch cùng lúc. Làm sao có khả năng đó, hiệu quả nhìn đêm của cậu với của tôi không khác nhau lắm, chúng ta đều chỉnh ống nhòm về chế độ quan sát ban đêm phóng đại cỡ 3x. Đông Phương lắc lắc đầu, căn bản là không tin Diệp Phàm có thể quan sát thấy một con chuột sa mạc ở khoảng cách xa tới 300 mét. Dù cho là ban ngày phỏng chừng cũng có chút khó khăn, bởi vì con chuột và hạt cát màu sắc không khác biệt lắm, nó lại nằm trong cát thì sao cậu ta có thể phát hiện ra được. Những đồng chí mới tham gia tác chiến cùng như Ngưu Thông cũng mở to mắt ra quan sát phía bàn tay Diệp Phàm vừa chỉ, sau đó ai nấy đều thầm lắc đầu, cho rằng điều đó là không có khả năng. Chưa tin thì chúng ta cứ đi xem thử. Diệp Phàm cười, tay vừa động, bóng ngọn liễu diệp đao đã chợt lóe lên, từ chỗ cách đó 300 mét chợt truyền đến vài tiếng kêu xèo xèo thảm thiết, mấy người nhanh chóng chạy lại, liền phát hiện một con chuột sa mạc bê bết đầy máu, bốn chân đều bị mảnh tiểu đao chém đứt. Thân mình mấp máy trên đống cát thật là đáng thương. Cậu làm sao thấy được nó? Trên mặt Đông Phương hiện lên một tia kinh hãi. Mắt thần. Ngưu Thông không khỏi khen thầm một câu, vài đội viên cũng không khỏi lộ ra ánh nhìn khiếp sợ. Một là vì nhãn lực của Diệp Phàm, còn thứ hai đương nhiên là vì kỹ thuật phi đao. Khoảng cách 300 mét vào buổi tối ngay cả dùng ống ngắm của súng thì độ chính xác cũng khó mà đảm bảo có thể đánh trúng con chuột sa mạc này chứ đừng nói đến chuyện dùng mảnh tiểu đao mỏng như cánh ve kiểu đó. Ha ha ha! Diệp Phàm cười thần bí, rồi tiến lên phía trước. Đương nhiên, Diệp Phàm dẫn đầu đi trước, Đông Phương cũng không kiên trì chủ trương của chính mình nữa mà cam tâm theo phía sau. Tuy nhiên, dọc đường đi lão già này vẫn còn suy tư về việc Diệp Phàm có phải là có sở hữu thiết bị đặc chế của tổ A không? Tuy nhiên, trong lòng Đông Phương cũng thầm cho là không phải. Không có khả năng đó, nếu Tổ A đồng ý bán cho Diệp Phàm, vậy ông ta là một trung tướng Tổ A, một nguyên lão thì cũng không thể không có phần. Cuối cùng, đồng chí Đông Phương chỉ có thể quy kết là vì đẳng cấp võ công của Diệp Phàm cao, cho nên, nhãn lực mới tốt hơn mình. Lão đâu có hiểu được Diệp Phàm có ưng nhãn nhạy bén và khả năng phát ra khí lực để thăm dò. Với sự trợ lực của thiết bị quan sát ban đêm, cặp mắt của Diệp Phàm có thể so với mắt sơn ưng cũng không có gì là lạ. Đồng chí Đông Phương đương nhiên có chút buồn bực, sự việc lần này, với đẳng cấp nhiều đó của Đông Phương, quả thật là vô dụng. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu được, đồng chí Đông Phương muốn xung phong, đương nhiên là nhận phần nguy hiểm lớn nhất về phần mình. Súng hay bắn chim đầu đàn, đồng chí đi ở phía trước đương nhiên nguy hiểm hơn ở giữa rất nhiều. Mà đồng chí Đông Phương tuy là nguyên lão, nhưng trong đội này Diệp Phàm mới là chủ soái, hơn nữa là quân chủ lực đọ sức với cao thủ cửu đẳng của kẻ thù. Đồng chí Đông Phương làm như thế, chủ yếu là để bảo vệ chủ soái là hắn. Suốt đêm không phát hiện gì đặc biệt, nhưng thần kinh mấy người bọn họ cũng không dám lơi lỏng lúc nào. Hành động ban ngày thì thong thả hơn nhiều, bởi vì, mục tiêu ban ngày rất rõ ràng. Trời nắng to với bức xạ thẳng đứng thế này, rất dễ phát hiện nếu có kẻ tiếp cận trong phạm vi mấy dặm. Giữa trưa là thời điểm nóng bức nhất, mọi người liền tạm nghỉ ngơi ở cồn cát. Khoảng tầm 3 giờ chiều, đám người Diệp Phàm lại bắt đầu dấn bước, không có cách nào khác, thời gian không chờ đợi. Chỉ cần đám người bên mình tới trễ một phút, Lão Vương sẽ lại thêm phần nguy hiểm. Vách đá phía trước hình như có ký hiệu. Lúc này, Diệp Phàm nói với Đông Phương qua bộ đàm. Tất cả ẩn nấp, tạm quan sát đã rồi nói sau. Đông Phương đề nghị. Diệp Phàm hạ lệnh xong rồi chính mình cũng tìm một tảng đá để ẩn nấp, dùng kính viễn vọng quan sát vách đá kia. Diệp Phàm cách xa chỗ Đông Phương tới khoảng 500 mét. Cậu có phát hiện gì không? Đông Phương hỏi. Hình vẽ ký hiệu trên đó có chút mơ hồ, lung tung lộn xộn lắm, hình như có chỗ hơi giống vẽ trâu bò, búa rìu cung tiễn cũng có thì phải. Diệp Phàm đáp. Không có gì kỳ quái, Sahara có những bức nham họa có từ thời kỳ sử dụng châu nước. Ước chừng từ năm 3500 đến năm 8000 trước công nguyên, những bức tranh đá này chủ yếu là ở Đông Nam Algeria, Cộng hòa Chad và Libya. Áng chừng những bức tranh này được tạo ra vào khoảng năm 1000 đến năm 8000 trước công nguyên, sử dụng hỗn hợp sữa động vật và thuốc màu đem vẽ lên vách đá. Những động vật trong tranh bao gồm trâu, voi, hà mã và tê giác.
Bức tranh người trong vật thường xuyên mang mũ đội đầu hình nồi, sử dụng côn bổng gậy gộc, búa rìu, cung tiễn, cầm côn bổng ném mạnh ra tấn công con mồi, tuy nhiên, không phát hiện bức tranh nào có cảnh ném lao. Hơn nữa, cậu vạn lần không được sơ suất, thủ đoạn tấn công của kẻ thù là vô cùng vô tận. Có khi, cậu mới phát hiện phía xa xa có bức tranh đá, bọn họ đã lợi dụng vách đá để ngụy trang bản thân từ đầu rồi. Chờ cậu đến gần, nằm trong tầm ngắm của người ta, lúc đó cậu có muốn trốn cũng không kịp. Đông Phương thận trọng giải thích, tác chiến trên sa mạc, Diệp Phàm quả đúng là không có nhiều kinh nghiệm. Để tôi quan sát lại kỹ một chút, nếu không có gì đặc biệt thì tôi sẽ lên trước thử xem. Diệp Phàm nói, Ưng Nhãn xuất toàn lực dò xét, ước chừng một tiếng trôi qua, Diệp Phàm không còn kiên trì được nữa. Bởi vì, thi triển Ưng Nhãn cũng cần nội tức, phải đem nội lực dồn vào mắt mới thi triển được, cho nên, nếu dùng trong thời gian dài cũng sẽ tương đối mệt mỏi. Diệp Phàm đang muốn tiến lên thì cũng là lúc phát hiện một biến đổi rất nhỏ. Hắn phát hiện trong một bức tranh trên vách đá, có một dã nhân hình như hơi động đậy. Diệp Phàm điều chỉnh kính viễn vọng đến mức cực đại, nửa giờ sau rốt cuộc cũng phát hiện ra manh mối. Trong bụng chửi thầm, địch nhân chó chết, cũng không biết là người nước nào. Không ngờ lại có thể dán mình lên vách đá, bọn người kia cũng thật là lợi hại, không ngờ có thể kiên trì trong thời gian dài như thế. Phỏng chừng lúc trước đã phát hiện đoàn người Diệp Phàm tiến lại đây, cho nên, bọn người kia nghĩ đến việc xuất kỳ bất ý mà mai phục tấn công. Nghe Diệp Phàm nói xong, Đông Phương bảo. Cao thủ này phỏng chừng là đội viên chiến đấu đặc biệt của Ả Rập. Bọn họ thường xuyên huấn luyện ở sa mạc, cho nên mới có thể kiên trì lâu như thế dưới ánh mặt trời, âu cũng là chuyện bình thường. Sa mạc đối với bọn họ mà nói quen thuộc hơn chúng ta nhiều lắm. Nơi đây giống như nhà của họ vậy. Cho nên, nếu chúng ta đối đầu với bọn họ thì sẽ không có ưu thế. Tôi thấy vẫn cứ nên chờ đợi, đấu trí với bọn họ, ai không kiên trì được thì sẽ xong đời trước. Đông Phương đề nghị. Không thể đợi thêm nữa, vừa rồi tôi có nhận được tin tức do Tình Thứ gửi đến. Nói là đã phát hiện được tín hiệu cho thấy Lão Vương vẫn còn sống. Hình như tình hình tương đối không ổn lắm, Lão Vương cùng đối thủ tỷ đấu lâu như vậy, vốn đã bị thương, chỉ sợ không trụ được bao lâu. Yêu cầu chúng ta nhanh chóng tiến vào khu vực số 3. Tôi lo lắng, nếu thiên trùng, bọn họ thật sự vì cứu Lão Vương mà mạo muội tới gần rồi bị cao thủ cửu đẳng của đối phương tấn công. Đội 3 tuy nói có 8 người, nhưng, bản lĩnh cao nhất cũng chỉ là Tình Thứ là người đạt đến bát đẳng tầng thứ 2. Thêm vào đó chỉ có thiên trùng là bát đẳng, các đồng chí khác chỉ là ngũ hay lục đẳng. Như vậy cả tổ có hợp lại thì khi thực sự gặp phải cao thủ cửu đẳng, phỏng chừng chỉ cần 2 người là có thể thoải mái thu phục rồi. Diệp Phàm có vẻ hơi lo lắng nói. Còn Tình Thứ, kỳ thực chính là Vương Nhân Bàng. Người này ham thích phụ nữ, ngay cả ngoại hiệu cũng mang theo một chữ tình. Lúc đầu Diệp Phàm nghe xong thực sự cũng hết chỗ nói. Vậy cậu nhớ cẩn thận một chút. Đông Phương bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm quan sát địa hình xung quanh, phát hiện bức họa trước mắt cách chỗ hắn khoảng 1.500 mét. Nếu kẻ thù sử dụng súng trường uy lực lớn để bắn tỉa e rằng chính hắn sẽ bị bắn rụng như nút chai. Tuy nhiên, nếu mấy tên đó dán mình trên bức họa để ẩn nấp, trong tay bọn họ nếu có súng trường ngắm bắn thì hẳn cũng không cầm trên tay. Rất có khả năng là giấu trong đống cát. Nếu có thể nắm lấy cơ hội này, đột phá xông tới đằng trước bọn họ. Liễu Diệp phi đao của hắn có thể đạt được phạm vi khoảng cách tấn công trên dưới 500 mét. Chỉ cần có thể vọt đi như sét đánh tới khoảng cách 500 mét và dùng phi đao đánh chết bọn họ. Rất có khả năng sẽ đối phó được với tất cả. Diệp Phàm vật tức điều khí một hồi, lại lặng lẽ phủ một ít cát lên che chắn cơ thể. Bộ dáng có vẻ vô cùng cẩn thận bắt đầu cong lưng chậm rãi trườn lên. 100 mét, 200 mét, 300 mét, 400 mét, đối phương vẫn chưa có động tĩnh. Phỏng chừng, bọn họ muốn mình tới khoảng cách 500 mét mới ra tay. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, vẫn là chọn phương pháp đi tới từ từ. Làm như vậy sẽ tốt hơn vì dù bọn họ đột nhiên lấy súng công kích, hắn chỉ cần náu mình xuống cát cũng có thể an toàn. Tiến tới khoảng cách 800 mét, Ưng Nhãn Diệp Phàm phát hiện. Bóng dáng trên vách đá hơi giật giật, phỏng chừng chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên dùng lực cất một bước lớn. Triển khai thế chim ưng, mượn lực dưới chân, bốc lên. Lập tức liền trở mình vọt tới một tảng đá có độ cao trên 5 thước. Sau đó,
Trong nháy mắt Diệp Phàm lại đạp thẳng xuống tảng đá để mượn lực bay vọt lên trời. Thi triển hổ ưng công của nhà họ Phí, như một con chim hăng hái bay vọt đi, trong nháy mắt đã đến trước vách đá. Bàn tay lão Diệp bốc sẵn một nắm cát ném ra, lập tức, cát bụi mịt mù che trời phủ đất bắn về phía vách đá. Đối phương quả nhiên kinh hãi, lập tức từ vách đá bắn ra. Súng lục trong tay nhắm vào Diệp Phàm ở trên không trung. Tuy nhiên, bọn họ hiển nhiên không có bản lĩnh giết chết Diệp Phàm, động tác không có nhanh như vậy. Chỉ cảm thấy vầng dương lóa lên, trước mắt một luồng sáng bay vụt qua. Veo, veo veo. Mấy âm thanh chói tai rít lên, liễu diệp phi đao của Diệp Phàm đã sớm đã ẩn mình trong đám cát bụi phóng ra. Vài giây trôi qua, phía dưới truyền đến vài tiếng trầm đục. Chắc chắn chúng đao, mà Đông Phương Nhân lúc Diệp Phàm tung ra nắm cát cũng nhanh chóng dẫn theo mấy người tiến lên mấy trăm mét. Ba ba ba. Diệp Phàm bồi xuống thêm mấy quyền cước. A, à, một ưng câu quyền đánh ra lập tức khiến cho một người Ả Rập mũi to nát bét cả cằm. Ngay cả khóe miệng cũng nứt toét ra một nửa. Người này há hốc nửa phần mồm miệng còn lại rồi ngã xuống. Phía bên kia cũng được hắn chăm sóc ngay không chậm trễ bằng một cước đi xuống. Diệp Phàm đã tung cú đá thật lực vào chỗ đúng quần của tên kia. Máu tươi phía dưới lập tức bắn ra, ngay cả quần đặc chế cũng bị xé ra một nửa. Phỏng chừng, chúng trưởng này chắc chắn là có món trứng ốp la. Bịch, Diệp Phàm đã ra thêm một cú đá hậu kiểu bọ cạp, một tên phía sau đang mò lấy súng lãnh chọn cước này trực tiếp dính bẹp vào vách đá. Trên đầu tên đó lập tức nở hoa, hai con người bay ra như hoa rụng, bép một tiếng bay thẳng vào phần mặt hình một dã nhân trên vách đá, bỗng lại khiến dã nhân đó rụng xuống như sung. Còn về phần hai gã đã lấy được súng, Diệp Phàm khoát tay tung phi đao ra, súng liền rơi phịch xuống. Hơn nữa, bàn tay hai tên này cũng máu chảy ròng ròng rơi xuống cạnh đó. Đợi khi Đông Phương dẫn theo 5 đội viên tới trước vách đá. Phát hiện phía trước bức bích họa là 5 thân người đang giãy giụa. Trên mình mỗi tên đều là máu tươi, mà tay chân toàn bộ đã bị chặt đứt, có tên còn bị phạt đứt lìa cả cánh vai. Chương 1939, một mũi tên trúng hai đích. Có tên đầu như quả dưa hấu to bị một tảng đá đập nát. Vách đá trong vòng mấy chục mét đều là máu chảy lênh láng. Tổng tư lệnh Diệp xuống tay rất độc, hiển nhiên, 5 tên này đã mất đi khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, không đợi bọn họ có bất cứ hành động nào khác. Gần như cùng một kiểu, 5 người miệng nôn ra một bụng máu đen, đầu ngoặt về một bên, chết. Mẹ nó, vẫn chậm mất một bước, cắn thuốc độc chết rồi. Diệp lão đại ảo não mắng một câu, nhấc chân đá một thi thể trong đám đó. Thi thể đó lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Hai, chỉ cần bị bắt thì đều là kết cục như vậy. Chúng ta thì cũng như vậy, rất khó moi được cái gì từ miệng bọn chúng. Cũng không nhất thiết phải so đo, mọi người làm việc gì cơ chứ. Không thể nào giữ lại người sống mà. Đông Phương thế nhưng lại nói ra điều đó với vẻ mặt lạnh lùng. Mà đám người Ngưu Thông Trương Võ mới tới bất chợt lại cảm thấy buồn nôn, người nào người nấy uẹ uẹ kêu lên, nghe chừng có vẻ muốn nôn. Tuy nhiên, vài đồng chí tố chất tâm lý xem ra cũng được, sau khi bị quay cuồng đầu óc trong phút chốc mới hồi phục lại được. Bởi vì, hiện trường này giờ đã trở thành lò sát sinh. Mấy cậu vừa tới vẫn chưa thích ứng được, thấy nhiều rồi sẽ cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ cả. Đông Phương nói, an ủi mấy tân binh. Thực ra cũng không có gì, các cậu sợ cái gì thì nhìn cái đấy nhiều vào. Ví dụ như mặt người này đã bị nát như quả dưa hấu. Cậu qua đó sờ sờ bóp bóp là được. Lần sau lại gặp phải chuyện như thế các cậu nhất định sẽ ít sợ hơn một chút. Một khi đã gia nhập quân đoàn đặc nhiệm quốc gia, các cậu phải chuẩn bị tư tưởng thật kỹ mới được. Sau này, những trường hợp như thế sẽ gặp rất thường xuyên. Chỉ có luyện đến mức Thái Sơn đổ xuống đầu mà sắc mặt vẫn không thay đổi, mới có thể nâng cao khả năng chiến đấu của các cậu. Diệp Phàm ngược lại thản nhiên cười một tiếng, khích lệ mấy đồng chí đi thử nghiệm một chút. Tôi thử xem. Ngưu Thông từng làm ở quân đoàn bộ đội biên phòng, có lẽ cũng từng giết kẻ xấu. Thế nên lá gan to hơn một chút. Tuy nhiên, vẫn phải cau mày đi qua đó nghịch thi thể. Đám người Trương Võ do dự một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diệp lão đại nhìn chằm chằm mình. Mấy cậu cũng không còn cách nào, đành phải đi lên, lần mò mấy cái thi thể giống như một bác sĩ giải phẫu. Thời chiến, nếu như không có một tố chất tâm lý tốt, các cậu chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Tôi đây là đang suy nghĩ cho mấy cái mạng nhỏ của các cậu đấy.
Diệp Phàm nghiêm mặt, lạnh lùng hừ, nói. Đã rõ. Năm người đứng lên, sau khi chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, đáp lại rất dứt khoát. Bởi vì, bọn họ đã bị thuyết phục bởi kỹ thuật thần kỳ của Diệp lão đại. Không cần nói gì khác, chỉ một chiêu thức phi đao cũng đã khiến người ta phải choáng váng. Bảy người tiếp tục đi về phía trước. Cũng nhờ tiến sĩ Rai đã tạo nên kỳ tích cho chúng ta. Lúc này, tổ trưởng Brown của đặc tổ Hải Lang của Mỹ đang ngậm tẩu thuốc, liếc nhìn tổ phó Rockbridge một cái, như có chút cảm thán mà nói một câu. Vâng, IIC hàng năm đều có thể sáng tạo ra kỳ tích. Tuy nhiên, kinh phí chúng ta trích ra cho bọn họ cũng không phải là ít, số tiền lương đạt đến mấy trăm nghìn USD mà đám tiến sĩ chuyên gia này nhận được mỗi năm, nếu không làm ra được vài thứ thì chúng ta giữ bọn họ lại làm gì nữa. Tổ phó Rockbridge thản nhiên hừ một tiếng, nói. Tư Bì Lang dạo này thế nào? Brown hỏi, không khỏi cho mày. Ha ha, tổ A luôn đối đầu với chúng ta, phỏng chừng lần này dùng câu nói chuyên nghiệp mà người Trung Quốc họ từng nói. Chính là kiềm lư kỹ cùng. Tổ phó còn lại David mặt đầy vẻ vui mừng khi kẻ khác gặp họa, nói. Tư Bì Lang đã bị trọng thương, còn át chủ bài thần bí nhất tổ A, cái lão già ấy phỏng chừng cũng đã già lắm rồi, không ngờ còn có thể ra chiến trường. Xem ra. Hoa Hạ lần này thật sự không còn ai nữa. Cả món hàng ở đáy kho cũng phải mang ra. Chúng ta nhất định phải cắn thật chặt, tiêu diệt hoàn toàn cái lão già kia. Chắc chắn, trải qua mười mấy năm, tổ A không còn là địch thủ lớn nhất của Hải Lang chúng ta nữa. Tiếp đây sẽ là thời đại minh chủ của Hải Lang chúng ta. Tiếng cười của Rockbridge như quả gọi mùa xuân, khăng khắc không ngừng. Đúng, lần này xem ra Hoa Hạ thật sự đã không còn ai. May sao chúng ta còn đào tạo được hai cao thủ về dược phẩm. Bọn họ đều đã đạt tới cửu đẳng, hiện giờ đang hợp lực cùng SPUP tìm giết con át chủ bài của tổ A, đã trải qua mấy mươi trận đọ sức. Xem ra, lão già kia cũng sắp xuống hố rồi, có muốn xử lão ta cũng phải xử ở Sahara. Nơi đó, chính là mộ của lão, amen, át chủ bài, lão yên nghỉ đi nhé. Brown nói đến đây, không ngờ còn làm dấu chữ thập trước ngực. Tôi còn nhận được tin tức mới nhất, nghe nói, để cứu lão át chủ bài đó ra, tổ trưởng tổ A của Hoa Hạ Lỗ Tiến cũng phải ra chiến trường, hơn nữa, trên người chúng mấy chục nhát dao, bây giờ, phỏng chừng cũng sắp đi đời rồi. Rockbridge cười hô hố không ngừng. Không thể nào, người đứng đầu tổ A sao có thể ra tiền tuyến được cơ chứ? Cho dù đồng đội phía dưới tổ A có chết hết, cũng không đến lượt Lỗ Tiến ra trận chứ? David có chút không tin nổi, nhìn Rockbridge. Lời đồn khẳng định có tính chân thực nhất định, bằng không, sao có thể không truyền đến tai tổ trưởng Brown của chúng ta điều gì đó, mà là Lỗ Tiến của tổ A như thế nào rồi? Rockbridge thản nhiên hừ một tiếng. Cũng có lý, David tiền gật gật đầu. Có điều, đối thủ ám sát bọn họ lần này đã điều tra rõ chưa? Brown vừa chuyển đề tài, mặt đầy vẻ nghiêm túc, hỏi. Chắc chắn là đối thủ cũ của chúng ta, cao thủ từ quốc gia cách vách Hàn Quốc ra tay. Bọn người đó thực không phải nham hiểm bình thường, không ngờ lại muốn một tay diệt sạch chúng ta. Rockbridge nói có chút tức giận. Không thể nào đâu, nghe nói bọn họ không phải bạn tốt của chính phủ Hoa Hạ. David có chút không tin, lắc đầu. Bạn tốt, đồng minh gì gì đó, vì lợi ích cá nhân, trong chớp mắt liền có thể trở thành kẻ địch. Anh em còn tương tàn, vợ chồng còn phản bội, cha con còn đánh nhau nữa là, nói gì đến cái gọi là đồng minh chó má ấy. Đối mặt với những tài liệu về một vài lĩnh vực nào đó có ảnh hưởng sâu xa đối với an toàn quốc gia, quan hệ đồng minh sẽ rất mong manh. Brown cũng lắc đầu, có chút cảm thán, ông liếc nhìn hai người một cái, lại nói tiếp. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng là do cao thủ của các quốc gia không thân thiện lắm như Iran làm. Cao thủ cửu đẳng tuy nói là khó tìm, nhưng mỗi quốc gia đều có thể có đến vài người. Vẫn còn có khả năng như vậy. Nếu như muốn tiêu diệt hết cao thủ của chúng ta và Hoa Hạ, có phải là do đối thủ của chúng ta Đông Lạp làm hay không? Tổ chức Đông Lạp là một tổ chức khủng bố, chuyên làm những việc giết người phóng hỏa, việc thích nhất là làm bom thịt người. Nước Mỹ rất nhiều nơi đã bị bọn chúng làm nổ, bây giờ nói đến Đông Lạp, Brown đã cảm thấy đau đầu. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng vì tìm kiếm kẻ cầm đầu của Đông Lạp mà phải lo lắng suy nghĩ rất nhiều. Không những lục soát toàn diện dưới đất. Mà còn có cả vệ tinh trên trời lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Mặc kệ, trước tiên cứ tiêu diệt át chủ bài của tổ A đã rồi nói sau.
Tôi tin rằng, một khi ba đại cao thủ của chúng ta liên kết lại, lão già đó tuyệt đối sẽ không trở về được. Hơn nữa, nghe nói người từ đội thứ ba của tổ A cũng vừa tới. Vừa hay có thể tiêu diệt hết. Tổ A, sau trận chiến này có lẽ sẽ trở thành lịch sử, ha ha ha. David Tiền cười sung sướng, như thể tổ A thực sự đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, cũng không thể quá mức lạc quan. Hoa Hạ là một đất nước rất thần bí, từ cổ đại đến bây giờ, về lĩnh vực chiến tranh vũ lực, bọn họ xứng đáng là quốc gia đứng đầu thế giới. Chúng ta có cao thủ đào tạo sử dụng dược phẩm, chẳng lẽ bọn họ không có? Về lĩnh vực dùng dược, tổ tiên của bọn họ còn hiểu rõ ứng dụng của những thứ này sớm hơn chúng ta đấy. Chẳng qua là do tốc độ hơi chậm, hiệu quả không thể tốt thôi. Vẻ mặt Brown lại trở nên ngưng trọng. Tôi thấy cũng không chắc, thuốc của chúng ta lấy từ tảng thiên thạch ngoài trái đất lần trước rơi xuống xà lạp cách ưng đảo. Thành phần hóa học này không thấy trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, chúng ta gọi nó là cơ thiết. Nếu như chúng ta công bố nó, tổ trưởng Brown ông lập tức có thể đến Thụy Điển nhận giải Nobel rồi. Mấy loại hoa cỏ gì đó mà người Hoa Hạ làm, vốn gọi là thuốc đông y gì đó có tác dụng gì? Chữa bệnh chậm như thể con trâu già kéo cái xe nát. Hơn nữa, ăn vào còn đắng muốn chết, chẳng có tác dụng gì đáng kể. David cười, nói, trên mặt đầy vẻ khinh miệt. David, đừng quá lạc quan. Nói tổ A lần này bị tổn thất nặng, đúng là như vậy. Nhưng nếu như nói tiêu diệt hoàn toàn tổ A, đó là điều không thực tế. Rodriguez liếc nhìn David một cái, thản nhiên hừ một cái, nói. Mọi thứ đều có khả năng. Chúng ta tiêu diệt bọn họ chỉ còn lại một hai lãnh đạo chủ chốt, đó còn không phải là tiêu diệt rồi sao? Hơn nữa, chúng ta cũng đang âm thầm hành động. Nghe nói trong quân đội Trung Quốc cũng có người chủ trương giải tán tổ A, nói rằng cơ quan tổ A này tái cơ cấu, chi phí mỗi năm dành cho 20 quân đoàn cũng không bằng kinh phí đập vào tổ A. Vậy nên, không bằng nhập vào với quân đội của Cục Tình báo và Cục An ninh Quốc gia. Một là tiết kiệm được kinh phí, hai là cũng giảm bớt cơ cấu. David nói, đầu mấy tên này bị ẩm IC rồi phải không? Tôi thấy, điều này không có nghĩa nói tổ A vô dụng. Ngược lại, lại càng làm rõ vai trò đặc biệt của tổ A. Cái tên đó chẳng qua là đang ghen ghét mà thôi. Chúng ta đều hiểu rõ, người Trung Quốc đặc biệt rất trọng sĩ diện. Mà kẻ mắc bệnh ghen tị cũng rất nhiều, kẻ không làm thì ý kiến với kẻ làm sau khi bị ý kiến thì cuối cùng cũng không làm nữa, đến cuối cùng, toàn bộ đều không làm nữa. Mấy người đó ấy á, chẳng qua chỉ là ghen ghét mà thôi. Rodriguez nói, giải tán tổ A là việc không thể nào, lãnh đạo đứng đầu tổ A chính là nguyên thủ đứng đầu Hoa Hạ, mà bọn họ gọi là chủ tịch. Tổ A, thực ra chính là bộ đội hoàng gia thuộc về chủ tịch và do đích thân chủ tịch quản lý, có nhiều ích lợi đối với sự củng cố và sự ổn định chính quyền Hoa Hạ. Tất nhiên, bọn họ cũng có rất nhiều chính sách gây cản trở. Quân đội và tổ A vừa hỗ trợ lẫn nhau. Vừa là đối địch, căn bản đã lẫn vào nhau rồi, muốn phân chia rõ ràng cũng không thể rõ ràng được. So sánh với Hải Lang chúng ta, tình trạng cũng tương tự. Bề ngoài chúng ta thuộc về CIA, kỳ thực, trong nhân viên của chúng ta có người từ quân đội của Lầu Năm Góc. Anh có muốn kết hợp lại, thì cũng không có khả năng. Đạo lý trên đời này là như thế, phỏng chừng, bộ đội anh em của chúng ta cũng là như thế. Brown nói xong, liếc nhìn hai người một cái. Lại nói tiếp. Hơn nữa, kỹ thuật quốc gia của Hoa Hạ bắt nguồn từ rất xa xưa. Con số cao thủ còn ẩn núp trong dân gian tuyệt đối không thấp, bọn họ là một đất nước có dân số rất đông, đồng thời cũng là một nước có rất nhiều cao thủ. Giống như các môn phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Thanh Thành, La Phù vẫn còn tồn tại, trong những môn phái cổ xưa này vẫn còn một số lượng cao nhân nhất định. Kỳ thực, bọn họ chính là môi trường đào tạo nhân tài miễn phí cho tổ A. Người Trung Quốc rất thông minh, quốc gia không phải bỏ tiền bỏ sức để đào tạo cao thủ. Đến thời chiến, chỉ cần một lệnh kêu gọi ra trận là có thể khiến bọn họ bán mạng cho anh. Ngoại trừ bọn họ, còn có một số gia tộc lớn. Giống như ngũ cực mà Hoa Hạ vẫn lưu truyền, Hoa Hạ lục tôn, Hoa Hạ tứ tú phía dưới. Những thiên tài kiệt xuất này đều là con em của các đại gia tộc. Chương 1940, chúng ta đánh tiếp. Lại làm hỏng rồi. Bát cách. Tổ trưởng tổ thần đạo Nhật Bản, Fujiwara Astoria sau khi đập tay xuống bàn, liền hung hăng dụi tắt điếu thuốc đang cầm trong tay vào cái gạt tàn. Phó tổ trưởng Sơn Bản Thập Bát Lang cũng không khác gì,
anh ta thích hút thuốc Trung Hoa, nói. Đừng nóng vội, vẫn chưa hỏng hẳn. Tên át chủ bài Hoa Hạ kia không phải là bị chúng ta làm nổ bị thương. Ngay cả Từ Bì Lang cũng chỉ còn có nửa cái mạng. Lần này không khiến bọn họ tất cả bị nổ chết, thật sự là đáng tiếc. Tuy nhiên nghe nói nước Mỹ đồng minh của chúng ta đã phái mấy người làm ngành dược phẩm đi tấn công tên át chủ bài của Hoa Hạ rồi. Tôi nghĩ, bọn họ chắc chắn đã hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải khiến lão già kia không thoát khỏi Sahara được. Mẹ nó, lão già này đã giết không ít cao thủ tổ thần đạo chúng ta. Để Hải Lang và Tổ A đấu một phen sống chết với nhau đi. Chúng ta đợi nhặt xác họ là được. Lúc này đây, tốt nhất là khiến bọn họ đều xong đời. Đến lúc đó, chúng ta, ha ha. Fujiwara Astoria trên mặt lạnh như băng, miệng hừ nói. Đến lúc đó, đội cảm tử của chúng ta sẽ là nước có đội đặc chiến đứng đầu. Ha ha. Sơn bản thập bát lang điên cuồng mỉm cười. Ôi, lần này chúng ta cũng hy sinh sức mạnh lớn nhất rồi. Bỏ ra 1 tỷ yên mới mời được tiên sinh ma cách điền bang của gia tộc ma cách. Cao thủ cửu đẳng, mẹ nó, chẳng qua là cao thủ ăn tiền. Anh ta ra một quyền đã bằng tiền lương vài năm của tôi rồi. Fujiwara Astoria có chút bất bình hừ nói. Biết làm sao được, người ta là cao nhân. 1 tỷ yên mà người ta còn chưa muốn tới. Hơn nữa, nếu không nợ tổ thần đạo chúng ta một mối ân tình thì anh ta cũng chẳng ra tay. Sơn bản thập bát lang hừ nói. Đội thứ 3 đã tới địa điểm chỉ định chưa? Fujiwara Astoria đột nhiên hỏi. Mới tới địa khu số 4, đang tới gần địa khu số 3. Một khi tới, chỉ cần phát hiện bóng dáng tên át chủ bài Hoa Hạ kia, chúng ta chính là dùng bom thịt người cũng phải nổ chết ông ta mới được. Sơn bản thất bát lang trên mặt hiện lên một tia tàn ác. Ừ, cao thủ như vậy chết đi một người, có thể tương đương với cả nửa tổ đặc nhiệm A. Xem tổ đặc nhiệm A còn dám ra mắt làm lão đại trước mặt chúng ta nữa không? Lần trước trận chiến ở đảo Glasgow, chúng ta chẳng còn mặt mũi nào, tôi cũng xấu hổ không dám báo cáo với thủ tướng. May là thủ tướng không truy cứu, lại còn cấp thêm khoản kinh phí, mới khiến chúng ta khôi phục được chút nguyên khí. Tuy nhiên, tên cao thủ trẻ tuổi thần bí của tổ đặc nhiệm A lần trước xuất hiện ở đảo Glasgow lần này có tới Sahara không? Tổ tình báo nói sao? Fujiwara Astoria hỏi. Không điều tra được, tôi nghĩ, lần này tổ đặc nhiệm A đã không còn binh mà điều động nữa. Người thanh niên kia, nhất định sẽ lại tới. Đúng lúc, một lưới tóm gọn toàn bộ. Sơn bản thập bát lang trừng mắt nói. Phát hiện địa điểm cụ thể mà vương lão xuất hiện. Xin chỉ thị. Thiên trùng nghiêm thế kiệt nhận được tin tức tiền phương. Ở đâu, lập tức báo cáo địa điểm. Vương nhân bàng có chút nóng nảy. Khu số 3 hoặc khu A. Người kia nói. Bảo vệ vương lão, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì, chúng tôi lập tức đuổi theo. Vương nhân bàng hừ nói, nhìn nghiêm thế kiệt liếc mắt một cái. Căn bản không đợi anh ta tỏ thái độ, vương nhân bàng đã vươn người đứng dậy đi hướng về phía khu A. Đuổi theo. Nghiêm thế kiệt lập tức hạ lệnh. Hình như là rời hướng tới địa khu số 4. Lúc này, vương nhân bàng vừa đi rất nhanh trước, vừa nói. Vừa hay, bọn cẩu tử đã tới địa khu số 5. Nếu có thể gặp nhau ở địa khu số 4, có lẽ chúng ta sẽ ăn chắc hơn một chút. Được, tăng hết tốc lực tiến về phía trước. Nghiêm thế kiệt hạ mệnh lệnh, rồi liên lạc với Diệp Phàm. Hai bên đều cố gắng tăng tốc. Sau khi đi được 50 mét, tay vương nhân bàng đột nhiên vừa động, đội viên tản ra thành tam giác kiểu chùy lập tức nằm sấp xuống đất, mỗi người đều tìm công sự che chắn quan sát. Tình thứ. Có phát hiện gì không? Nghiêm Thế Kiệt hỏi Vương Nhân Bàng. Phía trước có một khu loạn thạch, diện tích tương đối lớn, liếc mắt một cái không nhìn thấy bờ. Trong đó còn có một đám tiên nhân trưởng gai góc, vừa rồi tôi cảm thấy trong đám tiên nhân trưởng hình như có động tĩnh gì. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại thì không có gì. Vương Nhân Bàng nói. Dùng kính viễn vọng bội số lớn quan sát kỹ lại. Nghiêm Thế Kiệt nói. Vô dụng, gió bắt đầu thổi cát rồi. Khoảng cách bên kia lại quá xa, mờ mịt không dễ phân biệt. Vương Nhân Bàng nói. Vậy hãy quan sát trước, kéo dài thời gian một chút rồi tính tiếp. Các đội viên chú ý tản ra các hướng quan sát động tĩnh. Nghiêm Thế Kiệt ra lệnh. Tôi đi trước thử một chút, không thể đợi được nữa. Tôi sợ vương lão không chịu nổi. Vương Nhân Bàng lắc lắc đầu nói. Quá nguy hiểm, anh không thể đi.
Nghiêm Thế Kiệt giọng nói nghiêm nghị ngăn cản. Không cần nói, nếu tôi chết ở đây cũng không còn gì để nói. Vương Nhân Bàng trên mặt tràn đầy bi thương, thân mình nhào tới bám lấy một tảng đá cách đó hơn 8 mét. Nghiêm Thế Kiệt tiếc nuối lắc đầu, thêm nữa là vì cảm động. Cảm thấy Vương Nhân Bàng thật sự là một đồng chí tốt, vì quốc gia, vì tổ đặc nhiệm A không ngờ tự nguyện bán mạng. Cho nên, súng bắn tỉa trong tay lão Nghiêm bắn yểm trợ cho Vương Nhân Bàng tiến về phía trước. Thật ra, quan hệ của Vương Nhân Bàng và Vương Lão chỉ có Lỗ Tiến rõ còn nhưng đồng chí khác đều không biết. Vương Nhân Bàng vừa nhảy vừa nằm sấp thẳng tiến rất nhanh. Không lâu sau, đã cách đám tiên nhân trưởng mấy trăm mét. Đột nhiên, một thoi đạn theo tiếng lách cách phóng tới. Đối thủ quả nhiên ra tay. Mẹ nó, may là chỉ sượt qua tai, bằng không, hôm nay mình bỏ mạng ở đây rồi. Vương Nhân Bàng mắng một câu, cây súng ngắn đã ngụy trang liền ba ba bắn về phía đó. Bên kia hình như truyền đến một tiếng kêu đau đớn, đoán chừng là giải quyết được một tên. Anh ta lập tức tỉnh táo đầu óc, ném một trái lựu đạn xương tới khoảng cách hơn 100 mét. Sau khi một tiếng nổ bùm vang lên, lập tức hiện trường dâng lên một màn khói đen. Mà đồng thời, hỏa lực ở phía đám tiên nhân trưởng đã mạnh hơn, phỏng chừng có 7-8 ngọn lửa đánh hướng về phía bên này. Tuy nhiên, hành động của Vương Nhân Bàng rất lạ, khi thì kề sát đất, lúc thì nhổm lên cao 3 mét, khiến ngọn lửa rơi vào khoảng không. Rồi sau đó Nghiêm Thế Kiệt cũng không đợi được nữa, nhanh chóng mang người nhào tới. Cháu cụ rùa, Vương Nhân Bàng mắng một câu, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn âm thầm, rút ra một con dao găm màu đen từ giày ra, thân mình uốn éo vài vòng đã tới bên cạnh đám tiên nhân trưởng. Đưa tay luồn vào đám tiên nhân trưởng, một cỗ máu tươi phun ra, một cú đâm chuẩn xác qua yết hầu của kẻ địch. Anh ta tiện tay xoay tròn tròn một vòng sang bên cạnh, đầu dưa của người đó như quả bóng cao su bị dao găm trúng hơn nữa còn bị kéo tới trước mặt Vương Nhân Bàng. Anh ta nhìn thoáng qua rồi nói. Có Ria, hóa ra là tên heo Nhật Bản, đáng chết. Nói rồi lại nhanh chóng tiến tới bên kia, phát hiện một tên người Nhật khác đang nằm trườn trên một tảng đá bên cạnh đám tiên nhân trưởng nổ súng điên cuồng về phía mấy người Nghiêm Thế Kiệt. Nghiêm Thế Kiệt truyền tới tin tức. Một đội viên tổ đặc nhiệm A đã trúng đạn. Bát cách. Vương Nhân Bàng nổi giận bừng bừng. Phi thẳng hướng về đám tiên nhân trưởng. Đội viên tổ thần đạo Nhật Bản sợ quá vội vàng hướng súng bắn lên không trung. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng là cao thủ cấp 2 của bát đẳng, còn tên Nhật này cao nhất cũng chỉ đạt tới thất đẳng, không phải đối thủ của Vương Nhân Bàng. Bá một tiếng truyền tới. Tên Nhật Bản dưới đất đang định nổ súng thì bị Vương Nhân Bàng đá trúng một cước từ trên không trung. Vừa dẫm lên đã thành một đống thịt nát như bùn mềm nhũn. Cả cái đầu đều bị một cước của Vương Nhân Bàng đạp nát, dẫm đến mức rụt cả cổ tới tận bụng. Nhìn qua như một con rùa đen rụt đầu. Muốn đấu với tao à, mày còn chưa đủ tư cách. Vương Nhân Bàng tiện chân lau chút máu tươi ở đám tiên nhân trưởng. Nhặt súng lên nhào về phía trước. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Phát hiện ra trên không trung thoáng bóng giang một người. Vương Nhân Bàng vội lùi về sau. Tuy nhiên, quá nhiều tiên nhân trưởng, lập tức chui vào trong đám tiên nhân trưởng. Tuy nói mặc quân phục chống đạn, nhưng vẫn bị kẹp đâu kinh khủng. Anh ta đang định phản kích, cảm giác phía bên phải một tiếng gió truyền tới. Anh ta vội vàng nghiêng người bay lên đá một cước hướng tới bên đó. Thình thịch một tiếng, Vương Nhân Bàng liền lùi lại ba bước, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Phát hiện đối thủ là một người mặt dữ tợn, tóc dài tới áo choàng. Vẻ mặt dũng mãnh của người Nhật. Người này vẻ mặt ác nghiệt nhìn Vương Nhân Bàng hừ nói. Tên hoa hạ kia, hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi. Vừa nói xong, người nọ bay lên, một cước linh hoạt, sắc bén như gió thổi đá hướng về phía trên đầu Vương Nhân Bàng. Lúc này là vật lộn trực diện, súng ống đã không kịp dùng, Vương Nhân Bàng đặt xuống đất. Tay luồn vào phần eo, lôi ra một cây nhuyễn đao màu đen ầm một tiếng vang lên. Xoay tròn trên không trung bổ hướng về phía đùi tên kia. Sát một tiếng, Vương Nhân Bàng cảm giác nhuyễn đao như đang nâng một quả núi lớn. Phát hiện người kia không ngờ dẫm lên nhuyễn đao của mình đứng trên không trung lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt vẻ bỡn cợt. Tiêu đời, gặp phải cửu đẳng rồi. Vương Nhân Bàng trong lòng chợt lạnh, điên cuồng rút dao chém không còn nghĩ tới mạng sống. Ầm một tiếng chói tai vang lên. Vương Nhân Bàng biết. Áo chống đạn của mình đã bị người kia cắt rách, toàn bộ ống quần đều bay mất.
đến cả phần chân phía dưới cũng bị tuôn ra một dòng máu tươi. Ta liều chết với ngươi. Vương Nhân Bàng tức giận, mắt đỏ lên, chân đá vào một tảng đá, kết hợp với nhuyễn đao đẩy hướng về phía tên kia, hăng hái lao thẳng tới, giống như một mũi tên, loại đấu pháp này là mức cao nhất rồi. Cho dù người nó có thể giải quyết được Vương Nhân Bàng thì cũng sẽ bị thương ít nhiều. Thình thịch, một tiếng nổ truyền đến, Vương Nhân Bàng chắc mình sắp tận mạng rồi. Tuy nhiên không nghe thấy động tĩnh gì, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Diệp Lão Đại đã một cước đá tên kia vòng ba vòng rồi bổ nhào xuống đất mới dừng lại được. Tuy Diệp Lão Đại đã hơi thay đổi khuôn mặt, nhưng với ánh mắt của Vương Nhân Bàng thì vẫn nhận ra. Hắn rút cục đã tới, mình sống rồi. Vương Nhân Bàng cười điên cuồng một tiếng. Hừ, người nọ cũng chấn động, nghiêm túc liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Tuy nhiên, lại lắc lắc đầu vì không biết Diệp Phàm là ai. Người này chính là Ma Cách Điền Bang, cao thủ cửu đẳng. Thằng nhãi Nhật Bản, chúng ta đấu tiếp nào. Diệp Phàm vừa nói xong, ba cây phia đao đã đâm tới theo ba hướng. Lại thứ đồ chơi cũ rích này. Ma Cách Điền Bang trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, tiện tay cầm thiết con xoay tròn sang hai bên, mấy tiếng bang bang truyền đến, phi đao của Diệp Phàm đã bị rơi xuống đất. Tuy nhiên, một quả lạc bảo kim tiền lại xoay tròn tới phía sau của Ma Cách Điền Bang. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ phần phía sau lưng của người này bị vỡ toác, sau đó một dòng máu ngay chỗ xương chảy ra. A! À, Ma Cách Điền Bang nổi giận, tay giương về phía Diệp Phàm, ba ám khi hình ngũ giác phi qua. Chương 1941, phát hiện Vương lão. Đánh hay. Diệp Phàm hừ một tiếng, tiện tay vừa động, thân mình đột nhiên bay cao giống như diều hâu, phi tới chiều cao hơn 10 mét. Vòng một vòng lớn, nhanh chóng quay ra phía sau người Ma Cách Điền Bang. Chuông trong tay đột nhiên kéo căng ra, lập tức cuốn lấy cổ tay của Ma Cách Điền Bang. Sau khi hơi sửng sốt, Ma Cách Điền Bang vội vàng định rút tay ra. Tuy nhiên chuông của Diệp Phàm vốn là bản nhái sơn trại huyết trích tử danh tiếng vang lừng thời Ung Chính nhà Thanh. Không phải dễ rút tay ra như vậy được. Huyết trích tử năm đó vừa túm được đầu của ngươi vừa xoay vừa chuyển, đầu của ngươi đã bay mất. Khả năng chiến đấu cực kỳ tàn nhẫn, bằng không sẽ không được gọi là huyết trích tử. Hơn nữa, thân mình Diệp Phàm đang bay trên không, trái phải xoay vòng vây, càng khiến cổ tay của Ma Cách Điền Bang bị cuốn lấy. Vương Nhân Bảng không thể bỏ qua cơ hội này, anh ta đã trừng mắt từ nãy. Phát hiện cơ hội hiếm có, liền ném tiểu nã phi tới. Nhân cơ hội Ma Cách Điền Bang rằng co với Diệp Phàm, nhuyễn đao trong tay hung hăng lao về phía thân mình của Ma Cách Điền Bang. A! À, giữa tiếng kêu gào thê thảm của Ma Cách Điền Bang, cả cánh tay phải bị Vương Nhân Bảng liều mình chém tới nỗi chỉ còn chút thịt chỗ nối khớp xương. Một tia máu tươi phun thẳng ra như mũi tên. A! À, Ma Cách Điền Bang liều mình, đá một cước như mũi tên. Mau lùi lại. Bên kia Diệp Phàm vội vàng cảnh báo. Tuy nhiên, muộn quá rồi. Vương Nhân Bảng bị đá một cú kêu lên một tiếng, đâm sầm vào mười mấy cây tiên nhân trưởng rồi mới đập vào đống tiên nhân trưởng. Mẹ nó! Diệp Phàm tức giận, tay duỗi ra, kéo Ma Cách Điền Bang bay lên không trung. Lựu đạn trong bàn tay của Diệp Lão Đại vừa động, chuông vừa kéo, cả người Ma Cách Điền Bang bay như phi lôi tới độ cao ngoài mấy chục mét. Thình thịch! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Trong sương khói, Diệp Phàm phát hiện một bóng đen từ trong đám cây tiên nhân trưởng biến mất. Không sao chứ tình thứ. Diệp Lão Đại cũng không để tâm đến việc đuổi theo, vội tới trước mặt Vương Nhân Bảng. Phát hiện toàn thân anh ta đều là vết đâm và máu. Vội vàng kiểm tra một chút, may là còn sống. Ông đây là tiểu cường đánh không chết, sao mà dễ chết thế được. Vương Nhân Bảng khó nhọc đứng lên, mắng. Thằng đó đâu, đã chết chưa? Chưa bị nổ chết. Trốn thoát tuy nhiên cũng bị thương khá nặng. Diệp Phàm lắc lắc đầu, cõng Vương Nhân Bảng tới nơi lựu đạn vừa nổ tung, phát hiện dưới đất có một cánh tay đứt bị nổ nát bét. Thành Đại Hiệp cụt một tay, mẹ nó, đợi khi ông đây được cửu đẳng nhất định tới Nhật Bản lôi tên đó về. Vương Nhân Bảng nhặt cánh tay lên tiện tay vứt vào cái gói phía sau, nói. Lưu làm kỷ niệm, ông đây cũng làm tàn phế một cao thủ cửu đẳng. Ha ha, anh... Diệp Lão Đại đúng là hết chỗ nói. Rõ ràng mình bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng lại hóa thành công lao của anh ta. Diệp Lão Đại hoàn toàn không nói gì được nữa. Trong mắt đầy tia khinh bỉ nhìn chằm chằm anh ta. Đừng nhìn chằm chằm như vậy. Cậu là cao nhân,
giết người như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nếu để cho tôi công này thì đúng là vĩ đại, bát đẳng đánh cho cửu đẳng tàn phế. Tin này mà truyền ra, tôi đây thành anh hùng rồi. Vương Nhân Bảng đúng là không có liêm sỉ, ngược lại còn vỗ ngực đắc ý. Việc này anh cũng không thể nói ra, có tác dụng gì chứ? Diệp Phàm hừ nói. Kể cả có vô dụng, ít nhất trước mặt bọn họ tôi cũng là anh hùng. Vương Nhân Bảng nhìn Nghiêm Thế Kiệt đã chiến đấu xong ở bên kia liếc mắt một cái. Diệp Lão Đại rõ ràng không để ý đến anh ta, mặc kệ anh ta tự khen. Thế nào, vừa rồi người đó có phải cửu đẳng không? Lúc này Nghiêm Thế Kiệt đi tới hỏi. Đúng, chắc chắn là cửu đẳng. Có thấy không, tôi đánh cho nó tàn phế. Vương Nhân Bảng lại lấy từ túi ra cánh tay nát bét đầm đìa máu, không khiêm tốn gì, khoe khoang trước mặt các đội viên ở đó. Anh làm. Nghiêm Thế Kiệt nửa cười nửa không liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Là thật, cánh tay này là do anh ta cắt đứt. Diệp Lão Đại cũng thuận miệng nói giúp một câu, thỏa mãn chút long ham hư vinh của anh ta. Quả nhiên, các đội viên đều bộc lộ vẻ mặt như fan hâm mộ. Vương Nhân Bảng cực kỳ đắc ý, giả vờ thản nhiên nói. Cửu đẳng, cũng thường thôi, cũng là thân xác máu thịt, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, phát hiện cái trừng mắt không có ý tốt đẹp gì của Diệp Phàm, Vương Nhân Bảng vội nói thêm một câu. Đương nhiên, không bao gồm các cao thủ cửu đẳng của chúng ta. Bọn cửu đẳng Nhật Bản kia đều là bọn vô dụng, ngu ngốc. Được rồi, diệt được mấy người. Diệp Phàm ôm tay hỏi. Tám đội viên chạy mất hai, một bị đánh tàn phế, nửa phần chắc chết. Nghiêm Thế Kiệt nói. Đây hẳn là đội thứ ba của tổ thần đạo, cũng là đội cuối cùng. Không ngờ mới tới đây đã bị chúng ta tiêu diệt. Xem bọn họ còn kiêu ngạo được nữa không? Đấu với chúng ta, bọn họ còn chưa đủ trình. Đông Phương hung hăng nói. Đánh cho tàn phế một cao thủ cửu đẳng, chúng ta lập tức báo cáo cho tổng bộ, để mọi người cùng chung vui. Đây mới là thắng lợi lớn nhất. Nghiêm Thế Kiệt mỉm cười, nhiều ngày như vậy, hôm nay mới thấy nở nụ cười. Có thể đánh cho một cao thủ cửu đẳng tàn phế, tất cả đội viên đều cảm thấy oai, cứ như tên cao thủ cửu đẳng này là do chính mình đánh cho tàn phế. Nghỉ ngơi một chút tiếp tục tiến vào. Diệp Phàm nói, các đội viên lại tản ra tìm nơi nghỉ ngơi ăn uống chút gì. Một đội viên khác tìm kiếm trên mặt đất, phát hiện viên đạn thủy mã thượng của cật liền nhặt lên. Cái này, hiện nay đánh đã lâu như vậy, súng và thực phẩm đã tiêu hao kha khá. Có thể giết một nhóm kẻ thù là có được một sự thu hoạch. Tương đương với việc kẻ địch trợ cấp không hoàn lại cho mình. Cái gì, đánh cho một cao thủ cửu đẳng trong tổ thần đạo của Nhật Bản bị tàn phế. Tốt tốt, không tồi, không tồi. Tổng thủ trưởng mới nhậm chức của tổ đặc nhiệm A, Cung Khai Hà vừa nhận được điện thoại liền khen ngợi không tiếc lời. Tôi nói mà, tướng quân Diệp Phàm ra tay đúng là lợi hại. Vừa bắt đầu đã thu được chiến công oanh liệt. Lý Khiếu Phong bên cạnh không kìm được cảm thán khen ngợi, hai mắt cười đến nỗi chẳng còn nhìn thấy trời đất nữa. Lão Lý, tuy nhiên, vừa rồi đồng chí Thế Kiệt báo cáo là Vương Nhân Bảng chặt đứt một cánh tay của tên cao thủ cửu đẳng của tổ thần đạo Nhật Bản. Cung Khai Hà nói. Anh ta ấy à, không thể nào. Lão Lý lắc đầu, buột miệng nói ra. Sao lại không thể, Vương Nhân Bảng nghe nói cũng là cao thủ thuộc cấp thứ hai bát đẳng. Có được thành công ngoài dự đoán cũng là bình thường. Thêm nữa, điều kiện tác chiến ở sa mạc rất ác liệt, tình huống nào cũng có khả năng phát sinh. Cao thủ cửu đẳng cũng có thể bị lật thuyền trong cống chứ. Tương Đại Hải ngồi bên cạnh vốn không thích Diệp Phàm, bởi vì hiện nay vẫn còn bị thiếu hai cái răng. Còn đầu thì chọc lốc, mấy ngày nay ở nhà bị bà xã phàn nàn đến mệt. Nói cái gì mà là ông muốn đi làm hòa thượng, tôi chắc cũng phải làm ni cô thôi. Còn mấy người bạn cũ lúc biết mình chọc đầu cũng trêu chọc mãi. Vừa nghĩ tới đây, Tương Đại Hải liền thấy hận Diệp Phàm thấu xương, nhưng vẫn nhịn. Vốn muốn đề xuất với tổng bộ xử phạt Diệp Phàm. Tuy nhiên Tương Đại Hải cũng hiểu được chút ít, biết Diệp Phàm hiện giờ đang là tâm phúc của tổng bộ, là loại người không thể đụng vào. Kết cục của Lỗ Kiến khiến Tương Đại Hải trong lòng sinh sợ hãi. Xét đến cùng, hai chân của thủ trưởng Lỗ bị thương nặng cũng là do Diệp Phàm gián tiếp gây nên. Nói thì dễ, anh đi thử xem cao thủ cửu đẳng lợi hại như nào. Bát đẳng đánh lén cửu đẳng, chắc muốn đi tìm cái chết. Không phải tôi nói anh, đồng chí Tương Đại Hải, hai loại cao thủ này căn bản không cùng thứ bậc. Cửu đẳng như súng trường, bát đẳng chính là cây thương, anh nói đi,
có thể so sánh với nhau được không? Lý Khiếu Phong lạnh lùng hừ nói, anh ta cũng vốn không thích người này. Ha ha, lúc ấy Diệp Phàm ở bên cạnh hỗ trợ một chút, Thế Kiệt nói vậy. Lúc này Cung Khai Hà nói thêm một câu. Tôi bảo mà, cái này, e rằng không phải là hỗ trợ, Diệp Phàm mới chính là người làm nên chuyện. Tuy nhiên Vương Nhân Bảng cũng thông minh, thình lình cho tên Nhật Bản kia một đòn xong đời. Lý Khiếu Phong cười nói. Ha ha, theo lý thuyết thì hẳn là như thế. Tuy nhiên, công lao này nên quy cho đồng chí Vương Nhân Bảng. Không vấn đề gì, quan hệ của hai người bọn họ tốt lắm. Diệp Phàm cố ý nhường công cho anh ta. Lý Khiếu Phong cười cười không nói. Xuất phát. Nghiêm Thế Kiệt ra lệnh một tiếng, mấy đội viên phát động bắt đầu luân phiên đi trước, vẫn là Diệp lão đại xung phong. Vương Nhân Bảng đi theo. Đồng chí Đông Phương theo sau nữa, Nghiêm Thế Kiệt ở giữa. Khoảng cách giữa mỗi đội viên là 100 mét, vừa có thể tiếp ứng cho nhau, cũng có thể thuận tiện cảnh báo. Sau khi thong tiến lên mười mấy mét, Diệp Phàm ở tiền phương truyền tin tức, phát hiện một dòng sông nhỏ, tất cả nằm sấp trên mặt đất. Bởi vì, dòng sông ở giữa dòng sông có thể là dòng sông cứu mạng nhưng cũng có thể là dòng sông giết người. Nếu kẻ thủ trốn trong lòng sông tấn công thì sẽ to chuyện. Đương nhiên, đội viên của mỗi quốc gia đều tuân thủ những quy tắc bất thành văn của các đội viên đặc chiến của mỗi quốc gia. Sẽ không đầu độc dòng nước sông. Bằng không, các đội viên của quốc gia đó sẽ trở thành kẻ thù của đội viên các quốc gia. Nếu nước sông bị ô nhiễm, trên cơ bản sẽ không có biện pháp để lẩn trốn. Đây là dòng sông sống còn. Hình như không có động tĩnh gì. Diệp Phàm mở đôi mắt ưng quan sát một hồi rồi nói. Không thể nói là hình như. Phải khẳng định, một từ hình như sẽ đoạt đi sinh mạng của mấy đội viên. Nghiêm Thế Kiệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi biết chừng mực, sẽ không làm bừa. Diệp Phàm nói. Đi vào như thế nào, tổn thất chút cũng được. Vương Nhân Bảng có chút nóng nảy. Bởi vì vừa rồi được mọi người tin tưởng, ông nội Vương Kinh Thiên đang hăng hái chiến đấu trên núi cát này. Anh ta lòng đã như lửa đốt. Yên tâm. Cao thủ cửu đẳng tổ thần đạo Nhật Bản vừa rồi chắc chắn là một trong những cao thủ tấn công Vương Lão. Giải quyết được một người, có thêm phần an toàn cho Vương Lão. Diệp Phàm nói, có thể đào qua không, nơi này cách sông cũng không xa lắm. Loại đất cát tơi này cũng khá dễ đào. Chỉ cần thân thủ của đại ca, phỏng chừng trực tiếp có thể chui qua đống cát. Vương Nhân Bảng đề xuất, anh ý à, coi tôi là con tê tê đúng không? Diệp Phàm thực sự hết nói nổi, trừng mắt liếc anh ta một cái. Nói thật với anh, Vương Lão là ông nội tôi thật sự là rất nóng lòng. Vương Nhân Bảng nói sự thật. Thảo nào anh lại hoành tráng như vậy, hóa ra còn có ông nội hoành tráng hơn đỡ lưng. Nghe nói Vương gia các anh vẫn luôn là át chủ bài của tổ A. Nghiễm nhiên tổ đặc nhiệm A là thần hộ mệnh, thật oai phong. Chính là chủ tịch nước cũng phải nể mặt Vương gia các anh. Không tồi không tồi. Sau khi Diệp Phàm hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nói.